Triệu Quốc Đống tin mình thông qua Quế Toàn Hữu cố ý truyền tin nhất định làm cho Quách Xuyên hứng thú. Một hạng mục đầu tư trên 1 tỷ, ai cũng muốn có được. Số lượng vật liệu xây dựng cần cung cấp là quá lớn, dù là ai cũng không muốn bỏ qua miếng thịt lớn này. 2 năm qua Quế Toàn Hữu cũng không hề đơn giản. Chỉ bằng việc tạo quan hệ với Quách Xuyên để đi được vào vòng tròn của Tần Hạo Nghiên, dù là mè ngoài cũng đã mang tới không ít cơ hội cho Quế Toàn Hữu. Mỗi người ở một vị trí khác nhau cũng sẽ có vòng tròn khác nhau. Triệu Quốc Đống có thể hiểu cho cách làm của Quế Toàn Hữu. Vị trí bí thư huyện ủy Quy Ninh không dễ ngồi, lý lịch của Quế Toàn Hữu còn thiếu một chút nên chắc phải ngồi thêm 2 năm nữa mới mong có được chức thường vụ thị ủy Hoài Khánh. Có lẽ đối thủ trực tiếp của Quế Toàn Hữu chính là bí thư quận ủy Hoài Châu, Vương Lệ Quyên. Thế sự như bàn cờ, thế giới này chính là như vậy, cho đến bây giờ tương lai chưa phát triển theo suy nghĩ của anh. Quế Toàn Hữu nhận được điện của Triệu Quốc Đống liền biết đối phương lại chuẩn bị đi ngược gió. Hạng mục sân bay Ninh Lăng đã có tin tức truyền ra. Y lúc ngồi ăn với một vị phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh cũng từng nói chuyện về sân bay Ninh Lăng, đối phương nói rõ tỉnh tuyệt đối sẽ không bật đèn xanh với hạng mục này. Mặc dù phó chủ tịch thường trực Nhâm Vi Phong phụ trách ủy ban kế hoạch phát triển không tỏ thái độ gì mấy, nhưng năm nay ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh đã quyết định muốn khống chế các hiện tượng kinh tế nóng. Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên càng đưa ra việc thành lập tổ giám sát trong các việc quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng. Hoài Khánh năm nay đưa ra quy hoạch xây dựng giai đoạn 2 của khu khai phát cũng lo bị tỉnh bác bỏ. Hạng mục khổng lồ như sân bay Ninh Lăng nếu muốn qua cửa đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa hạng mục này không phải do tỉnh có thể quyết định, còn phải thông qua Quốc vụ viện, Quân ủy Trung ương nữa chứ. Chẳng qua đây không phải vấn đề mà Quế Toàn Hữu cần cân nhắc. Triệu Quốc Đống phân phó truyền tin tới tai Quách Xuyên, tự nhiên là hy vọng hợp tác với Quách Xuyên để qua cửa Tần Hạo Nghiên. Đây không phải việc khó gì đối với Quế Toàn Hữu cả. Dù sao quyền quyết định cuối cùng xây dựng sân bay Ninh Lăng là do Quốc vụ viện, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Ủy ban tỉnh chỉ đưa ra thái độ mà thôi. Nghĩ vậy Quế Toàn Hữu không khỏi lắc đầu, mình suy nghĩ nhiều làm gì. Y tin đầu óc bí thư Triệu không kém mình có thể nghĩ tới, bí thư Triệu nhất định cũng nghĩ tới. Quyển 15, chương 12. Nhận được điện của Quách Xuyên, Triệu Quốc Đống biết chuyện này đã thành công một nửa. Có vài việc nhìn trông rất khó khăn nhưng chỉ cần anh tìm được chìa khóa là mọi việc trở nên đơn giản ngay. Quách Xuyên rất thông minh, Quế Toàn Hữu chỉ hời hợt nói vài câu là y có thể nghe ra vấn đề. Quách Xuyên gọi điện tới chứng minh đã hiểu được, có thể ăn được miếng thịt này không thì y nhất định cũng biết. Triệu Quốc Đống sau đó lập tức gọi cho Trung Dược Quân yêu cầu ủy ban cần nhanh chóng xác định người phụ trách 3 hạng mục này. Ninh Lăng lại định tính gì vậy? Cù Vận Bạch rót một chén mật ong nóng cho Triệu Quốc Đống, sau đó ngồi cạnh hắn. Cứ thế xác định sao? Sao, chị không cam lòng à? Triệu Quốc Đống cười nói. Hừ, Quốc Đống, em luôn miệng nói muốn có sự cạnh tranh công bằng, nhưng hạng mục lớn như sân bay Ninh Lăng lại lén quyết định như vậy là sao? Cù Vận Bạch mặc một chiếc áo len chữ V thấp ngực, bên trong là áo dài tay. Có lẽ do sinh con và nuôi con bằng sữa nên Triệu Quốc Đống thấy ngực cô bây giờ còn căng tròn hơn ngực Vưu Liên Hương. Chị nói gì thế? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Bây giờ nói chuyện này vẫn còn hơi sớm, một hạng mục lớn như vậy đâu phải em nói một câu là xác định được. Trên tỉnh chỉ là một phần mà thôi, cuối cùng còn phải thông qua ở Quốc vụ viện. Em hy vọng tỉnh không nên tạo quá nhiều phiền phức cho Ninh Lăng. Nhanh chóng đẩy mạnh thì có lẽ còn có thể thành công. Triệu Quốc Đống ôm vòng eo của cô để cô dựa vào mình. Nhưng năm nay có nhiều tin tức truyền ra, chị sợ là hạng mục này của Ninh Lăng chỉ phí công ô ích. Cù Vận Bạch làm phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu. Đối với tập đoàn Thiên Phu có ngành xây dựng và bất động sản chiếm cứ vị trí chủ đạo thì rất mẫn cảm với chính sách khống chế của Trung ương. Thiên Phu cũng bắt đầu có ý điều chỉnh, nhanh chóng thu hồi các khoản vay, tăng cường dự trữ đất và giảm tốc độ xây dựng. Cái này khó nói nhưng em sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần thông qua cửa của tỉnh, còn bên trên em cũng có cửa, xem có thể thông qua được hay không. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Khó khăn nhưng chỉ cần Trung ương không phải là áp đặt thì em tin Ninh Lăng vẫn có cơ hội. Hơn nữa đây là cơ hội hiếm có, nếu là tình hình bình thường thì việc xây dựng sân bay của Ninh Lăng sẽ gặp cạnh tranh mạnh. Điều kiện bên Tân Châu không kém mấy so với Ninh Lăng. Ninh Lăng gặp phải cạnh tranh của Tân Châu, nhân lúc này Ninh Lăng đi trước một bước sẽ khiến Tân Châu hết ý tưởng xây dựng sân bay. Ai cũng nói thương trường như chiến trường, chính trị không phải vậy sao?
Cụ Vận Bạch rúc vào lòng cảm nhận hơi ấm của hắn, cô trầm giọng nói. Một hạng mục sân bay lớn như vậy, em chẳng những gặp cạnh tranh từ cách nơi, đồng thời còn gặp phải điều chỉnh về chính sách, đây có phải là muốn vượt qua khó khăn không? Ừ, lời này cũng đúng. Triệu Quốc Đống nói. Đây là xem có nhận rõ tình hình và nắm bắt cơ hội hay không, xem một vị lãnh đạo có trách nhiệm để đảm đương vấn đề hay không. Chị không nắm rõ tình hình thực tế, thiếu phán đoán về tình hình phức tạp thì chị không dám đưa ra quyết định. Lúc báo cáo với bí thư ứng, em đã biết mình làm như vậy dễ bị nhiều người chỉ trỏ. Nó ảnh hưởng lớn như thế nào đến em thì em không biết. Nhưng em nếu muốn giữ được mũ một cách ổn định, em hoàn toàn có thể ngồi ở trên đỉnh công lao mà nhìn. Tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng năm nay vẫn có thể đứng đầu toàn tỉnh. Em dám khẳng định như vậy. Hơn nữa em còn lên Bắc Kinh học 3 tháng, có chuyện gì cũng không phải do em. Nhưng em không thể làm như vậy, bỏ mất cơ hội chiến lược sẽ làm chậm quá trình phát triển. Em làm bí thư thị ủy cũng không yên lòng. Mắt Cụ Vận Bạch lộ vẻ si mê, đây mới là người đàn ông đích thực. Vì lý tưởng của mình mà dám can đảm vượt gió, nếu không có dũng khí và thủ đoạn thì đó chỉ là kẻ thô lỗ. Người như vậy sao đáng để cô yêu? Thấy Cụ Vận Bạch như vậy, Triệu Quốc Đống cũng hơi động tâm đưa tay vào áo cô, vỗ về vòng bụng của cô. Hai người đã có một thời gian không ở bên nhau, Cụ Vận Bạch bận nên thời gian về Ando không nhiều. Bây giờ Tổng Công ty Bất Động Sản Thiên Phu chia làm 3 mảng. Mảng ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Ninh Dương, Đại Liên, Thanh Đảo do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Phu kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty Bất Động Sản Thiên Phu Cụ Vận Bạch phụ trách. Còn mảng phía Giang Nam gồm Thượng Hải, Hàng Châu, Ninh Ba, Nam Kinh, Tô Châu, Phúc Châu, Hạ Môn do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Phu kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bất Động Sản Thiên Phu phụ trách. Còn các nơi như An Đô, Trùng Khánh, Thành Đô, Vũ Hán, Hải Khẩu, Tam Á do Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thiên Phu, Hứa Minh Viễn phụ trách. Hiện nay Bất Động Sản Thiên Phu đang tích cực chuẩn bị tiến quân vào Nam Việt, muốn cạnh tranh thị phần ở Dương Thành và Thâm Quyến. Điều này làm các nhà kinh doanh bất động sản Nam Việt rất cảnh giác. Có lẽ cảm nhận được Triệu Quốc Đống đã bắt đầu có cử động, Cụ Vận Bạch không khỏi thở hổn hển, hai mắt đầy yêu thương, má lúm đồng tiền đỏ rực lên, giữa hai chân như có điện giật phúc xạ ra toàn thân. Chiếc áo bó sát người không ngăn được đôi tay của Triệu Quốc Đống tấn công. Tay Triệu Quốc Đống rất nhanh đưa vào trong áo, mở khóa áo lót, nắm lấy bộ ngực căng tròn kia. Hắn yêu thương vuốt ve nó. Cụ Vận Bạch u oán nhìn hắn và nói. Quốc Đống, đừng ở đây, chúng ta vào trong đi. Quốc Đống, em sắp lên Bắc Kinh học rồi, nhưng thời gian này chị sợ phải sang Nam Việt. Cụ Vận Bạch có chút lưu luyến ưỡn người rồi nhìn chằm chằm vào đối phương trông vẫn rất mạnh khỏe. Sao, chị phụ trách việc khai thác thị trường Nam Việt ư? Triệu Quốc Đống ngẩn ra nói. Vậy phía Bắc ai phụ trách? Chị tạm thời phụ trách, chẳng qua gần đây nghiệp vụ phương Bắc đã đi vào quỹ đạo nên không có quá nhiều vấn đề. Nhưng thị trường Nam Việt nhất là bên Dương Thành thì Thiên Phu vừa mới nắm được vài khu đất, tiêu tốn không ít. Đây là loạt đạn đầu tiên của Thiên Phu vào thị trường bất động sản Nam Việt, nếu như không phải bên Thượng Hải cùng Hàng Châu cũng rất quan trọng thì Kiều Huy sẽ phụ trách bên này. Cụ Vận Bạch khẽ thở dài một tiếng. Còn có nguyên nhân khác không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là do Diêu Văn Chí ở Nam Việt. Y bây giờ phụ trách việc xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường của Nam Việt. Chị và y cũng quen từ trước, Bồi Ca cùng Huy Ca cho rằng chị đi sẽ có lợi cho mở cục diện. Đương nhiên chúng ta không phải mượn vào ai, chỉ là hy vọng có cơ hội công bằng hợp lý, không đến mức bị người chèn ép. Cụ Vận Bạch không giấu giếm gì. Ồ, em thấy Thiên Phu không nên hy vọng quá nhiều vào Diêu Văn Chí. Đến vị trí này thì trừ người lòng tham không đáy ra thì ai cũng tinh danh, giỏi tính toán thiệt hơn, sẽ không vì tình cũ mà coi trọng ai hơn. Triệu Quốc Đống cười nói. Thiên Phu nếu chỉ hy vọng đạt được hoàn cảnh cạnh tranh công bằng là không vấn đề gì. Nếu hy vọng có thu hoạch khác thì lại khó khăn đó. Quốc Đống, em quá coi thường Thiên Phu bọn chị rồi đó. Em cảm thấy Thiên Phu cần dựa vào Diêu Văn Chí mới có thể duy trì ở Nam Việt sao? Cụ Vận Bạch có chút bực mình với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Thiên Phu có thể phát triển như thế này là do khả năng của nó, không dựa vào bất cứ ai ban ơn. Triệu Quốc Đống cười phá lên nhìn Cụ Vận Bạch. Điều này cũng làm chị không vui sao? Chẳng qua em cũng rất vui, chị có thể chính thức trở thành một phần tử của Thiên Phu là điều làm em thích nhất. Cụ Vận Bạch hơi nóng mặt vì cô quên mất cổ phần của mình trong Thiên Phu là do ai tặng. Bây giờ cô có vẻ quên đi điểm này.
hoàn toàn coi Thiên Phu như một đứa con của mình vậy. Quyển 15, chương 13. Lưu Nhược Đồng đã lên Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống thật ra còn cần ở lại An Đô vài hôm. Hắn vừa muốn thúc đẩy việc Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh phê duyệt hạng mục của Ninh Lăng, phần khác hắn cũng muốn gặp Hàn Độ, báo cáo và nghe chỉ thị của y. Thái độ của Ứng Đông Lưu làm Triệu Quốc Đống rất tự tin, nhất là việc thành công nói ra quan điểm của mình, khiến lãnh đạo chủ yếu đồng tình là điều không dễ. Có thể duy trì quan điểm nhất trí với lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy thường dễ làm lãnh đạo hài lòng hơn là việc anh cố ý lấy lòng lãnh đạo. Bởi vì đối với rất nhiều lãnh đạo mà nói thì anh dựa theo ý của lãnh đạo mà làm việc thường có ý nghĩa hơn bản thân việc làm việc nhiều. Đương nhiên đây không phải do lãnh đạo hẹp hòi mà là tâm lý tạo thành như vậy. Bởi vì lãnh đạo cho rằng phương pháp, quan điểm của mình là thích hợp nhất. Mà nếu anh dựa theo ý đồ của lãnh đạo, đạt được thành tích sẽ càng tốt hơn nữa. Tất nhiên Ứng Đông Lưu có thái độ khác với Tần Hạo Nghiên trong chính sách khống chế mà Trung ương sắp đưa ra. Theo Triệu Quốc Đống thấy Tần Hạo Nghiên chính là nghiêm túc chấp hành toàn diện chính sách khống chế của Trung ương, như vậy sẽ dễ dẫn tới việc áp đặt. Ứng Đông Lưu mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng ngoài hạng mục sân bay ra thì hai hạng mục còn lại đều có thái độ ủng hộ. Ứng Đông Lưu cho rằng Ninh Lăng đang nằm trong giai đoạn phát triển đặc thụ, hoàn thiện cơ sở vật chất sẽ tăng cường sức cạnh tranh và sức hấp dẫn. Hơn nữa tình hình tài chính của Ninh Lăng đang khá tốt, tài chính đủ để đáp ứng cho các hạng mục thì hai công trình kia không phải không thể tiến hành. Về phần hạng mục sân bay Ninh Lăng, Ứng Đông Lưu mặc dù nhắc Triệu Quốc Đống cần phải cẩn thận làm việc, không nên quá cấp bách, phải xem khả năng thích ứng của kinh tế địa phương, phải có tính khoa học xem nên xây dựng sân bay hay không. Nhưng bề ngoài không quá đồng ý chứ thật ra vẫn có lỗ hổng. Sự ám chỉ này chính là một con đường sống, vừa lúc muốn xem thái độ của ủy ban, về phần khác cũng xem ý kiến của Quốc vụ viện, Quân ủy Trung ương. Triệu Quốc Đống gọi cả Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi lên An Đô để bố trí công việc. Bên phía Tần Hạo Nghiên do Trung Dược Quân chuyên môn phụ trách liên lạc. Nhâm Vi Phong cùng Tề Hoa cùng với Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh do Triệu Quốc Đống và Trúc Văn Khôi phụ trách. Về chuyện của Quách Xuyên thì Triệu Quốc Đống cảm thấy không cần để nhiều người biết. Có vài thứ để ở trong bóng đêm là được. Triệu Quốc Đống cảm thấy Trung Dược Quân cũng có chút khó xử. Đương nhiên Trung Dược Quân cảm thấy không dễ làm Tần Hạo Nghiên thay đổi quan niệm, Triệu Quốc Đống cũng chỉ nói mình thông qua vài con đường để làm công tác tư tưởng với Chủ tịch Tần nhưng không nói cách cụ thể. Một khi trong tỉnh không ngăn cản hạng mục sân bay, như vậy hắn phải trong thời gian ngắn nhất báo lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Về bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì Triệu Quốc Đống cũng đã nghĩ biện pháp để đi thông. Công việc cụ thể của mấy hạng mục này do Trúc Văn Khôi phụ trách chính, kể cả việc lập tài liệu đến mời chuyên gia khảo sát, đến báo lên cấp trên đều tranh thủ hoàn thành trước tháng 5. Đây là một nhiệm vụ khá phức tạp và nhiều vấn đề. Nhất là hạng mục xây dựng sân bay Ninh Lăng thì mặc dù một năm trước đã chuẩn bị không ít công việc nhưng bây giờ muốn có tài liệu tổng hợp để báo cáo lên trên thì còn nhiều số liệu cần hoàn thiện, chỉ trong mấy tháng muốn có hết đúng là khó khăn. Thị xã có hội nghị nên ba người bàn xong, Trung Dược Quân không kịp ăn cơm mà phải vội vàng về Ninh Lăng ngay. Trúc Văn Khôi ở lại để chuẩn bị vài công tác khác. Y sẽ liên lạc với bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh, phải để Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh chuẩn bị tư tưởng, không nên suy nghĩ vứt hạng mục của Ninh Lăng ra ngoài ngay từ đầu. Bí thư Triệu, chuyện này làm sợ là có không ít khó khăn. Tôi thấy thị trưởng Trung nghe nói ngài bảo y đi nói chuyện với Chủ tịch Tần đã nhăn nhó mặt mày. Chủ tịch Tần từ cuối năm trước trong nhiều hội nghị đã nói kiên quyết áp chế cơn sóng đầu tư mù quáng, chỉ sợ không dễ chấp nhận hạng mục này của Ninh Lăng. Trúc Văn Khôi dù trước mặt Trung Dược Quân hay Triệu Quốc Đống đều khá thoải mái, không giống các vị phó thị trưởng khác luôn cố gắng giữ thăng bằng trước bí thư thị ủy hoặc thị trưởng. Trước mặt Trung Dược Quân hay những người khác, y dám đánh giá quan điểm của Triệu Quốc Đống. Trước mặt Triệu Quốc Đống và người ngoài, y cũng không ngại đưa ra câu hỏi về quan điểm của Trung Dược Quân. Y không hề sợ lời nói của mình rơi vào tai Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân. Trên thực tế lời này có rơi vào tai Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân, ngược lại khiến cho Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân khá yên tâm. Y nói thẳng trước mặt mọi người chính là sự thẳng thắn chứ không phải đâm sau lưng người khác. Theo Triệu Quốc Đống thấy đây là bản lĩnh, anh có thể dùng tâm lý này để vận dụng vào công việc thực tế là khá giỏi, không phải ai cũng có thể làm được. Triệu Quốc Đống phải thừa nhận Trúc Văn Khôi phụ trách tốt công tác của mình, hơn nữa còn có nhiều sáng tạo trong công việc. Ở mảng đất đai, Trúc Văn Khôi có thể khiến người của Sở Tài Nguyên đưa ra chỉ tiêu nghiêng một chút có lợi cho Ninh Lăng, khiến cho việc xây dựng đô thị của Ninh Lăng có lợi hơn. Xây dựng đô thị càng không cần phải nói,
mọi người đều thấy rõ. Sau nhiều lần tỉnh xuống khảo sát đều lấy Ninh Lăng làm điểm mẫu. Ninh Lăng cũng được Sở Xây dựng tỉnh đề cử làm kiểu mẫu xây dựng của quốc gia. Nếu như nhất định phải tìm khuyết điểm trong công việc đó chính là trước đây Trúc Văn Khôi tập trung quá nhiều tâm trí vào mảng xây dựng mà bỏ qua việc phát triển hệ thống giao thông Ninh Lăng. Bây giờ Trúc Văn Khôi cũng đã ý thức được điểm này. Việc cải tạo hệ thống đường quốc lộ thông giữa Ninh Lăng đến các quận, huyện do Trúc Văn Khôi đề xuất, không chỉ được Trung Dược Quân và Triệu Quốc Đống ủng hộ, còn được các quận, huyện đánh giá cao. Triệu Quốc Đống đánh giá cao Trúc Văn Khôi. Mặc dù Trúc Văn Khôi và Trung Dược Quân có quan hệ mật thiết nhưng điều này không có vấn đề gì. Mọi việc thuận lợi trong mắt nhiều người là biểu hiện không tốt, nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy chỉ cần anh có thể làm được việc mà không làm người ta phản cảm cũng là thể hiện năng lực bản thân. Về phần nói tâm lý thực của Trúc Văn Khôi là Trúc Văn Khôi như thế nào thì hắn không muốn hỏi. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người. Triệu Quốc Đống cũng không trông cậy vào ai trung thành như thế nào, ai chẳng có nhiều mặt chứ. Chỉ cần anh làm việc tốt thì đó chính là bản lĩnh. Văn Khôi, tỉnh cũng không phải quá nhất trí đối với chính sách khống chế của Trung ương, ở điểm này có tranh luận. Thực ra Trung ương cũng không hy vọng sẽ hoàn toàn áp đặt chính sách với tất cả các nơi, mà hy vọng thông qua cách này để đạt mục đích. Đương nhiên nếu như anh vừa không phù hợp chính sách, vừa không dựa theo trình tự tiến hành báo cáo lên trên hoặc là muốn dùng cách lên xe rồi mua vé sau để khiêu chiến nguyên tắc của Trung ương thì sẽ có kết cục rất thảm. Ninh Lăng chúng ta sẽ không đi con đường này. Triệu Quốc Đống nói rất thẳng, không hề vòng vo. Ha ha, Bí thư Triệu, ngài đây là định lợi dụng việc chính sách của tỉnh không nhất trí với chính sách Trung ương để làm việc sao? Nhưng dù qua cửa của tỉnh thì hạng mục sân bay Ninh Lăng cũng cần thông qua trên Quốc vụ viện. Bí thư Triệu ngài thật sự có thể được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thông qua sao? Trúc Văn Khôi có chút tò mò. Triệu Quốc Đống làm chuyện này theo y thấy có vẻ là khiêu chiến nguyên tắc. Trung ương nhất định sẽ đưa ra chính sách khống chế nền kinh tế tăng trưởng quá nhanh, nếu muốn lúc này mà phá lệ thì không có bản lĩnh là không được. Không thử sao anh biết là được hay không? Triệu Quốc Đống không nói nhiều. Trên thực tế bây giờ chúng ta cũng chính là muốn làm cho lãnh đạo hiểu rõ tầm quan trọng của xây dựng sân bay với sự phát triển của Ninh Lăng chúng ta, để cho bọn họ có thể biết được Ninh Lăng chọn lúc này xây dựng sân bay không phải muốn đi ngược lại chính sách của quốc gia, mà là vì chúng ta muốn phát triển, muốn đi lên. Ở điểm này thậm chí còn hy vọng cấp trên cử đoàn khảo sát xuống xem xét thực địa. Tôi chỉ sợ Trung ương không xem như vậy. Trúc Văn Khôi nói. Văn Khôi, theo ý của tôi bây giờ gặp áp lực và khó khăn không kém so với mấy năm trước mấy. Bởi vì ở tình huống bình thường không có chính sách Trung ương hạn chế lại gặp áp lực cực lớn từ các nơi xung quanh, nó cũng không dễ hơn bây giờ mà. Cho nên tôi cảm thấy ở góc độ nào đó đây là một cơ hội. Quyển 15, chương 14. Tác phong làm việc của Trúc Văn Khôi khá giống Triệu Quốc Đống. Nhân thời gian ngắn ngủi, y gọi điện ra ngoài phân công công việc cho tổ phụ trách hạng mục sân bay Đông Trại. Trên thực tế trước đây tổ công tác do Triệu Quốc Đống hết lòng ủng hộ nên chưa bao giờ buông lỏng, chẳng qua bây giờ đã chính thức tiến vào giai đoạn trình báo lên trên. Triệu Quốc Đống chỉ thị cho Trúc Văn Khôi tổ chức các ngành liên quan khởi động, phải dành từng giây nhanh chóng để Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh thông qua. Trong đó chủ yếu cần tiến hành giao tiếp với chủ nhiệm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh và Phó chủ tịch thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong phụ trách quản lý Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cửa của Nhâm Vi Phong. Nếu Nhâm Vi Phong không tỏ thái độ thì dù anh có quan hệ mật thiết hơn nữa với Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh thì có lẽ Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng không dám báo cáo hạng mục này lên Ủy ban. Trúc Văn Khôi lập tức đi bố trí. Y mặc dù không được nhận phân công quản lý mảng này nhưng không có nghĩa là không có quan hệ. Y phụ trách mảng quản lý đất đai, xây dựng đô thị và giao thông nên có nhiều thời gian qua lại với Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh. Nhất là việc vận động mấy hạng mục như cầu chính qua Ô Giang. Khiến y hay lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh, thậm chí mấy vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh tới Ninh Lăng, đi Hoa Lâm đều được Trúc Văn Khôi tự mình đi tiếp. Tuy nói hạng mục sân bay Đông Trại rất lớn, không phải Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh có thể quyết định. Nhưng đầu tiên phải từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh, đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển quốc gia, đến Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương. Căn nhà cao vạn trượng cũng phải có nền tảng ban đầu có thể nói là khá quan trọng. Theo ý của Triệu Quốc Đống thì trong thời gian ngắn nhất chính là thông qua tỉnh phê duyệt, nhanh chóng báo lên cho Ủy ban Kế hoạch Phát triển quốc gia. Sau đó nhân mấy tháng học trên Bắc Kinh mà cố gắng hoạt động, cố gắng trước tháng 5 hạng mục được xác định.
Vì thế cũng cần Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh toàn lực phối hợp, ủng hộ, nhanh chóng hoàn thành tiến trình ở tỉnh. Bố trí xong rồi chứ? Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ và nói. Vâng, đã bố trí xong. 6 giờ 30, khách sạn quốc tế Phỉ Thúy Bảo, ở đó có hoàn cảnh đẹp, đồ ăn dân tộc ngon. Trúc Văn Khôi nói. Bí thư Triệu, Chủ tịch Vi Phong có đến được không? Hai vị chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh đã nhận lời mời. Bọn họ cũng hiểu rõ tại sao Ninh Lăng lại mời. Chẳng qua Triệu Quốc Đống dẫn Trúc Văn Khôi tự mình đến khiến hai vị lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh cũng phải khách khí nhận lời mời. Ai cũng biết Triệu Quốc Đống đang có danh tiếng lớn trong cả nước, sáng tạo kỳ tích Ninh Lăng. Ngay cả Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng phái người đến điều tra về sự phát triển của Ninh Lăng, qua đó đủ thấy vị bí thư thị ủy này không bình thường. Thời gian trước có lời đồn về việc chọn chức thị trưởng An Đô, Triệu Quốc Đống này cũng có sức cạnh tranh mạnh, tuy nói cuối cùng không thành công nhưng một người mới 33 tuổi đã có thể tiến quân vào cấp phó tỉnh, ai dám nói vài năm nữa hắn không được phân công quản lý anh. Nhưng bên Nhâm Vi Phong còn chưa xác định, buổi chiều Nhâm Vi Phong còn có việc, tối chưa chắc đã đến được. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã quyết định dù như thế nào cũng phải gõ được qua cửa của y. Hắn không có bao thời gian, hai hôm nữa hắn phải lên Bắc Kinh, không làm xong ở tỉnh thì hắn không yên tâm. Đợi tiếng nữa gọi lại, không được tôi sẽ tới canh ở khách sạn Hồ Thiên Nga. Chủ tịch Vi Phong đang có hội thảo quốc tế ở đó, có thể tối còn có bố trí ăn uống nhưng tôi cũng phải kéo lại đây. Làm lãnh đạo cũng khổ, ăn bữa cơm mà phải chạy đông chạy tây, dạ dày toàn bị bệnh vì mấy việc này. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Ha ha, bí thư Triệu, có phải là ai bị đau dạ dày mới có thể thành lãnh đạo không? Vậy làm lãnh đạo đúng là thảm, tôi có thể ăn, có thể uống nên sợ là cả đời cũng như thế này mất. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Trong cả bộ máy thị ủy, ủy ban chỉ có mình Trúc Văn Khôi dám can đảm nói tùy tiện như vậy trước mặt Triệu Quốc Đống. Ngay cả Trung Dược Quân, Lam Quang hoặc là Tiêu Phượng Minh, Tăng Lệnh Thuần cũng không dám như vậy. Văn Khôi, anh nói tới khách sạn Phỉ Thúy Bảo biết tôi nghĩ đến gì không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Trúc Văn Khôi lắc đầu không hiểu. Hoàng Lăng sau khi lên làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, tôi lần đầu dẫn mấy thành viên bộ máy Tây Giang bày tiệc rượu mời y cũng ở khách sạn Phỉ Thúy Bảo. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Lúc ấy tôi cũng muốn báo cáo với y về việc phát triển, quy hoạch Tây Giang, cùng với đó là hy vọng đề cử Ngụy Hiểu Lam, kết quả mấy người chọn khách sạn Phỉ Thúy Bảo. Trúc Văn Khôi im lặng không nói. Hoàng Lăng xảy ra chuyện khiến thị xã đều ngại nhắc đến y. Chẳng qua Trúc Văn Khôi biết Triệu Quốc Đống là người rộng lượng nên không ngại. Sau đó Hoàng Lăng bị xét xử, Triệu Quốc Đống còn cùng Trúc Văn Khôi tới nhà tạm giam thăm Hoàng Lăng. Mặc kệ nói như thế nào nếu không có Hoàng Lăng, Trúc Văn Khôi y vẫn không thể lên được cấp phó giám đốc sở. Mặc dù Hoàng Lăng có sai đến đâu nhưng không thể không thừa nhận Hoàng Lăng có nhiều cống hiến cho sự phát triển của Ninh Lăng. Ít nhất việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chính là nền tảng cho Ninh Lăng phát triển như hiện nay. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhắc đến việc này làm Trúc Văn Khôi có chút khó hiểu. Trong bữa ăn đó Hoàng Lăng giới thiệu hai người bạn cho tôi, hy vọng trong nguyên tắc tôi có thể giúp một chút. Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh giống như nói chuyện không liên quan đến mình. Tôi không rõ quan hệ của y với hai người kia, nhưng tôi biết nếu y không thể khống chế tốt ở việc này thì sợ sẽ có chuyện. Trúc Văn Khôi chấn động trong lòng, khẽ gật đầu. Văn Khôi, chúng ta đều là con người nên có tình cảm, khó tránh khỏi có bạn bè. Ở vị trí của chúng ta có nhiều quyền lực và tài nguyên lớn. Trong công việc khó tránh khỏi bị cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè bắt chuyện hy vọng giúp đỡ một chút. Đó là điều rất bình thường, cũng không thể tránh. Mà cũng có nhiều người tìm mọi cách kéo anh xuống nước, hy vọng anh vào vòng tròn bọn họ để đạt được nhiều lợi ích vượt quá nguyên tắc. Chúng ta làm sao nắm rõ nguyên tắc, đứng vững là điều rất quan trọng. Trúc Văn Khôi có thể nhận ra gì đó từ lời nói của Triệu Quốc Đống. Năm nay việc xây dựng đô thị và cải tạo hệ thống giao thông của Ninh Lăng chỉ tăng chứ không giảm. Nhất là xây dựng sân bay, cầu, quốc lộ, các hạng mục sẽ không ngừng khởi công. Văn Khôi, tôi hy vọng anh là lãnh đạo phân công quản lý việc này chẳng những phải đứng vững, càng phải yêu cầu nhân viên trách nhiệm bên dưới làm được điều này, đảm bảo chất lượng công trình tốt. Tôi không hy vọng Ninh Lăng xuất hiện người vào tù vì việc xây dựng. Bí thư Triệu, ngài yên tâm, tôi xin cam đoan. Trúc Văn Khôi đang nói đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang. Văn Khôi, không phải tôi không tin anh, mà hy vọng anh không những làm được, còn đảm bảo người bên dưới cũng làm được. Tôi đề nghị anh liên lạc với Ủy ban Kỷ luật một chút,
các công trình trọng điểm cần có nhân viên của Ủy ban Kỷ luật và Thanh tra thị xã đến giám sát, đảm bảo không nên vì xây dựng xong một công trình lại có cán bộ ngã xuống. Trúc Văn Khôi gật đầu. Triệu Quốc Đống có nghe được vài lời đồn về Trúc Văn Khôi. Nói Trúc Văn Khôi quản lý xây dựng các hạng mục công trình rất chu đáo, từ chu đáo này có hàm nghĩa phong phú. Vừa lúc chỉ ra rằng Trúc Văn Khôi làm việc kiên định, tác phong tốt, về vấn đề khác là Trúc Văn Khôi thò tay quá rộng, quản lý quá chi tiết, thậm chí còn tước đoạt quyền lực của lãnh đạo các ngành xây dựng, giao thông trong thị xã, như vậy khó tránh khỏi xảy ra vài vấn đề. Ở điểm này Triệu Quốc Đống không muốn can thiệp, tác phong làm việc của từng người là khác nhau, theo hắn thấy Trúc Văn Khôi nắm vững nguyên tắc, chưa từng nghe nói có sai lầm về kinh tế. Vậy là đủ rồi. Hắn vì điều kiện gia đình tốt nên không nghĩ đến việc này, nhưng Trúc Văn Khôi lại khác. Điều kiện gia đình y bình thường, lại phụ trách mảng có nhiều thịt béo nhất, làm vậy là không dễ. Quyển 15, chương 15. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Vu Quân cùng phó chủ nhiệm phụ trách các hạng mục cơ sở vật chất cầu Đạo Thành đến rất đúng giờ. Còn kém 2 phút nữa là 6 giờ 30, hai vị đi xe Audi A6 xuất hiện trong bãi đỗ xe khách sạn. Trúc Văn Khôi dẫn theo phó chánh văn phòng Ủy ban thị xã, Khúc Hiểu Yến đứng ở bãi đón khách, đưa bọn họ vào phòng VIP. Chủ nhiệm Vu, chủ nhiệm Cầu, đã lâu không gặp, có phải là thấy Ninh Lăng chúng tôi quá xa nên không muốn tới không? Triệu Quốc Đống khá nhiệt tình chào hai vị khách. Ai cũng nói Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh là cái nôi để lên làm phó chủ tịch tỉnh. Bình thường làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh một khóa chỉ cần tuổi không quá cao thì lấy một chức phó chủ tịch tỉnh là bình thường. Nói cách khác chỉ cần anh có thể vào chức chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển là anh chính là ứng cử viên vào chức phó chủ tịch tỉnh. Chẳng qua gần 10 năm nay thông lệ này của tỉnh An Nguyên có chút thay đổi. Theo vài nơi trong tỉnh phát triển mạnh khiến tỉnh coi trọng các thị xã hơn. Gần 10 năm nay tỷ lệ sinh ra cán bộ cấp phó tỉnh từ bí thư thị ủy các nơi phát triển nhanh dần tăng lên. Mà tỷ lệ phó chủ tịch tỉnh sinh ra từ chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, giám đốc sở tài chính, giám đốc sở giao thông cũng giảm xuống. Như khóa này ngoài Tề Hoa, Khang Nhân Lương được giữ lại ra thì có bí thư thị ủy Hoài Khánh, Trần Anh Lộc lên làm phó chủ tịch tỉnh, cũng may giám đốc sở tài chính Tào Ninh được lên làm phó chủ tịch tỉnh. Lúc này mới khiến các sở ban ngành không bị bỏ xó. Vốn có lời đồn Vu Quân là ứng cử làm thị trưởng An Đô, nhưng rất sớm bị đào thải khỏi danh sách, thậm chí y còn không cạnh tranh được với người trong tỉnh. Qua đó đủ thấy bây giờ lãnh đạo các sở ban ngành quan trọng thuộc tỉnh đã dần mất thế. Bí thư Triệu, xem ngài nói kìa, chủ nhiệm Đạo Thành năm trước còn đến Thổ Thành, Vân Lĩnh khảo sát vài hạng mục. Theo chủ nhiệm Đạo Thành về giới thiệu thì chỉ có thể dùng một từ hình dung là mở rộng tầm mắt. Thổ Thành tập trung nhiều công ty chế biến thực phẩm nổi tiếng. Mà bên Vân Lĩnh khu công nghiệp nặng cũng dần thành quy mô, tạo được phương tiện trụ cột tốt. Tôi nghĩ nếu như không phải năm nay Trung ương đưa ra chính sách khống chế thì huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh hoàn toàn có thể tiến hành vài hạng mục. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Phu quân này vừa vào đã đưa ra một chiếc phao đề phòng, tất nhiên là ngại mình cứ cấn lấy, chỉ còn kém mỗi nước nói thẳng mà thôi. Chủ nhiệm Vu, Ninh Lăng năm ngoái phát triển tốt như vậy toàn bộ là nhờ vào Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh bật đèn xanh và ủng hộ. Năm nay là năm mấu chốt của Ninh Lăng chúng tôi vẫn mong Ủy ban Kế hoạch Phát triển ủng hộ như trước. Triệu Quốc Đống nói, mặc dù hắn nói mấy từ khá chung chung và phổ biến nhưng vẫn làm Vu Quân phải cảnh giác. Bắt đầu từ cuối năm ngoái Ủy ban Kế hoạch Phát triển đã thắt chặt việc phê duyệt hạng mục. Vốn trước đây do phó chủ nhiệm phụ trách phê duyệt nhưng giờ chuyển hết sang chủ nhiệm phê. Mà quy mô lớn một chút còn phải cần được phó chủ tịch phụ trách mảng đó đồng ý, hạng mục khổng lồ còn cần xin chủ tịch tỉnh hoặc trình lên hội nghị thường trực ủy ban quyết định. Bí thư Triệu, Ủy ban Kế hoạch Phát triển chúng tôi còn có thể không ủng hộ công việc của Ninh Lăng sao? Năm ngoái Ninh Lăng làm tỉnh An Nguyên chúng ta nở mày nở mặt, hơn nữa đứng đầu cả nước. Bí thư Ứng đi đâu đều khen Ninh Lăng, còn chuyên môn yêu cầu văn phòng tỉnh ủy tiến hành nghiên cứu hiện tượng Ninh Lăng, tổng kết kinh nghiệm. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có ý này, ý định do Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu, do Ủy ban Kế hoạch Phát triển chúng tôi, Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường lập tổ điều tra đến tìm hiểu toàn bộ tình hình Ninh Lăng, xem nguyên nhân phát triển của Ninh Lăng là gì. Đây chính là khẳng định công tác của Ninh Lăng. Trả lời là Phó chủ nhiệm Cầu Đạo Thành. Y phụ trách mảng đầu tư công, Trúc Văn Khôi cũng hay liên lạc với Y, người này có đầu óc linh hoạt, làm việc trong Ủy ban Kế hoạch Phát triển còn nhiều năm hơn cả Vu Quân. Chẳng qua Y có một vấn đề đó là cuộc sống về đêm quá phong phú, thấy gái đẹp là không thể đi nổi. Ha ha,
vậy phải cảm ơn chủ nhiệm đạo thành năm ngoái đã giúp đỡ Ninh Lăng. Ninh Lăng đạt thành tích chính là nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh. Triệu Quốc Đống một bên chào khách, một bên ra hiệu Khúc Hiểu Yến mời khách vào. Khúc Hiểu Yến cũng khá quen với cậu Đạo Thành, rất thân thiết mời đối phương. Chẳng qua cậu Đạo Thành trước mặt Khúc Hiểu Yến trông khá khắc chế bản thân, không hề ba hoa, tùy tiện như bình thường. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Bí thư Triệu, Chủ tịch Vi Phong sẽ tới chứ? Phu quân biết Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt với Nhâm Vi Phong, y nhìn thấy còn trống một vị trí thì biết đó là chỗ dành cho Nhâm Vi Phong. Chủ tịch Vi Phong hình như có hội nghị quan trọng bên khách sạn Hồ Thiên Nga, có thể sang đây được không? Ừ, có hội thảo về kinh tế gì đó, toàn do các vị chuyên gia kinh tế phát biểu thôi mà. Trúc Văn Khôi ở bên nói. Hơn nữa các chuyên gia kinh tế nước ta so với chuyên gia kinh tế người nước ngoài còn nhiều hơn một chút, đó đều là người không có đạo đức, liêm sỉ gì, toàn chịu tiền chi phối. Triệu Quốc Đống chừng mắt nhìn Trúc Văn Khôi, người này cái gì cũng dám nói. Lão Trúc, có phải là bị thiệt thòi gì bởi chuyên gia kinh tế không? Là mua cổ phiếu bị lỗ hay là đầu tư vào ngành nào bị thiệt? Phu quân có quan hệ khá tốt với Trúc Văn Khôi. Trúc Văn Khôi mặc dù chỉ là một phó thị trưởng nhưng tính cách thẳng thắn, có mùi giang hồ. Hơn nữa y phụ trách mảng đất đai, xây dựng và giao thông của Ninh Lăng nên có nhiều thời gian qua lại với bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh. Mấy vị chủ nhiệm và không ít trưởng phòng của Ủy ban Kế hoạch Phát triển đều có ấn tượng tốt đối với vị phó thị trưởng này. Người của Ủy ban Kế hoạch Phát triển mỗi lần tới Ninh Lăng đều gọi cho Trúc Văn Khôi, đương nhiên đó phải là cán bộ cấp trưởng phòng trở lên. Ha ha, lão Trúc tôi không bao giờ chơi mấy trò này. Có tiền nhàn rỗi không bằng mua mấy đồ cổ về chơi, đó mới là thứ chỉ tăng giá chứ không giảm. Vì sao? Bởi vì lịch sử không thể thay đổi. Mà bây giờ người có tiền cũng nhiều nên cũng muốn học theo người khác. Vì thế thị trường đồ cổ càng lúc càng sôi động. Nếu như mua được vài món tốt tốt để nhà tầm chục năm có khi bán ra gấp chục lần đó. Trúc Văn Khôi nói rất hăng hái chứng tỏ y có tìm hiểu về mảng này. Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi cười cười một tiếng. Trúc Văn Khôi này đúng là thẳng thắn, nói rõ mình mua đồ cổ không phải vì sở thích mà vì muốn đợi nó tăng giá và bán. Nghe Trúc Văn Khôi nói vậy, hai người Vu Quân, Cầu Đạo Thành cũng sôi nổi bàn về vấn đề đồ cổ. Đến khi Nhâm Vi Phong tới đề tài này mới dừng lại. Nhân vật chính vừa đến chính là lúc khai tiệc, Nhâm Vi Phong mặc dù uống được nhưng những lúc bên ngoài như thế này y thường ít uống. Phu quân và Cầu Đạo Thành cùng với Triệu Quốc Đống đều biết thói quen này của Nhâm Vi Phong nên cũng không thường xuyên mời y. Quyển 15, chương 16. Quốc Đống, không phải tôi không ủng hộ công việc của Ninh Lăng. Tôi cũng biết năm nay là rất quan trọng đối với Ninh Lăng, năm ngoái không ít hạng mục tiến vào làm tài chính Ninh Lăng dư giả. Nhưng nếu như việc xây dựng cơ sở vật chất không theo kịp thì ưu thế và khả năng cạnh tranh của Ninh Lăng sẽ bị ảnh hưởng. Điểm này tôi hiểu, chẳng qua bây giờ tôi không thể tỏ rõ thái độ gì với cậu. Lão Vu và Đạo Thành cũng biết đó, đầu năm ủy ban đã tổ chức hội nghị thường trực yêu cầu đối với tất cả các hạng mục xây dựng cần phải được phê duyệt một cách cẩn thận, quy mô lớn một chút thì còn cần đưa ra hội nghị thường trực ủy ban nghiên cứu, quyết định. Cậu cũng biết khó khăn trong đó đó. Nhâm Vi Phong nhấp ngụm rượu và nói. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì hạng mục xây dựng hệ thống xử lý nước thải trung tâm thị xã Ninh Lăng không vấn đề gì. Năm nay ủy ban rõ ràng nghiêng về các hạng mục dân sinh. Ngoài việc ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh sẽ có chính sách ủng hộ ở mức lớn nhất, bên tài chính cũng có thể cổ vũ các hạng mục kiểu này, ngành thuế cũng có ưu đãi. Điểm này cậu cần suy nghĩ nhiều để lợi dụng tốt chính sách. Nhâm Vi Phong cũng không đi vòng vo mà chỉ rõ từng hạng mục một của Ninh Lăng. Còn hạng mục cải tạo hệ thống giao thông nối các quận, huyện thì có chút vấn đề. Thứ nhất tập trung làm một hạng mục là không thích hợp, nó rõ ràng là chia làm nhiều hạng mục, các cậu hoàn toàn có thể chia ra mà báo cáo lên sẽ thỏa đáng hơn. Thứ hai hạng mục này liên quan nhiều, nhất là năm nay khi Trung ương có chính sách khống chế mà Ninh Lăng còn đưa ra kế hoạch lớn như vậy sẽ không tốt. Vì thế tôi đề nghị Ninh Lăng có thể giảm bớt vài thứ không cần thiết chuyển sang năm tới. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Nếu ngay cả hạng mục thứ hai cũng không được Nhâm Vi Phong tán thành thì vấn đề đúng là có chút khó giải quyết, hạng mục sân bay Đông Trại càng không cần phải nói. Trúc Văn Khôi cũng có chút khẩn trương, như thế này xem ra Nhâm Vi Phong lại là trở ngại lớn nhất. Mà hạng mục sân bay Đông Trại muốn giao lên hội nghị thường trực ủy ban nghiên cứu thì đầu tiên cũng phải qua cửa của Nhâm Vi Phong. Về phần hạng mục sân bay Đông Trại, tôi thật ra không tiện phát biểu ý kiến. Các sân bay của tỉnh An Nguyên vẫn chậm phát triển.
Ngoài sân bay Thái Bình, Andorra cũng chỉ có sân bay Vinh Sơn cùng với sân bay Kiếm Nam mà thôi. Là một tỉnh lớn, ngành hàng không không phát triển tương xứng với sự phát triển kinh tế của tỉnh ta. Theo quan điểm của tôi là chủ trương phát triển mạnh ngành hàng không, mà xây dựng sân bay chi nhánh là rất quan trọng. Sân bay Đông Trại Ninh Lăng có đủ điều kiện, ngày sau nếu có điều kiện thích hợp hoàn toàn có thể phát triển thành sân bay chính. Nhâm Vi Phong cười nói. Đương nhiên điều kiện chính là muốn thoát được cơn lốc khống chế xây dựng năm nay. Chủ tịch, ý ngài là không phải không đồng ý hạng mục sân bay Đông Trại của Ninh Lăng chúng tôi, mà lo rằng nền kinh tế trong nước cùng với chính sách khống chế ảnh hưởng nên hạng mục sẽ bị bác bỏ. Trúc Văn Khôi không nhịn được nói. Ừ, tôi nghĩ ý của tôi là rất rõ ràng. Với ưu thế về vị trí địa lý và hệ thống giao thông của Ninh Lăng, hơn nữa theo tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng hiện nay thì xây dựng sân bay Đông Trại là rất thích hợp và cần thiết, chỉ là thời cơ cần phải có sự điều chỉnh. Nhâm Vi Phong không ngẩng đầu mà tiếp tục nói theo ý mình. Vậy thưa Chủ tịch, nếu như tôi cảm thấy chúng tôi có thể được Trung ương tán thành, như vậy trong tỉnh có thể thông qua hay không? Hay là làm chúng tôi chết trước ngưỡng cửa của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Hừ, vậy cậu đây là muốn nâng tỉnh lên làm tấm bia đỡ đạn sao? Trung ương sẽ không trách thị xã cụ thể, chỉ phê bình, thậm chí xử lý cấp tỉnh mà thôi. Cả tôi, Phu Quân, Đạo Thành đều bị phê bình đó. Nhâm Vi Phong tức giận nói. Nhưng nếu như trên tỉnh không có ý kiến rõ ràng, chúng tôi sao có thể được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đồng ý? Vậy không phải là bị một gậy đánh chết sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chủ tịch, tôi nói thẳng một chút, trên tỉnh có lẽ là cần phải xem lại chính sách một chút. Cái gì là khống chế, cái gì là áp đặt, cái gì là phát triển? Nó cần phải nhằm vào từng ngành, từng địa phương cụ thể. Phát triển quá nóng theo tôi thấy cũng cần chia thành khu vực và hạng mục. Nếu là các ngành truyền thống, kỹ thuật lạc hậu, thuần túy chính là hy sinh hoàn cảnh và lợi dụng sức lao động giá rẻ để kiếm tiền thì cần phải khống chế, phải xử lý. Còn các ngành mới, ngành có công nghệ cao thì chẳng những không được áp chế, còn phải cổ vũ phát triển. Các ngành của Ninh Lăng như năng lượng mới, bảo vệ môi trường, vật liệu xây dựng mới và chế tạo thiết bị ô tô, thiết bị điện đều là các ngành nghề mới, cần được cổ vũ phát triển. Vậy mà bây giờ tỉnh lại chuẩn bị khống chế, không cho Ninh Lăng phát triển kinh tế nữa chứ. Ninh Lăng chúng tôi không nói đến nhu cầu của dân chúng, bởi vì rất nhiều các hạng mục công nghệ cao lớn đầu tư vào Ninh Lăng, khiến cho số nhân viên lưu thông ở Ninh Lăng tăng nhiều, nhu cầu đi đường hàng không cũng tăng lên. Đã có không dưới 10 công ty hỏi tôi là bao giờ Ninh Lăng xây dựng sân bay. Bọn họ cho rằng việc này đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, vận hành của công ty. Hơn nữa theo kinh tế phát triển thì nhu cầu này sẽ càng lúc càng tăng. Mà vị trí địa lý của Ninh Lăng lại khiến cho việc đi từ sân bay Ando tới Ninh Lăng quá xa, không tiện. Nguyên Châu cách sân bay Thái Bình có hơn 100 km còn được xây dựng sân bay, vậy tại sao Ninh Lăng chúng tôi lại không thể? Phu Quân và Cầu Đạo Thành đều nhìn Nhâm Vi Phong. Triệu Quốc Đống nói mặc dù không rõ ràng châm chọc chính sách của tỉnh nhưng cũng không phải là nói cho có. Từ vị trí địa lý mà nói Ninh Lăng ở phía đông tỉnh, đúng là khá xa Ando. Mặc dù cao tốc An Tương được thông tuyến thì từ Ninh Lăng đến sân bay Ando cũng mất trên 3 tiếng, nó là sự hạn chế lớn cho Ninh Lăng. Nhất là việc Ninh Lăng muốn thành trung tâm năng lượng mới của toàn Trung Quốc, các ngành bảo vệ môi trường, vật liệu xây dựng mới cũng đang phát triển nhanh khiến cho nhu cầu giao thông của Ninh Lăng tăng mạnh. Hệ thống giao thông truyền thống như đường sắt, quốc lộ, đường thủy đã không thể thỏa mãn nhu cầu càng lúc càng cao của khách hàng. Biện pháp tốt nhất để phá vỡ chướng ngại là xây dựng sân bay. Mà sân bay không phải có thể xây dựng xong ngay được. Nhâm Vi Phong cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Chính sách của Trung ương thì y cũng biết, phạm vi khá mơ hồ, trên thực tế là để chính quyền địa phương tự quyết định. Đối với Ninh Lăng thì về cơ bản y có thái độ ủng hộ, nhưng Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên lại rất kiên quyết ở vấn đề này. Y cho rằng tỉnh An Nguyên không thể quá nổi trội. Nguyên tắc này Tần Hạo Nghiên đã nói rõ trong hội nghị thường trực ủy ban, Nhâm Vi Phong cũng thấy đây là điều khó xử. Nhưng nhu cầu thực tế ngược với quan điểm của lãnh đạo chủ yếu thì bên nào nặng, bên nào nhẹ. Tần Hạo Nghiên cũng không nói rõ sẽ áp đặt với tất cả các hạng mục. Nhưng y đã đề cập các hạng mục như khu khai phát, sân bay, sân gôn đều thuộc phạm vi khống chế. Triệu Quốc Đống không thể không biết điều này. Dù được mình cho phép thì trong hội nghị thường trực ủy ban vẫn sẽ bị bác bỏ. Người có quan điểm giống Tần Hạo Nghiên còn có Tề Hoa và Tào Ninh, không ai muốn mạo hiểm để bị Trung ương phê bình cả.
Triệu Quốc Đống thấy Nhâm Vi Phong chỉ ăn chứ không trả lời câu hỏi của mình, hắn cũng biết Nhâm Vi Phong có khó xử của y. Nhưng nếu không thuyết phục được Nhâm Vi Phong thì ngay cả cơ hội trình lên hội nghị thường trực ủy ban nghiên cứu cũng không có. Chẳng qua bữa ăn này không thích hợp nói quá rõ ràng, có vài lời phải tạo không khí tốt mới có thể nói ra. Trúc Văn Khôi cũng thấy không khí bữa ăn hơi nên vì thế vội vàng giơ chén lên mời Vu Quân nhằm chuyển đề tài. Ăn xong, Nhâm Vi Phong còn phải về khách sạn Hồ Thiên Nga, Triệu Quốc Đống cũng không giữ lại mà đưa đối phương ra đến xe. Quốc Đống, hạng mục sân bay thì tôi không nói nhiều làm gì, tình hình cậu cũng biết đó. Nếu cậu cảm thấy thật sự có thể thông qua ở hội nghị thường trực ủy ban, tôi có thể đồng ý để ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh trình hạng mục này lên. Chẳng qua cậu phải chuẩn bị tư tưởng, Chủ tịch Tần, Chủ tịch Tề và Chủ tịch Tào cũng không quá đồng ý. Nhất là cửa ở Chủ tịch Tần sợ khó qua nhất, Trung Dược Quân chắc không làm được gì. Trước khi lên xe, Nhâm Vi Phong dừng lại cười nói. Trình hạng mục lên mà biết rõ bị phủ quyết sẽ không tốt cho cả Ninh Lăng và ủy ban kế hoạch phát triển. Cảm ơn Chủ tịch, dù như thế nào chúng tôi cũng cố hết sức. Ninh Lăng không chờ nổi. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Bên này còn nhờ ngài giúp đỡ. Ồ, nếu cậu muốn thử thì tôi đương nhiên ủng hộ. Cậu cũng nói chuyện với Lão Vu và Lão Cẩu đi, mời bọn họ nhanh chóng hoàn thành trình tự phê thẩm bên ủy ban kế hoạch phát triển, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện giục bọn họ. Triệu Quốc Đống chờ chính là câu nói này của Nhâm Vi Phong. Nhâm Vi Phong không gật đầu, ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh không thể nào trình hạng mục lên trên. Đương nhiên có Nhâm Vi Phong tán thành thì vẫn cần ủy ban kế hoạch phát triển thẩm tra kỹ mới đưa lên ủy ban nhân dân tỉnh được. Quyển 15, chương 17. Về phòng ăn mà Triệu Quốc Đống không vui vẻ gì. Từ giọng của Nhâm Vi Phong, hắn biết một tin đó là Tề Hoa phụ trách mảng công nghiệp cùng với Tào Ninh phụ trách mảng xây dựng đô thị. Giao thông có quan điểm giống Tần Hạo Nghiên, nói cách khác đây không chỉ là vấn đề của riêng Tần Hạo Nghiên nữa. Bọn họ đều lo bị Trung ương phê bình, lo Trung ương đánh giá về mình. Đến vị trí của bọn họ, ai không muốn đi xa hơn? Nếu bởi vì mấy, việc nhỏ, việc không quan trọng, ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, có ai lại đi làm? Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Tần Hạo Nghiên. Chỉ cần Tần Hạo Nghiên tỏ thái độ rõ ràng thì dù Tề Hoa cùng Tào Ninh có phản đối cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ là Tần Hạo Nghiên sẽ tỏ thái độ rõ ràng sao? Triệu Quốc Đống không dám chắc. Dù Quách Xuyên có là em vợ Tần Hạo Nghiên, có các quan hệ lợi ích trong đó nhưng đối với người như Tần Hạo Nghiên thì tính tới tiền đồ chính trị của mình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Chỉ khi xác định việc không ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị thì y mới tính tiếp. Nếu như trên hội nghị thường trực ủy ban có thể hình thành ý kiến thống nhất, như vậy Tần Hạo Nghiên có thể hùa theo. Bây giờ Triệu Quốc Đống đã tranh thủ được Nhâm Vi Phong nhưng còn chưa đủ, còn cần thêm người nữa. Triệu Quốc Đống đi vào với vẻ mặt đầy suy nghĩ, cả Vu Quân, Trúc Văn Khôi và Cẩu Đạo Thành nhìn mặc dù không rõ trước khi đi Nhâm Vi Phong đã nói gì với hắn, nhưng đều đoán chắc là kết quả không quá kém. Ăn xong mấy người sang phòng hát. Vào đêm, Cẩu Đạo Thành trông sôi nổi hơn nhiều. Nữ tiếp viên của khách sạn Phỉ Thúy Hồ này khá được, không ít đều là sinh viên đại học. Đương nhiên cũng có thể chỉ là lấy danh mà thôi. Phu quân không quá thích cái này nhưng có mấy cô em trông như sinh viên vào làm mọi người cũng thấy thoải mái. Trúc Văn Khôi có lẽ có quan hệ tốt ở khách sạn này nên chỉ gọi cái là có một đống các em trẻ đẹp tới, lại còn không ngừng được gọi Trúc ca. Triệu Quốc Đống không khỏi chẹp miệng, Trúc Văn Khôi này đúng là nhân tài, giỏi về kinh tế, giỏi văn, giỏi võ, ở trường hợp nào cũng ứng phó tự nhiên. Câu lạc bộ giải trí Phỉ Thúy Hồ nằm bên ngoài khuôn viên khách sạn nhưng cũng thuộc hạng sang trọng. Chỉ từ trang thiết bị phòng hát có thể thấy được, những bức tranh đẹp treo trên tường, bộ loa đều là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Triệu Quốc Đống không quá thích đi hát nhưng Vu Quân và Cẩu Đạo Thành đi nên hắn phải đi cùng. Hắn cũng đang mong nhờ hai người này đẩy nhanh việc phê duyệt hạng mục cho Ninh Lăng. Mà về sau Ninh Lăng cũng có nhiều việc cần nhờ ủy ban kế hoạch phát triển nữa. Cũng may Vu Quân không quá phóng đãng như Cẩu Đạo Thành, hơn nữa nói chuyện cũng khá hòa hợp. Vì thế Trúc Văn Khôi và Cẩu Đạo Thành sang phòng khác, Triệu Quốc Đống và Vu Quân ngồi ở trong phòng uống rượu. Vu Quân trước là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy sang làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển. Y trước đó không làm mảng kinh tế, cũng không biết đi con đường nào mà có thể sang bên ủy ban kế hoạch phát triển làm chủ nhiệm. Vu Quân mặc dù không quá quen nghiệp vụ nhưng người này cũng có khả năng của mình. Y có thể nói đã khống chế tốt Cẩu Đạo Thành là người giỏi nghiệp vụ. Mà Cẩu Đạo Thành cũng biết mình gần như không có hy vọng lên chức vì thế thanh thản làm cấp dưới cho Vu Quân. Vu Quân giỏi nói chuyện,
có thể trò chuyện vui vẻ với Triệu Quốc Đống. Chẳng qua hai cô gái bên cạnh lại khá chán, gặp hai người không để ý tới mình nên chỉ có thể ngồi bên uống rượu và hát. Hai cô gái này trông cũng được, phu quân chưa chắc không có suy nghĩ nhưng có lẽ do ngại Triệu Quốc Đống là người ít tiếp xúc nên đành ngồi im. Triệu Quốc Đống thật ra không thích những nơi như thế này. Thoáng cái hết hai tiếng mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Hắn muốn đi nhưng như vậy lại thất lễ. Phu quân bắt đầu chơi xúc xắc với hai cô gái kia, tất nhiên là muốn tỏ vẻ anh hùng với gái. Triệu Quốc Đống đang định ra ngoài lại nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc mở cửa thì thấy một nhân viên phục vụ mặt mày sợ sệt nói. Thưa ngài, xin lỗi đã làm phiền. Khách phòng bên có phải cùng đi với ngài không? Phải, sao thế? Triệu Quốc Đống đoán có chuyện gì rồi? Mấy nơi này hầu hết đều là rượu xong rồi vào nên người ta dễ nóng nảy. Cái này, xin ngài sang khuyên một chút. Những vị khách này có lẽ đã uống rượu nên mất bình tĩnh. Quản lý bảo tôi tới xin ngài khuyên giúp một chút. Cô gái trên trán đã đổ mồ hôi, có lẽ là mới đi làm chưa lâu nên ít gặp việc này. Dù sao khách sạn này cũng là khách sạn cấp 5 sao, khách tới đều là người có quyền có thế vậy mà hôm nay lại gặp hai vị khách hung hãn. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, sao mình cứ đến mấy nơi như thế này lại gặp chuyện vậy? Trúc Văn Khôi làm ăn gì vậy hả? Có chuyện gì vậy? Phu quân nghe tiếng bên ngoài cũng đi ra. Không có gì, có thể là bên lão Trúc có chút chuyện, tôi sang xem một chút. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Làm chủ nhân nên dù như thế nào hắn cũng phải sang xem một chút. Không có việc gì chứ. Phu quân uống hơi nhiều nên khá mệt, giọng đã lạc đi nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Tôi gọi điện cho chủ nơi này mà còn có thể có chuyện sao? Không cần đâu, tôi sang xem một chút. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi không giải quyết thì phiền anh, được chứ? Ha ha, Quốc Đống, Ando không phải bến tàu của anh, nhưng tôi tin không có chuyện anh không giải quyết được. Phu quân cười nói rồi nhìn hai cô gái phía sau. Đi, vào thôi, chờ anh em của anh sang bên kia xem một chút là được. Đại ca, hay là em cùng anh sang bên đó? Cô gái tiểu Mỹ được bố trí cho Triệu Quốc Đống vội vàng đi theo. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn cô gái. Lúc trước hắn không quá chú ý vì không thích các cô gái làm ở nơi như thế này. Dù có đẹp hắn cũng không có hứng thú vì chỉ gặp thoáng qua mà thôi. Cô gái này nhìn qua mới 18. 19 tuổi, đây là còn do trang điểm chứ theo Triệu Quốc Đống thấy tuổi thật chỉ tầm 16, 17 là cùng, cũng không biết là học cấp 3 hay học trung cấp nghề nữa. Nghe giọng giống người An Nguyên. Cô đi cùng tôi, không cần đâu. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đại ca, anh để em đi cùng đi, em ở đây không phải thành bóng đèn sao? Tiểu Mỹ không biết là do uống rượu hay là gì mà hai má đỏ hồng lên. Triệu Quốc Đống không nói gì. Cũng không quản đối phương mà đi theo nhân viên phục vụ đi sang căn phòng mà mấy người Trúc Văn Khôi đặt. Còn chưa tới nơi Triệu Quốc Đống đã nghe thấy tiếng ầm ĩ. Hắn có chút đau đầu, mình còn phải giải quyết chuyện này sao? Không biết mình là bí thư thị ủy hay là trưởng đồn công an? Trúc Văn Khôi mặt xanh mét, Khúc Hiểu Yến đứng cạnh y cũng đỏ bừng mặt đầy tức giận. Phía sau bọn họ là Cẩu Đạo Thành có vẻ đã say phải vịn tay vào tường, miệng còn đang chửi bới. Đối phương là một nhóm người trẻ tuổi, cũng có một hai người tuổi hơi cao hơn một chút đang tạo thành hình vòng cung vây lấy mấy người Trúc Văn Khôi. Hai người đứng giữa khoanh tay có vẻ là nhân vật chính, còn có một người dựa lưng vào tường xem trò, một người như quản lý câu lạc bộ đang cẩn thận đứng bên khuyên nhủ nhưng hai bên không ai chấp nhận. Một người đang không ngừng gọi điện báo cáo. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn xem phía đối phương là ai. Trúc Văn Khôi thông minh như vậy đương nhiên không thể gây chuyện. Dù có chuyện cũng phải xử lý được mới đúng. Khúc Hiểu Yến trông rất tức giận, nhưng ánh mắt nhìn Cẩu Đạo Thành lại có vẻ tức tối. Chẳng lẽ là Cẩu Đạo Thành gây chuyện? Quyển 15, chương 18. Thằng kia, mày đừng nói nhiều làm gì. Khuê ca, Thái ca cũng nói rồi, bọn tao không gây chuyện nhưng bọn tao cũng không thể bị người ức hiếp mà. Sao, Phỉ Thúy Hồ bọn mày muốn nói giúp bọn nó sao? Bọn nó là khách, bọn tao không phải sao? Cùng là khách vậy thì tốt rồi. Hành vi lưu manh đó mày nói nên làm gì? Một tên thanh niên chỉ vào trán người quản lý câu lạc bộ đang đổ mồ hôi. Bọn tao đều là người nói lý lẽ, ăn miếng trả miếng thì sao chứ? Thằng chó già kia mượn rượu để sờ mông bạn gái Thái ca, bọn tao cũng không làm khó nó, bảo nó quỳ xuống tự tát vào mặt mình hai cái, nói mình là rác rưởi rồi cút, sau đó để con ả kia lại cho Thái ca sờ mông một cái là xong. Sao, tao nói như vậy có được không?
Triệu Quốc Đống nhìn Cầu Đạo Thành thì biết tên này đã hơi say. Ở chỗ như thế này mà say thì đúng là dễ xảy ra chuyện. Ai sờ mông bạn gái nó, bạn tôi là ai thì tôi biết rõ, thời buổi này bỏ tiền ra có gì không thể làm, cần gì phải đến đây sờ mông gái. Trúc Văn Khôi hung hăng nói. Hừ, tự sờ mông bạn gái mình rồi muốn giở trò kiếm tiền hả? Ồ, lừa tiền mày, nhìn bộ dạng của mày mà cũng cần bọn tao lừa sao? Mày là Bill Gates hay là vua dầu mỏ Ả Rập? Bọn tao lừa tiền mày như thế nào? Một tên khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói. Bạn mày sờ mông con bé của tao, đây là chuyện mọi người thấy, định nói láo hả? Ở hành lang nhất định có máy quay giám sát, không tin chúng ta lấy ra xem, nếu có chuyện như vậy thì bọn mày định làm gì? Bảo thằng chó kia quỳ xuống tát mặt mình, hay là để tao in một loạt bức ảnh ra phân phát các nơi? Trúc Văn Khôi cứng lại, y không nghĩ đối phương nghĩ cẩn mật như vậy, Cầu Đạo Thành là người như thế nào thì y rõ, uống nhiều là tay chân không sạch sẽ. Vừa nãy trong phòng đã động tay động chân với Tiếp Tân, cô Tiếp Tân sợ quá phải chạy ra. Trúc Văn Khôi có chút nghi ngờ à Tiếp Tân kia trả thù Cầu Đạo Thành, nhưng bây giờ muốn nói gì cũng khó. Nếu thật sự có máy quay ghi hình Cầu Đạo Thành sờ mông gái thì đúng là khó nói. Chuyện này muốn báo cảnh sát cũng không được, dù sao một phó thị trưởng, một phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh gặp chuyện này cũng không vinh dự gì. Thấy Trúc Văn Khôi không nói gì, bên phía đối phương càng hung hãn hơn. Thằng chó già kia, mày còn không qua đây, trốn ở đó giả sai sao? Vừa nãy sờ mông con bé của tao sao tỉnh thế? Có cần tao báo cảnh sát mày quấy rối tình dục không? Đám người kia cùng cười phá lên. Thái ca, không việc gì phải nhiều lời với bọn nó, kéo thằng chó đó quỳ xuống lại anh là được mà. Ha ha, nếu không kéo con bé kia, chẳng qua Khuê ca, Thái ca, con bé này cũng lớn tuổi một chút rồi, sao lại phải đến Phỉ Thúy Hồ kiếm ăn vậy? Phỉ Thúy Hồ này xem ra càng lúc càng xuống dốc, không bằng bên Giả Nhật Hoa Viên rồi. Khuê ca, anh đừng nói, con bé này vú to đó, mông cũng vỉnh, hay là anh nhắm mắt sờ mấy cái đi. Mẹ nó chứ, xem báo cáo trông như là quan chức vậy, quan chức mà có thể làm việc này sao? Không biết là từ vùng quê mùa nào chui ra mà dám tới Ando này nữa. Không cần biết bọn nó làm quan ở đâu cả, hay là gọi điện cho chủ nhiệm Lưu, ủy ban kỷ luật tỉnh tới xem bọn này làm cán bộ ở đâu. Trúc Văn Khôi nghe thấy đối phương nói vậy cũng rất tức giận, hận không thể đi lên kéo rách miệng đối phương ra. Nhưng đối phương đột nhiên nhắc tới chủ nhiệm Lưu làm y run lên. Xem ra đối phương rất quen thuộc với chính trị, nếu không chính là nhằm vào nhóm người mình mà tới. Khúc Hiểu Yến tuy nói cũng có nhiều kinh nghiệm nhưng lúc này cảm thấy mình như bị sỉ nhục, cơn giận trong lòng bốc lên nhưng cô cũng không biết phải làm như thế nào. Mà quản lý của Phỉ Thúy Hồ cũng chỉ biết đau khổ khuyên hai bên, chẳng qua không có tác dụng gì. Nếu như đúng theo lời đối phương thì bên Trúc Văn Khôi đã thua về lý. Cầu Đạo Thành không biết sao lại không khống chế được mình, đi sờ mông gái của thằng khác. Nhìn Cầu Đạo Thành, Triệu Quốc Đống cũng biết chỉ sợ có chuyện này. Phu quân không biết lúc nào đã đứng bên cạnh Triệu Quốc Đống, mặt mày đầy xấu hổ. Y cũng biết phẩm chất của cấp phó mình, chuyện này y không lạ mấy. Triệu Quốc Đống thật ra không cảm thấy gì, loại chuyện này hắn chưa từng gặp. Hắn cũng có cách giải quyết. Đại ca, cô gái kia thuộc câu lạc bộ em, không phải đám người kia, hôm nay bọn họ chọn nó. Tiểu Mỹ đứng bên đột nhiên nhỏ giọng nói. Ồ, vậy sao quản lý câu lạc bộ không nói rõ? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Đại ca, mấy vị đó đều là khách quen, rất có thế lực nên quản lý đâu dám chọc vào. Tiểu Mỹ lắc đầu nói. Vậy bọn họ có lai lịch gì? Triệu Quốc Đống nhìn thấy quen quen nhưng do đối phương đưa lưng về phía mình, không thấy rõ mặt nên không nghĩ ra. Bên phía đối phương có vẻ không nhịn được, nhất là mấy tên như thế đã muốn xông tới. Mặc dù hai người quản lý câu lạc bộ cố chống đỡ nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ qua. Trúc Văn Khôi mặc dù cao to nhưng đối phương có nhiều người nên muốn đấu cũng không được. Có chuyện gì vậy hả? Triệu Quốc Đống không muốn ra mặt vì nơi này có máy giám sát. Nhưng nhìn Vu Quân mặt mày đầy sợ hãi, hắn biết mình không ra mặt không được. Một tên đang khoanh tay giữa lưng vào tường nhìn thấy Triệu Quốc Đống liền vội vàng đi tới nói. Bí, Triệu ca, là anh. Y phản ứng khá nhanh nên đổi cách gọi. Triệu Quốc Đống có chút giật mình, Khang Chí Khuê, sao lại gặp đối phương ở đây? Chí Khuê, là các cậu, có chuyện gì thế? Triệu Quốc Đống nhìn đám người kia thì cũng may không có thằng Trần Dân. Ồ! Triệu ca biết người bên kia sao?
Khang Chí Khuê có chút hưng phấn nói. Triệu Quốc Đống là người dẫn công ty Y vào Hoài Khánh. Mặc dù không lâu sau Triệu Quốc Đống lên bộ năng lượng làm việc nhưng bố Y đã nói tương lai của Triệu Quốc Đống rộng mở, cho nên lúc Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh thì Y cũng gọi điện chúc mừng. Sau đó lúc lên Bắc Kinh cũng tới thăm Triệu Quốc Đống, coi như tạo được quan hệ. Bây giờ Triệu Quốc Đống về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, Khang Chí Khuê cũng suy nghĩ nên làm như thế nào đến chào hỏi. Nhưng sau khi nói chuyện với ông bố, bố Y nói tạm để đó vì Triệu Quốc Đống mới tới Ninh Lăng nên có nhiều việc cần làm, tạm thời không quấy rầy. Vì thế Y chỉ gọi điện chúc mừng chứ chưa tới Ninh Lăng lần nào, tránh cho Triệu Quốc Đống có suy nghĩ gì khác. Tôi có thể không nhận ra sao? Đều là bạn của tôi, cậu làm gì thế này? Ha ha, Triệu ca, xấu hổ quá, tôi không biết. Khang Chí Khuê xoa xoa tay xoay người lại nói. Hổ ca, anh xem người bên dưới đi, toàn người miệng thối. Không đợi Triệu Quốc Đống có phản ứng, tên cao to đã sớm đi lên, không đợi mấy tên trẻ tuổi có phản ứng đã vung tay đánh mỗi thằng một tát. Việc này ngay cả Khang Chí Khuê cũng không ngờ được, sao vị hổ ca này bình thường rất kiêu ngạo mà sao lại dễ nói chuyện thế. Khang Chí Khuê vốn chỉ hy vọng đối phương nói vài câu xin lỗi mà thôi. Triệu Quốc Đống cũng có chút giật mình. Hắn cẩn thận nhìn không khỏi có chút buồn cười, hóa ra là gặp người quen. Người đàn ông kia là Giang Nhất Hổ. Quyển 15, chương 19. Nhất Hổ, là anh, đã bao năm không gặp rồi. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Giang Nhất Hổ. Đối phương bây giờ trông trầm tĩnh hơn, ngoài việc thoáng có một tia xấu hổ khi thấy Triệu Quốc Đống ra, y bây giờ đã hoàn toàn chuyển thành một nhà kinh doanh. Ồ, Triệu ca, sợ là 7-8 năm rồi. Ngài bây giờ sao không về Giang Khẩu thế? Muốn gặp ngài cũng không được. Giang Nhất Hổ cười ha hả nói. Tôi biết ngài là người làm việc lớn, không thể nào ở Giang Khẩu lâu được, cũng không tiện đến làm phiền ngài. Ha ha, đúng là có duyên nên chúng ta mới có thể gặp nhau ở đây được. Triệu Quốc Đống nhìn quanh thì thấy mấy tên thanh niên còn không cam tâm đứng đó. Đừng nói đây là đàn em của anh đó. Không, không, Triệu ca, đây là năm nào rồi chứ? Sau năm ấy được ngài nhắc. Tôi đã tự biết giữ mình nên làm gì, hoàn toàn rút lui. Bọn họ đều là nhân viên trong công ty của tôi. Ngài nhìn xem có nhận ra hai người này không? Đều là người từ Giang Miếu đi ra đó. Giang Nhất Hổ lắc đầu nói. Tôi bây giờ đều dựa vào sức mà kiếm ăn nên cũng thấy yên tâm hơn. Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa cười ha hả. Tự biết giữ mình dùng được trên người Giang Nhất Hổ sao? Giang Nhất Hổ này sau vài năm có thể được đến mức như thế này coi như thành công. Triệu ca, hiểu lầm thôi mà. Ngày hôm nay có lẽ cùng rảnh, khách sạn này có hoàn cảnh tốt hay là chúng ta ngồi xuống một chút. Khang Chí Khuê rất nhiệt tình mời. Giang Nhất Hổ ở Giang Hồ nhiều năm nên đương nhiên biết thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ không như trước đây, đã không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi ăn cơm, nói chuyện với hắn. Khang Chí Khuê và một người ở đây nếu không nhờ ông bố thì có lẽ cũng không lọt vào mắt Triệu Quốc Đống. Giang Nhất Hổ trước đây đã đánh giá Triệu Quốc Đống nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Chỉ là lúc ấy do thân phận của mình nên y không thể tạo quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Chẳng qua bây giờ có thể nhờ Khang Chí Khuê mà tạo quan hệ cũng không chừng. Y vung tay lên, những tên khác liền vội vàng chuồn đi. Hai quản lý câu lạc bộ thấy thế đều có chút ngạc nhiên, không biết người mới tới là nhân vật gì mà khiến đối phương tự tát mặt mình, còn được lấy lòng như thế. Mấy người không liên quan đi hết chỉ còn lại Khang Chí Khuê cùng một người đàn ông trông khá kiêu ngạo tò mò nhìn Triệu Quốc Đống. Khang Chí Khuê lúc này mới mời đoàn người Triệu Quốc Đống vào phòng mình đặt. Triệu Quốc Đống nói nhỏ vài câu bên tai Vu Quân lúc này mới hiểu. Khang Chí Khuê không phải nhân vật liều lĩnh, không có đầu óc. Triệu Quốc Đống biết sau khi mình rời khỏi Hoài Khánh, Khang Chí Khuê cũng đã tạo được cơ nghiệp ở Hoài Khánh. Y nhận không ít các công trình lắp đặt trang thiết bị cho các cơ quan nhà nước. Vào phòng, Khang Chí Khuê cầm chén rượu lên đi tới trước mặt Trúc Văn Khôi và Khúc Hiểu Yến, không nói gì mà uống cạn ngay. Trúc Văn Khôi cũng không tiện nghiêm mặt, chỉ có thể khách khí nói vài câu. Cẩu Đạo Thành có lẽ uống nhiều vì thế nằm bên ngủ ngay được, không ai để ý tới y. Triệu Quốc Đống thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, đường đường một phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh mà lại bị người vứt bên như vậy. Việc này là do biểu hiện của y. Có đôi khi biểu hiện của một người có thể nhìn ra tính cách của người đó. Cẩu Đạo Thành như thế này đúng là không có hy vọng tiến bộ. Khi Triệu Quốc Đống giới thiệu Vu Quân và Trúc Văn Khôi với Khang Chí Khuê có chút giật mình. Dù sao chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển cũng là nhân vật tai to mặt lớn ở tỉnh.
Dù chưa chắc có thể lập tức giúp đỡ được gì cho công ty của y nhưng tạo quan hệ với nhân vật như vậy cũng không có gì xấu cả. Triệu Quốc Đống cũng chú ý tên trẻ tuổi bên cạnh Khang Chí Khuê. Khang Chí Khuê chỉ giới thiệu qua một chút mà thôi, không giới thiệu quá sâu. Thiết Quốc Thái, người cùng hùn vốn với Khang Chí Khuê. Công ty Khang Chí Khuê bây giờ đã tiến quân vào ngành xây dựng, xem ra thị trường Hoài Khánh đã làm Khang Chí Khuê kiếm được một món không nhỏ. Công ty bây giờ đã tạo được quy mô, bảo sao thái độ của Khang Nhân Lương đối với Triệu Quốc Đống khá tốt, có lẽ cảm ơn hắn là người dẫn đường cho người con. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy tên Thiết Quốc Thái này có chút tự tin. Người trẻ tuổi có bản lĩnh thì có nhưng cũng phải dựa vào thế của phụ huynh mới được. Ví dụ như Khang Chí Khuê tuy có tài nhưng nếu không có hơi ấm của ông bố thì chỉ sợ cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, muốn phát triển như ngày hôm nay sẽ rất khó khăn. Nói chuyện một lúc, Trúc Văn Khôi cũng nhận ra Khang Chí Khuê kia muốn nói chuyện riêng với Triệu Quốc Đống nên gọi Vu Quân và Cầu Đạo Thành rời đi. Triệu ca, Quốc Thái là con thứ hai của Cục trưởng Cục Đường Sắt tỉnh, không biết anh nghe tới chưa? Khang Chí Khuê cũng biết năng lực của Triệu Quốc Đống, tân Cục trưởng Cục Đường Sắt An Nguyên mới nhận chức tuần trước. Triệu Quốc Đống cũng đã gọi điện chúc mừng đối phương vì trước đây do có quan hệ với Lưu Triệu Quốc nên ngồi cùng ăn cơm vài lần. Lúc ấy Thiết Sơn ới là phân cục trưởng phân cục An Đô. Mặc dù sau này không có cơ hội gặp mặt nhưng Tết hay dịp lễ là Triệu Quốc Đống đều gọi điện hoặc nhắn tin chúc mừng. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Thiết Quốc Thái. Con thứ hai nhà Sơn ca, bảo sao tôi thấy quen quen, chẳng qua giọng cậu không có âm Thiết Tứ Xuyên, điều này không giống bố cậu. Cậu chắc ở bên mẹ hả? Thiết Sơn là người Tứ Xuyên nên giọng đặc tiếng miền Nam. Y đi bộ đội ở miền Bắc, cùng lấy vợ miền Bắc như Lưu Triệu Quốc. Bị Triệu Quốc Đống gọi bố mình là anh khiến Thiết Quốc Thái đang kiêu ngạo thành lùn thêm một chút. Y nhìn Triệu Quốc Đống mà bớt đi vẻ tự cao, thêm vài phần cung kính. Bố mình là người Tứ Xuyên mặc dù nhiều người biết nhưng mẹ mình ở tỉnh Liêu không có mấy người hiểu. Triệu ca biết bố tôi. Cũng đã có vài năm không ngồi ăn với Sơn ca. Lúc ấy Sơn ca còn ở phân cục An Đô thì tôi cũng đã ngồi vài lần. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Ngày xưa Lưu Triệu Quốc dẫn mình đi gặp bạn vẫn như mới hôm qua. Mấy năm nay Sơn ca ít về An Đô, tôi cũng không ở An Đô nên không có thời gian ngồi với nhau. Khang Chí Khuê cũng không biết Triệu Quốc Đống từng có qua lại với Thiết Sơn. Thiết Sơn tuy nói chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở nhưng lại không hề đơn giản. Cục đường sắt An Nguyên còn quản lý cả đường sắt hai tỉnh xung quanh. Nghe nói bây giờ bộ đường sắt đang muốn cắt các phân cục, cục đường sắt An Nguyên sẽ thành một đầu mối quan trọng về giao thông đường sắt. Thiết Sơn có thể điều về làm cục trưởng chính là dấu hiệu của lên chức. Chẳng qua Khang Chí Khuê cũng sớm có chuẩn bị tư tưởng về việc này. Triệu Quốc Đống quan hệ rộng là điều bình thường, chỉ là y có chút bội phục mấy năm trước Triệu Quốc Đống mới chỉ tầm 24, 25 tuổi mà đã có quan hệ với Thiết Sơn. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống cũng làm Thiết Quốc Thái có chút giật mình. Y vốn có chút tự cao nhưng chỉ vài câu của đối phương đã làm y thấy mình không bằng đối phương. Khang Chí Khuê lúc này lại nghĩ nên tận dụng cơ hội này. Nghiệp vụ của công ty bên Hoài Khánh Dương thuận lợi nhưng quy mô công ty đã lớn, muốn tìm cơ hội phát triển mới. Ninh Lăng hai năm qua đầu tư xây dựng quá nhiều làm y ngứa ngáy trong lòng. Nếu không phải ông bố vẫn ngăn cản thì y sớm đã tìm tới Ninh Lăng rồi. Chí Khuê, cậu muốn sang Ninh Lăng làm ăn không? Bên Hoài Khánh có thuận lợi chứ? Triệu Quốc Đống nói, cũng có nhưng Triệu ca cũng biết tôi và Thiết Quốc Thái hùn vốn lập công ty, y cũng học trường kiến trúc ra, hai người chúng tôi cũng muốn đàng hoàng kiếm tiền, không đi đường xấu tránh làm bố mẹ mất mặt. Nghe nói Triệu ca đến Ninh Lăng 2 năm làm nơi đây phát triển nhanh, tôi cũng suy nghĩ sang đó làm ăn. Chẳng qua bố tôi luôn nói anh sang Ninh Lăng mới hơn năm, bảo tôi đừng gây phiền phức cho anh. Vì thế tôi vẫn chịu, bây giờ không ít công việc ở Hoài Khánh đã kết thúc nên tôi vẫn suy nghĩ có nên làm phiền anh. Nhân lúc Thiết Quốc Thái vào nhà vệ sinh, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chí Khuê, tôi cũng không giấu cậu, hai năm gần đây Ninh Lăng có nhiều động tác nhưng năm nay cậu cũng thấy là chính sách có thay đổi. Cậu cũng thấy đó, tôi lần này lên tỉnh chính là chạy vài hạng mục lớn nhưng đến giờ tỉnh vẫn không chịu mở miệng. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, mắt Khang Chí Khuê sáng lên, tay không tự giác đặt lên đầu gối xoa xoa. Y một bên cẩn thận suy nghĩ ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Một bên nghĩ xem mình có thể đạt được gì. Quyển 15, chương 20. Triệu Quốc Đống rời khỏi khách sạn đã là gần 1 giờ sáng. Mùa đông An Đô khá lạnh nhưng trong lòng hắn lại rất nóng.
Thiết Quốc Thái nếu làm chính trị tuyệt đối là nhân tài, nhưng chỉ tiếc y quá coi trọng tiền tài, đi kinh doanh. Năng lực lĩnh ngộ của đối phương rất cao, Triệu Quốc Đống chỉ thoáng điểm một chút là nghe ra ngay vấn đề. Thu hoạch tối nay không nhỏ. Tuy nói Thiết Quốc Thái muốn đến Ninh Lăng phát triển khó tránh khỏi vài lời nói đâu đâu, nhưng thời này nếu anh muốn làm việc mà sợ đầu sợ đuôi sẽ chẳng làm được gì. Hơn nữa Thiết Quốc Thái cũng là người biết nặng nhẹ, Triệu Quốc Đống không quá lo lắng. Đây có được coi là một cuộc giao dịch không? Suy nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu Triệu Quốc Đống. Trên hội nghị thường trực ủy ban, hạng mục lớn như sân bay Ninh Lăng nhất định sẽ có nhiều tranh luận. Bên phía Tần Hạo Nghiên mặc dù thông qua Quách Xuyên nhưng y có chấp nhận hay không cũng khó nói. Mà mọi việc Quách Xuyên làm cũng trên điều kiện không ảnh hưởng đến ông anh rể. Khả năng lớn nhất là Tần Hạo Nghiên đứng trung lập, nếu hội nghị có ý ủng hộ thì y sẽ thuận thế mà theo. Ngoài Tần Hạo Nghiên ra, Nhâm Vi Phong thì Triệu Quốc Đống không quá lo lắng. Chuyện Nhâm Vi Phong đã đáp ứng sẽ không thay đổi, đây là nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống tin tưởng Nhâm Vi Phong. Nhưng chỉ dựa vào Nhâm Vi Phong là không đủ. Tào Ninh và Tề Hoa cũng rất có trọng lượng, nhất là Tào Ninh phụ trách mảng xây dựng, giao thông thì càng có quyền lên tiếng hơn ai hết. Tào Ninh là người cao ngạo nhưng lại được Ninh Pháp đánh giá tốt. Vì thế trước khi đi Ninh Pháp đã đỡ Tào Ninh lên làm phó chủ tịch tỉnh. Nhưng Tào Ninh lại không quá hợp với Ứng Đông Lưu, đương nhiên đây là do Triệu Quốc Đống quan sát gần 2 năm qua mới nhận ra được. Ninh Pháp mặc dù đã đi khỏi tỉnh An Nguyên nhưng y là ủy viên Bộ Chính trị nên sức ảnh hưởng không hề mất. Hơn nữa người như Ninh Pháp thì cấp dưới không thể nào không cố giữ liên lạc được. Làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy bất ngờ chính là bạn gái của Thiết Quốc Thái chính cháu gái Tào Ninh. Thiết Quốc Thái ở Thiết Gia không bằng ông anh trai Thiết Quốc An được ông bố tin tưởng, nhưng dù sao cũng là con Thiết Gia. Thiết Quốc Thái hồi học đại học vì thích đánh nhau nên thiếu chút nữa bị đuổi học, hơn nữa còn làm một cô hoa khôi của trường bụng to. Thiết Quốc Thái sau khi tốt nghiệp đại học cũng ở xã hội 2 năm. Chịu không ít thiệt mới dần đi vào đường chính. Y và Khang Chí Khuê Hùn vốn lập công ty thiết kế, lắp đặt. Y cũng được người nhà giới thiệu bạn gái là cháu của Tào Ninh, khi ấy còn làm giám đốc sở tài chính. Cô gái đang làm việc ở cục thống kê thành phố Ando. Thiết Quốc Thái làm công tác với Tào Ninh như thế nào thì không cần Triệu Quốc Đống nói rõ. Với đầu óc thông minh của Khang Chí Khuê thì đương nhiên biết nên đi làm như thế nào. Đối với Tào Ninh mà nói thì đây không vi phạm nguyên tắc gì cả. Trên có chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch thường trực tỉnh, dưới còn có ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh và thị ủy ban Ninh Lăng, coi như xong hết trình tự ở tỉnh An Nguyên còn phải qua cửa ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Mà trách nhiệm cũng là do hội nghị thường trực ủy ban, y là phó chủ tịch phụ trách cũng không có trách nhiệm mấy. Thiết Quốc Thái rất nhạy bén, Triệu Quốc Đống hơi chỉ điểm một chút là y hiểu ra. Bảo sao mình chỉ dẫn đối phương vào Hoài Khánh là đối phương làm rất tốt ở đó. Việc có thể làm cũng đã làm, Triệu Quốc Đống đã không còn gì vướng bận nữa. Hạng mục sân bay Ninh Lăng là áp lực lớn đối với hắn, thích công trình mặt mũi, tiêu tốn tài chính nhà nước đều sẽ bị chụp lên đầu hắn. Nếu không phải năm ngoài Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy thì chỉ sợ hắn sẽ bị nói nhiều hơn nữa. Sân bay có lẽ sau khi xây dựng 2-3 năm cũng phải do thị xã bỏ tiền dây xi ấp, nhưng hiệu quả của nó không thể dùng tiền mà tính toán. Nó có tác dụng không thể kể hết với việc tăng địa vị, tính cạnh tranh và hấp dẫn của Ninh Lăng. Đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống kiên trì với quan điểm của mình. Trúc Văn Khôi và Khúc Hiểu Yến lên xe đến khách sạn Tây Hà. Đây là khách sạn 4 sao mà Ủy ban Ninh Lăng hay đặt khi tiếp khách trên Ando. Ủy ban có lời đồn Trúc Văn Khôi và Khúc Hiểu Yến có quan hệ mờ ám. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra điều này nhưng hắn không nói gì vì nó không ảnh hưởng đến công việc chung. Anh nói bí thư Triệu thấy chúng ta đi như vậy có nhìn ra gì không? Khúc Hiểu Yến thành thạo lái xe Buick Regal. Đây là loại xe mà ủy ban thị xã mua mới cho toàn bộ các phó thị trưởng, xe cũ chuyển xuống cho cấp bên dưới. Xe Buick Regal mới mua là loại GL2.5 có vẻ hơi đắt, vì thế mọi người khi dùng đều hiểu ý gỡ tấm biển 2.5 mà gắn biển 2.0 lên. Em không đi như vậy thì hắn mới có cái nhìn, như vậy nói rõ trong lòng chúng ta lo lắng. Trúc Văn Khôi không thèm để ý nói, tay thật ra đang đặt trên đùi Khúc Hiểu Yến. Nhưng mà, Khúc Hiểu Yến trừng mắt nhìn Trúc Văn Khôi, vỗ mạnh tay vào tay đối phương. Có gì chứ, hắn biết cũng có gì chứ, nói không chừng còn tốt đó. Trúc Văn Khôi điều chỉnh ghế để mình ngồi dễ chịu hơn. Mùi nước hoa trong xe kết hợp với mùi hương cơ thể của người phụ nữ bên cạnh đúng là làm người ta sao động. Xe Buick Regal có không gian rộng và ghế bằng da thật rất thích hợp với người cao to như y.
Vì thế khi hội nghị thường trực ủy ban bàn xem nên mua Brick Regal hay Accord, Trúc Văn Khôi chủ trương mua Brick Regal. Anh nói gì, có ý gì? Khúc Hiểu Yến có chút giật mình, thiếu chút nữa rời tay lái. Anh nói rõ ra xem nào. Khúc Hiểu Yến vội vàng nhìn đường, đi chậm lại nhưng vẫn không chịu bỏ qua câu hỏi của mình. Không có ý gì cả. Em cho rằng hắn là người mù sao? Chuyện ở thị xã có gì có thể giấu được hắn? Hắn có gì mà không biết? Việc này của chúng ta đối với hắn mà nói là quá bình thường. Anh sạch sẽ về kinh tế, đứng thẳng lưng, việc hắn bố trí anh đều làm tốt, chẳng lẽ còn vì chuyện như thế này làm khó anh? Trúc Văn Khôi lạnh nhạt nói. Anh thật ra suy nghĩ anh nếu như bị hắn thấy mình không có vấn đề gì, không chừng hắn còn cảm thấy anh có vấn đề khác. Anh nói là hắn biết quan hệ của hai chúng ta. Khúc Hiểu Yến có chút khẩn trương. Nếu bí thư thị ủy biết mình có tình nhân thì ấn tượng này sẽ thay đổi như thế nào? Có lẽ cả đời không hy vọng tiến bộ. Em sợ đến như vậy sao? Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Em có phải là cảm thấy hắn biết quan hệ của chúng ta sẽ đánh giá thấp em, thậm chí ảnh hưởng đến tiến bộ của em? Khúc Hiểu Yến đỏ mặt nói. Chẳng lẽ hắn biết quan hệ giữa chúng ta là chuyện tốt sao? Chuyện tốt hay không cũng khó nói, anh cũng không tiện bình luận. Nhưng dù là anh hay em cũng tuyệt đối không phải là chuyện quá xấu. Điểm này anh có thể chắc chắn. Tại sao? Khúc Hiểu Yến phát hiện mình không rõ ý người đàn ông này. Là mình đột nhiên ngu hay là lời của đối phương quá sâu sắc, nhiều hàm ý. Quyển 15, chương 21. Em không nghĩ xem, một chức phó chánh văn phòng ủy ban nho nhỏ trong mắt một vị bí thư thị ủy có quan trọng không? Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Khúc Hiểu Yến không nói mà chỉ nhìn về phía trước, lặng lặng nghe Trúc Văn Khôi nói tiếp. Dù hắn biết quan hệ của chúng ta, hắn cũng không vì thế mà đánh giá thấp, chèn ép em. Đương nhiên cũng không vì em có quan hệ này với anh mà em được đề bạt. Nói cách khác em tiến bộ không có ảnh hưởng mấy do quan hệ của hai chúng ta. Em làm tốt, hắn đánh giá cao sẽ có tiến bộ và ngược lại. Trúc Văn Khôi dừng một chút rồi nói tiếp. Hắn sẽ không dành thời gian vì mấy việc nhỏ này, mọi người đã quá coi thường tâm tư của hắn. Coi thường hắn, em thấy Ninh Lăng có ai dám xem thường hắn chứ? Đều là xem hắn nghĩ gì đó. Khúc Hiểu Yến lắc đầu không đồng ý với quan điểm của Trúc Văn Khôi. Em hiểu sai rồi, anh không phải nói mọi người coi thường quyền lực và uy thế của hắn, mà nói coi thường sự rộng lượng và tham vọng của hắn. Trúc Văn Khôi lắc đầu nói. Hắn đến Ninh Lăng chính là muốn biến Ninh Lăng thành một thành phố cấp phó tỉnh, biến đây thành một tấm bia trong chiến tích của hắn. Cho nên mọi người đều thấy hắn hết sức phát triển kinh tế, ở các phương diện khác đều sạch sẽ. Nói cách khác Ninh Lăng chẳng qua chỉ là một điểm dừng chân ngắn trong con đường chính trị của hắn mà thôi. Ninh Lăng coi như trụ cột cho sự phát triển của hắn. Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ nói hắn còn có thể cảm thấy em và anh có quan hệ này thì sẽ đối xử tốt hơn với anh sao? Khúc Hiểu Yến vẫn không rõ ý của Trúc Văn Khôi. Anh không nói như vậy, anh chỉ nói hắn không chú ý mấy việc này. Hắn dùng anh là vì anh làm việc theo ý của hắn, hơn nữa có thể làm ra thành tích, chỉ đơn giản như vậy thôi. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Bí thư thị ủy là làm gì, đó là người có thể nâng kiệu cho hắn, mà nâng kiệu không phải là kẻ chỉ biết nịnh nọt, đó là người có thể làm ra thành tích cho hắn. Dù là anh có vài tật xấu cũng là chuyện bình thường, hắn có thể hiểu, thậm chí như vậy mới thấy phù hợp lẽ thường. Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa, nói mà người ta không hiểu. Khúc Hiểu Yến loáng thoáng nghe ra gì đó nhưng không rõ. Bỏ đi, em không hiểu cũng tốt, có một số việc em thoạt nhìn phức tạp nhưng thật ra đơn giản. Có vài thứ nhìn qua là thấy nhưng bên trong lại khác hẳn. Chỉ một câu, Triệu Quốc Đống thích người làm việc thật, dù em có khuyết điểm hắn cũng không cần. Em nếu mọi thứ đều không có vấn đề tức là không làm việc gì, sẽ bị đẩy sang bên. Trúc Văn Khôi cũng không giải thích nhiều. Có lẽ bản thân hắn vốn là như vậy nên mới thích người như mình. Khúc Hiểu Yến cười hì hì, cười đến run người, cười đến bộ ngực nhấp nhô. Em cười gì, có gì đáng buồn cười sao? Trúc Văn Khôi nói. Anh nói bí thư Triệu đến Ninh Lăng đã gần 2 năm, vợ hắn ở nước ngoài công tác. Hắn hơn 30 chẳng lẽ nhịn được không có phụ nữ sao? Khúc Hiểu Yến cười hì hì nhìn Trúc Văn Khôi. Đừng có nghĩ đâu đâu, việc này tốt nhất đừng nói loạn. Nếu truyền tới tai hắn thì em cả đời không thể đi lên đó. Trúc Văn Khôi lắc đầu ra hiệu dừng ở vấn đề này. Y cũng không muốn bình luận cuộc sống riêng của cấp trên. Không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao?
Khúc Hiểu Yến nói. Em thấy anh có vẻ trung thành với hắn, nhưng người bên ngoài lại nói anh đi lại gần với thị trưởng Trung. Lời nói bên ngoài mà cũng có thể tin sao? Từ trung thành tạm thời còn không dùng được với anh. Vốn nói anh là người của Hoàng Lăng, bây giờ nói anh là người của Trung Dược Quân, bây giờ em còn nói anh trung thành với Triệu Quốc Đống, thời này làm người bình thường khó như vậy sao? Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Triệu Quốc Đống là người không quá thích vòng tròn, mặc dù hắn không thể tránh khỏi việc này. Ai đi lại gần nhau sẽ mơ hồ tạo thành vòng tròn. Vậy em nói ai là người trung thành với Triệu Quốc Đống? Ồ, anh còn muốn hỏi em việc này sao? Khúc Hiểu Yến cười đầy quyến rũ nói. Hỏi em, chỉ sợ đầu em toàn thứ đen tối nên không nhìn ra đó. Trúc Văn Khôi lạnh nhạt nói giống như Khúc Hiểu Yến không nắm rõ tình hình Ninh Lăng vậy. Ồ, anh chắc chắn như vậy sao? Khúc Hiểu Yến có chút kinh ngạc nhướng mày. Trúc Văn Khôi đừng nhìn tùy tiện nhưng lúc nói chuyện chính sẽ không dễ dàng nói ra. Y nói như vậy nhất định là xác định mình không thấy rõ cục diện Ninh Lăng. Vậy em nói xem. Trúc Văn Khôi cũng không muốn giải thích nhiều. Cái này có gì khó chứ? Bên thị ủy thì Tiêu, Tằng, Lưu, Lỗ không phải được xưng tứ đại kim cương triệu hệ ư. Bây giờ có lẽ còn thêm cả Mã Nguyên Sinh, nhưng hình như Lam Quang có chút sức ảnh hưởng với Mã Nguyên Sinh thì phải. Trung Dược Quân kéo Lý Đại Phú về phía mình, nhưng bây giờ hình như Lý Đại Phú lại đi gần với Cố Vĩnh Bân hơn, không chừng bọn họ có thể tạo thành một khối. Nói tới đây, Khúc Hiểu Yến thấy Trúc Văn Khôi nở nụ cười đầy khinh thường nên có chút tức giận. Sao, em nói sai ư? Cũng không biết mắt em nhìn gì nữa, với ánh mắt này mà dám đánh giá về quan hệ trong thị xã như vậy sao? Trúc Văn Khôi nói. Khúc Hiểu Yến tự nhận mình là người giỏi quan sát, vậy mà Trúc Văn Khôi lại nói mình như vậy. Anh nói là em nói không đúng. Khúc Hiểu Yến không chịu. Anh hỏi em là ai coi như người trong vòng tròn của Triệu Quốc Đống. Em lại nói ra một đống như vậy làm gì? Trúc Văn Khôi bĩu môi. Em nói sai ở đâu? Khúc Hiểu Yến quả thực không hiểu Trúc Văn Khôi muốn nói gì. Anh chỉ nói một câu đơn giản, trong thị ủy cũng tốt, bên bộ máy ủy ban thị xã cũng tốt. Ngoài Toàn Lực Trí, Cố Vĩnh Bân cùng Lý Đại Phú ra thì những người khác đều là thuộc vòng tròn triệu hệ, hiểu chưa? Trúc Văn Khôi cười nói. Không hiểu. Khúc Hiểu Yến nói. Toàn Lực Trí thì theo anh thấy là kẻ thù ghét thế gian, không đáng nhắc tới. Nếu như không phải sau lưng có chỗ dựa thì sớm bị đá đít rồi. Cố Vĩnh Bân, ha ha, y nhìn qua thì thấy có vẻ quyết đoán, y tưởng mình có thể đứng riêng biệt nhưng anh muốn nói y không biết đây là do chính Triệu Quốc Đống cho y cơ hội đó, nếu không y chỉ là người bị đẩy ra xa bờ. Người thật sự có tính cách may ra chỉ là Lý Đại Phú, người này mới là người thật sự có suy nghĩ khách quan, chỉ tiếc người như vậy bây giờ quá ít. Trúc Văn Khôi nói làm Khúc Hiểu Yến há hốc mồm, thiếu chút nữa rẽ sai đường. Cũng may Trúc Văn Khôi vỗ vỗ mặt cô mới có phản ứng vội vàng rẽ về phái khách sạn. Vậy những người khác thì sao? Trung Dược Quân, Lam Quang thì sao? Khúc Hiểu Yến khó hiểu hỏi. Những người khác thì đương nhiên đều là thuộc vòng tròn triệu hệ. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Anh nói với em, Ninh Lăng khác nơi khác. Như hiện nay mà nói bất cứ ai đều phải vận chuyển quanh vòng tròn và suy nghĩ của Triệu Quốc Đống thì mới tìm được vị trí của mình, mới thể hiện được năng lực của mình. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bất cứ ai muốn nhảy ra khỏi vòng tròn thì chính là không theo trào lưu, trong đó có cả anh. Khúc Hiểu Yến cẩn thận suy nghĩ lời nói của Trúc Văn Khôi. Đến khi xe tới bãi đỗ xe khách sạn, cô mới nói. Vậy hắn không phải một tay che trời ở Ninh Lăng sao? Ha ha! Từ một tay che trời đã quá lạc hậu rồi, sẽ khiến cấp trên coi hắn là kẻ kiêu ngạo, phải nói hắn giỏi khống chế cục diện Ninh Lăng. Trúc Văn Khôi mở cửa xe nhìn đồng hồ nói. Đi thôi, vẫn còn sớm, có gì cần nói có thể lên giường từ từ nói. Văn Khôi, anh có phải là nói hơi quá về hắn không? Khúc Hiểu Yến có vẻ không tin. Hừ, anh sợ anh nói quá bảo thủ đó. Em xem các việc lớn ở Ninh Lăng có việc gì không làm theo ý đồ của hắn. Hơn nữa các công việc do hắn chỉ điểm đều tốt đó thôi. Đây là năng lực, em không phục không được. Anh thật ra hy vọng hắn có thể ở Ninh Lăng thêm 2 năm, chỉ tiếc Ninh Lăng quá nhỏ bé, hắn không ở bao lâu nữa. Hắn sẽ đi. Xem đã, có đi hay không cũng khó nói nhưng anh đoán hắn lên Bắc Kinh học thì nhất định là sẽ lên một bậc. Em cứ xem. Quyển 15, chương 22. Hơn 12 giờ đêm, Triệu Quốc Đống về nhà thì sẽ làm phiền bố mẹ. Vì thế hắn đến chỗ La Băng. Nhận được điện của Triệu Quốc Đống,
La Băng rất vui. Mặc dù đã hơn 12 giờ nhưng đối với cô mà nói chỉ cần Triệu Quốc Đống tới là cô rất vui. Mùi rượu trên người hắn làm La Băng nhíu mày. Cô biết Triệu Quốc Đống uống tốt nhưng uống rượu về đêm sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Triệu Quốc Đống bây giờ còn trẻ thì không sao, ngày sau tuổi cao một chút thì sẽ nhiều bệnh. Vì thế La Băng cũng đặc biệt không thích Triệu Quốc Đống uống rượu tốt. Nhưng cô cũng biết thân phận của Triệu Quốc Đống, uống rượu là không thể tránh khỏi. Cũng may Triệu Quốc Đống dù uống vẫn tỉnh táo nên La Băng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Em ngủ rồi à? Triệu Quốc Đống cởi áo ngoài đưa cho La Băng. La Băng mặc váy ngủ nên đương nhiên là vừa từ giường dậy. Em đang đọc sách thôi. La Băng nhẹ nhàng nói. Anh đi tắm đi, em lấy nước cho anh. Ừ, trời lạnh lên giường sớm một chút cũng đúng. Triệu Quốc Đống yêu thương vuốt ve mái tóc có vẻ hơi rối của La Băng. Hắn tắm xong đã hơn một giờ đêm, La Băng dựa lưng vào đầu giường đợi hắn. Đến khi hắn lên giường, cô mới có chút xấu hổ chui vào lòng hắn. Em thấy tâm trạng anh rất tốt, có phải là sắp lên Bắc Kinh học không? Lên Bắc Kinh là chuyện đã xác định từ trước nên bây giờ anh chắc không đến mức hưng phấn như vậy chứ. Triệu Quốc Đống nở nụ cười ôm lấy La Băng. Hôm nay ăn cơm với Chủ tịch Nhâm và mấy vị lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh, không ngờ gặp mấy người quen cũ. Ồ, người quen ở đâu thế, Hoa Lâm à anh? La Băng nói. Không, vốn là bên Giang Khẩu, cũng có người bên Hoài Khánh, không biết sao lại gặp ở một nơi, đúng là quả đất quá nhỏ. Triệu Quốc Đống có chút cảm xúc mà nói. Giang Nhất Hổ không ngờ lại đi lại với Khang Chí Khuê, đây là điều hắn không bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa hắn thấy Khang Chí Khuê khá tôn trọng Giang Nhất Hổ. Nếu như không nhỏ thì chúng ta sao có thể gặp được nhau? La Băng hạnh phúc nói. Đây là duyên phận. Triệu Quốc Đống cảm nhận rõ sự ấm áp, mê người của La Băng mang tới cho mình. Đúng, là duyên phận. La Băng nói đến đây đã bị Triệu Quốc Đống dịu dàng cúi đầu xuống hôn môi cô. Chiếc váy ngủ màu tơ tằm tuột khỏi vai, da thịt La Băng dần đỏ lên khi tay Triệu Quốc Đống tiến tới. Theo tiếng thét của người phụ nữ bên dưới, bầu không khí dần trở nên yên tĩnh. La Băng như nhớ ra gì đó vội vàng đứng lên lao vào nhà vệ sinh. Nhìn bờ lưng trắng cùng cặp mông lắc lư trước mặt, Triệu Quốc Đống không khỏi nuốt nước miếng. Một lát sau La Băng mới đi ra oán giận nói. Em vẫn trong thời kỳ nguy hiểm mà. Nguy hiểm thì sao chứ? Cùng lắm thì sinh con cho anh là được. Triệu Quốc Đống nói đầy khí phách khiến La Băng giật mình. Chiếc khăn tắm quấn quanh người thoáng cái rơi xuống mặt đất. Quốc Đống, anh nói gì thế? La Băng há hốc mồm cứ thế đứng như tượng thần vệ nữ trước mặt Triệu Quốc Đống. Hai điểm đỏ cao vút, vùng bụng phẳng, đám cỏ đen thần bí đập thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống. Anh nói thật mà, em nếu muốn thì sinh con cho anh. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Tại sao? La Băng cuối cùng đã từ vui sướng tỉnh lại. Có gì mà tại sao chứ? Triệu Quốc Đống lúc này không hề có chút xúc động nào, những điều hắn nói ra đều đã trải qua suy nghĩ cẩn thận. Em muốn nói là có chút bất ngờ, cũng không quá thích hợp. La Băng thở dài một tiếng. Có gì mà không thích hợp? Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng hỏi lại. Quốc Đống, thứ nhất em là người chưa lấy chồng thì sao có con được? Không thành trò cười cho thiên hạ sao? La Băng đang rất loạn nhưng lời nói của Triệu Quốc Đống làm cô thấy ngọt ngào. Dù hắn chỉ tỏ thái độ như vậy cũng làm cô vui rồi. Thứ hai chuyện giữa em và anh tuyệt đối không thể lộ ra. Em đã thỏa mãn với hiện tại, cũng không hy vọng xa vời, cũng không muốn có gì khác ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. La Băng, em không nên cho rằng anh chỉ nói cho có hoặc là an ủi. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói. Điểm thứ nhất của em không có vấn đề gì, công việc ở học viện có thể nghỉ mà. Em nếu không muốn giúp Nhược Lâm thì cũng có thể đi nghỉ hoặc làm việc khác. Nếu em cảm thấy không tiện có thể sang định cư ở Hong Kong, Singapore hoặc là Australia. Còn điểm thứ hai thì anh không phải nói rồi sao, em nếu sinh con ở nước ngoài thì ai có thể quản được em? La Băng trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau cô mới nói. Quốc Đống, đây không phải chuyện nhỏ. Đối với em thì không sao nhưng ảnh hưởng lớn đối với anh. Em cũng không muốn sang nước ngoài, em thích cuộc sống trong nước. Hơn nữa nước ngoài rất tốn chi phí, sau này. Tiền không phải vấn đề, anh không phải đã nói rồi sao? Mấy em của anh đều có sự nghiệp thành đạt, em không cần lo vì tiền, anh bảo mấy thằng lấy vài chục triệu đưa anh cũng không phải vấn đề. Triệu Quốc Đống lắc đầu vuốt ve bụng La Băng. Anh chỉ lo em là phụ nữ nếu cả đời không được làm mẹ sẽ rất nuối tiếc. Anh không muốn em như vậy.
La Băng nghe Triệu Quốc Đống nói mà ngẩn ra, vài chục triệu đưa được ngay. Em hắn làm gì? Quốc Đống, anh đừng. La Băng chưa nói hết câu đã bị Triệu Quốc Đống chặn ngang. Em nghĩ gì thế? Em nghĩ người đàn ông của em lại làm mấy chuyện đó sao? Vậy em trai anh làm gì? La Băng không tin nổi nhưng lập tức có phản ứng. Công ty của Nhược Lâm cũng là do em của anh giúp. Ừ, em trai anh góp vốn, là đầu tư bình thường, Nhược Lâm là một cổ đông, em anh không lo kinh doanh, toàn bộ do Nhược Lâm phụ trách. Triệu Quốc Đống giải thích. Vậy chuyện này em cần phải suy nghĩ kỹ mới được, em đang rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ, em không muốn đánh đổi nó. La Băng rất thận trọng ở vấn đề này. Em nghĩ cũng không gấp mà. Ừ, anh chỉ hy vọng em không nên vì anh mà làm trái lương tâm mình. Triệu Quốc Đống cười cười kéo sát cô vào lòng. La Băng đột nhiên hỏi. Có phải là rất nhiều người phụ nữ muốn có con với anh, đúng không? Triệu Quốc Đống ngẩn ra, cúi đầu nhìn vào nụ cười tinh nghịch của cô. Ừ, sao em biết? Nếu em muốn sinh con cho anh thì phải xếp hàng đó. Anh xấu lắm. Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy khiến La Băng há hốc mồm. Cô chỉ có thể lao vào lòng hắn đấm. Mọi việc đã bố trí xong, Triệu Quốc Đống liền lên Bắc Kinh học. Chẳng qua khi các hạng mục lớn của Ninh Lăng chưa được phê duyệt thì hắn vẫn không thể yên tâm. Có thể nói hiệu suất của bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh rất nhanh. Họ cầu liên tục đốc thúc nhân viên bên dưới thẩm duyệt các hạng mục của Ninh Lăng một cách nhanh nhất. Vì thế bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh là không vấn đề gì, sau khi theo trình tự thông qua sẽ đưa sang bên Ủy ban Nhân dân tỉnh thảo luận, nghiên cứu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 15, chương 23. Hải điến Tây Sơn Lộc nằm bên cạnh Hoàng Gia Viên, đây là nơi vô số người nhìn tới. Khi Triệu Quốc Đống từ sân bay bắt xe đến trước cổng trường, trong lòng hắn không nhịn được mà thấy rất vui mừng. Mặc kệ đợt tập huấn 3 tháng này có tác dụng gì, nhưng đây chính là nơi để đào tạo ra nhân tài của quốc gia, Triệu Quốc Đống tự hào vì mình đã đến được nơi này học. Trường Đảng Trung ương nằm ở phía Bắc Cung Di Hòa Viên. Triệu Quốc Đống đến Trường Đảng Trung ương đã là 4 giờ chiều, hắn tới làm thủ tục nhập học, lấy thời khóa biểu, mua phiếu ăn, nộp 100 tệ để mượn sách, lấy chìa khóa phòng, sau đó vào phòng xem một chút. Có thể nói ký túc hắn ở có đầy đủ trang thiết bị từ nhà vệ sinh, tivi, điện thoại, ghế sofa, bàn đọc, giá sách. Triệu Quốc Đống được chia vào lớp 2. Trong buổi gặp mặt thành viên lớp 2, Trường Đảng Trung ương cử ra một nữ giáo viên trên 40 tuổi trông khá ưu nhã. Đối phương có chút ngạc nhiên vì tuổi của Triệu Quốc Đống. 3 tháng học tập mặc dù ngắn, cấp bậc cũng chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở nhưng đều là các nhân viên trung tâm ở cấp giám đốc sở chuẩn bị được đề bạt. Nói khó nghe một chút là cán bộ sau khi học tập rất có thể lên vị trí quan trọng hơn. Nhưng tên trước mặt này không thể trên 35 tuổi được, mà trong tài liệu đăng ký còn chưa đầy 34. Dù là quá trình trẻ hóa cán bộ được đẩy mạnh thì cũng không đến mức quá đáng như vậy. Mà tài liệu đăng ký còn thấy rõ hắn là bí thư thị ủy. Ninh Lăng năm vừa rồi có danh tiếng lớn, có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước làm cho vị nữ giáo viên này cũng có chút ấn tượng. Bởi vì một thị xã thuộc khu vực đất liền không dựa vào tài nguyên mà đạt được vinh dự này tức là phải có năng lực thực sự. Chị ta không ngờ bí thư thị ủy của Ninh Lăng lại trẻ như vậy. Chào cậu, tôi là chủ nhiệm lớp, Triệu Nhã Lan, cậu là Triệu Quốc Đống đến từ tỉnh An Nguyên. Triệu Nhã Lan nói rất nhẹ nhàng. Chị ta đưa tay bắt tay Triệu Quốc Đống và cười nói. Đến trường là học sinh, chức vụ ở tỉnh tạm thời không nhắc tới trong trường. Có lẽ cậu nhỏ hơn tôi tầm 10 tuổi, tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Triệu. Cảm ơn cô Triệu. 3 tháng học dài không dài, ngắn không ngắn. Theo suy nghĩ của Triệu Quốc Đống thì đó là 3 tháng để hắn học tập, bổ sung điện năng, nghe nhiều, xem nhiều, thời gian rảnh cũng chạy hạng mục sân bay Ninh Lăng. Ừ, người lần đầu tới đây có lẽ có chút không quen. Kỷ luật của trường và ký túc đều có, mọi người phải học lại cách làm học sinh. Điều này sợ rằng khiến lãnh đạo địa phương không quen, nhưng mà các cậu cần nhanh chóng thích nghi. Triệu Nhã Lan nói, đồ dùng sinh hoạt đã lấy chưa? Tôi lấy rồi, cảm ơn cô Triệu quan tâm. Triệu Quốc Đống gật đầu, xem ra thời gian học ở Trường Đảng Trung ương khá buồn tẻ. Nơi này khác với Trường Đảng tỉnh không hạn chế mấy với cán bộ cấp sở nhưng nơi này thì đầy cán bộ cấp sở. Dù là cán bộ cấp phó tỉnh cũng phải đàng hoàng mang đuôi làm người. Vậy thì được rồi, đây là số điện thoại của tôi, nếu như cậu có gì không biết hoặc cần có thể gọi cho tôi, văn phòng tôi ở đằng kia.
Triệu Nhã Lan nói xong liền bắt tay chào tạm biệt Triệu Quốc Đống. Điều này làm Triệu Quốc Đống lần đầu tiên cảm nhận ở đây không ai coi anh là nhân vật lớn cả. Đồ đạc của hắn đã được La Băng chuẩn bị đầy đủ từ áo phông, áo cộc, áo ngủ, áo khoác. Thậm chí là bàn chải, khăn mặt. La Băng có đôi khi gánh vác nghĩa vụ của Lưu Nhược Đồng. Đối với việc này Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than đời người chính là vô số bất ngờ hợp lại. Nhìn đồng hồ thấy đã là 6 giờ, trời bắt đầu tối, Triệu Quốc Đống đi xuống phòng ăn. Hắn đang đi thì thấy điện thoại di động vang lên, số lạ. Trường Đảng Trung ương có quy định trong lớp không được dùng điện thoại di động, dù mở ra ở trạng thái gì cũng không được, không cho phép nhắn tin. Nói cách khác chỉ có hết tiết mới có thể dùng. Trong lớp mà nghe điện chính là không tôn trọng giáo viên. Nghe điện, là Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Điêu Thuần Dương gọi tới. Y cùng với Tần Chí Cương đang ở nhà ăn, thấy Triệu Quốc Đống chưa tới nên gọi điện. Triệu Quốc Đống không quá quen hai người này. Điêu Thuần Dương trước làm Cục trưởng Cục Thuế Điền Nam, 2 năm trước được điều tới tỉnh An Nguyên. Tần Chí Cương là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Trung Nam, y vốn là Chánh Văn phòng Đại học An Nguyên, có quan hệ mật thiết với Dương Kính Quang, sau đó điều sang Trung Nam làm Phó Hiệu trưởng. Trường Trung Nam này không thuộc Bộ Giáo dục mà thuộc tỉnh An Nguyên quản lý, vì thế lần này Tần Chí Cương mới được tham gia. Ba người gặp nói chuyện một phen, Điêu Thuần Dương đến Bắc Kinh từ một tuần trước, có lẽ là lên báo cáo công việc với Tổng cục Thuế Quốc gia. Mà Tần Chí Cương sáng nay tới Bắc Kinh, sớm hơn Triệu Quốc Đống vài tiếng. Hiệu trưởng Tần, lần này cán bộ tỉnh ta đi học không nhiều mấy thì phải. Cục trưởng Điền là người của Tổng cục Thuế, nói cách khác chỉ có hai chúng ta mà thôi. Còn tỉnh khác tôi thấy ít cũng là 3-4 người. Triệu Quốc Đống xoa xoa tay, mặc dù bật điều hòa nhưng người ra người vào nên nhiệt độ vẫn thấp. Bí thư Triệu, không thể nói như vậy chứ. Anh nói thế không phải đẩy tôi khỏi An Nguyên sao? Để bí thư ứng nghe được nhất định sẽ phê bình anh có chủ nghĩa hẹp hòi. Cục thuế chúng tôi là phục vụ An Nguyên, bí thư ứng chưa bao giờ coi chúng tôi là người ngoài. Bí thư Triệu có thái độ như vậy thì chi cục thuế Ninh Lăng còn triển khai công việc như thế nào? Triệu Quốc Đống vừa nói đã bị Điêu Thuần Dương chụp cái mũ to như vậy, qua đó đủ chứng tỏ y giỏi nói chuyện như thế nào. Được rồi cục trưởng Điêu, anh đừng có chụp mũ to cho tôi như vậy chứ. Ai không biết hệ thống thuế các anh là khâm sai đại thần, chính quyền địa phương chúng tôi sao dám làm mất lòng, còn phải nhờ các anh nữa là. Triệu Quốc Đống đưa phiếu ăn là có người lấy giúp hắn. Bí thư Triệu, nghe anh nói như vậy lại làm tôi thấy tên Cát Vô Ninh làm việc không tốt, làm cho thị ủy Ninh Lăng không hài lòng phải không? Sau khi về tôi nhất định phải bảo tên này mới được. Phải để y biết thị ủy, ủy ban Ninh Lăng mới là cha mẹ áo cơm của y. Chẳng qua tôi nhớ thu thuế của Ninh Lăng tăng rất nhanh, ngay cả Tổng cục cũng khen ngợi, đáng lẽ phải làm bí thư Triệu hài lòng chứ. Điêu Thuần Dương cười ha hả nói. Cục trưởng Điêu, đừng kéo lão Cát vào đây, không quan hệ đến y. Chúng ta nói chuyện chúng ta mà thôi. Công tác của lão Cát rất tốt, nhưng cục thuyết tình hình như có cái nhìn với thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng tôi thì phải, có vài chính sách ưu đãi mà không cho chúng tôi. Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Điêu Thuần Dương không quá để ý, hệ thống thuế nếu nói không có gì từ chính quyền địa phương là không thể, tranh đoạt lợi ích là như vậy, không ai tránh được. Anh cứ dựa hết vào bên trên thì sao được, cũng phải nhờ chính quyền địa phương để có thêm thu nhập chứ. Tần Chí Cương thấy hai người này nói chuyện như thế liền biết chỉ là chút khúc mắc trong công việc. Y cười ha hả nói xen vào. Được rồi bí thư Quốc Đống muốn trao đổi với Cục trưởng Thuần Dương về quan hệ giữa tài chính địa phương và thu thuế của quốc gia thì sau này có nhiều cơ hội mà. Đây là hôm đầu tiên chúng ta đi học, phải ăn mừng chứ. Điêu Thuần Dương và Triệu Quốc Đống nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Quyển 15, chương 24. Ba người ngồi ăn cơm với cảm giác khá lạ so với bình thường. Triệu Quốc Đống đoán hai người kia cũng như mình, trong lòng có chút xúc động, từ việc hai người vừa ăn. Vừa ít nói chuyện là hắn có thể nhận ra. Đúng thế, ngồi ăn như thế này đã lâu bọn họ không được ngồi ăn. Bình thường không mời khách lại là khách mời, còn ăn cơm như nhân viên bình thường đúng là hiếm có. Ăn uống xong, mọi người về chỗ ở của mình. Đã lâu không có ai đi cùng, mà trong tay cũng không có việc gì làm, điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình có vẻ không quen. Bảo sao vị giáo viên họ Triệu đã nhắc hắn phải nhanh chóng quen với cuộc sống nơi đây. Trước khi đi, thị xã cũng tổ chức tiệc tiễn Triệu Quốc Đống. Chỉ có các thường vụ và phó thị trưởng tham gia. Đương nhiên hai vị chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân và chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã cũng tham gia. Triệu Quốc Đống thực ra cũng không muốn như vậy,
Nhưng hắn đi học 3 tháng, người ta mời cơm cũng không tiện từ chối mà. Vì thế hắn liền quyết định tổ chức chung một thể. Sau bữa ăn này chính là đánh dấu giai đoạn hắn tạm thời rời khỏi công việc của Ninh Lăng, việc lớn nhỏ của Ninh Lăng về cơ bản do Trung Dược Quân phụ trách. Triệu Quốc Đống thấy đây là cơ hội để Trung Dược Quân tự rèn luyện. Nó là rất quan trọng đối với sự trưởng thành của Trung Dược Quân. Y cần cơ hội như vậy để quá độ. Triệu Quốc Đống cũng nghĩ nếu một ngày mình rời khỏi Ninh Lăng thì ai sẽ thay mình làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Tính đi tính lại Trung Dược Quân là thích hợp nhất, không vì gì khác mà vì nhiều quan điểm phát triển của đối phương phù hợp với hắn. Mặc dù Trung Dược Quân cũng có nhược điểm nhưng ít nhất có thể kéo dài chính sách của Triệu Quốc Đống tại Ninh Lăng, làm cho Ninh Lăng phát triển thêm nữa. Nhưng vài nhược điểm hiện nay của Trung Dược Quân trên vị trí thị trưởng không thấy rõ nhưng nếu lên làm bí thư thị ủy sẽ được phóng đại lên rất nhiều. Đây là điều làm Triệu Quốc Đống lo nhất. Tính cách của Trung Dược Quân quá ôn hòa, thiếu sự cố chấp, kiên định với quan điểm của mình. Người như vậy lại có ưu điểm là giỏi đoàn kết, hợp tác với mọi người. Ở điểm này Trung Dược Quân có phần giống Tằng Lệnh Thuần. Vì thế nếu Trung Dược Quân làm bí thư thị ủy rồi chọn được một vị thị trưởng thích hợp sẽ càng tốt hơn. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình tự nhiên suy nghĩ quá nhiều, quá xa. Tương lai nếu hắn đi cũng không đến lượt hắn chỉ trỏ vào bộ máy lãnh đạo Ninh Lăng. Tỉnh ủy nhiều lắm hỏi ý kiến hắn một chút mà thôi. Nhưng Ninh Lăng là nơi hắn dành không ít tâm huyết, nó phát triển hay suy yếu gắn liền với cảm xúc trong lòng hắn. Dù là hắn đi đâu chỉ sợ cũng không thể quên. Triệu Quốc Đống về phòng, điện thoại để trong túi quá yên lặng cũng là điều hắn không quen. Ngồi trên ghế lấy ra quyển sách, vụ án giết người trên xe khách Phương Đông, hắn mới mua. Đây là quyển tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, bối cảnh là vụ án bắt cóc ở Mỹ. Hắn định lợi dụng thời gian đi học để đọc thêm nhiều sách, nó thuận tiện nâng lên lối suy nghĩ và khả năng phân tích của hắn. Phòng rất yên tĩnh nhưng Triệu Quốc Đống lại thấy mình không bình tĩnh nổi, luôn có gì đó làm hắn xúc động đến độ không có tâm trạng đọc sách. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, bình thường dù là ở Ninh Lăng hắn đều có thể dành ra 1-2 tiếng trước khi đi ngủ để đọc sách, sao bây giờ nhàn nhã lại không có hứng đọc thế này. Ngay khi Triệu Quốc Đống đang bực bội thì điện thoại di động vang lên đã giải thoát sự phiền não của hắn. Là Vương Phủ Mỹ gọi tới, điều này làm Triệu Quốc Đống rất ngạc nhiên. Cả đợt Tết vừa rồi Vương Phủ Mỹ như biến mất, Triệu Quốc Đống gọi điện thì y chỉ nói rất bận, hoặc là nói đang ở Thiên Châu. Hắn đoán Vương Phủ Mỹ có vấn đề gì đó nhưng hắn sợ không dám gọi điện cho Trung Dược Quân. Có lẽ không có việc gì, hắn mà gọi điện lại châm mồi ngọn lửa thì sao? Mỹ ca, sao lại gọi điện cho em lúc này thế? Ẩn thân lâu như vậy đã chịu xuất hiện rồi sao? Cậu đừng nói như vậy với anh, có phải đang ở trường không? Vương Phủ Mỹ nói với giọng điệu khá tốt, Triệu Quốc Đống cảm thấy đối phương có lẽ vừa giải quyết được vấn đề khó khăn nên chủ động gọi cho mình. Vâng, chiều đến trường đăng ký, đi ăn, em định đọc sách cả tối, mai khai giảng rồi. Triệu Quốc Đống phát hiện nhận được cuộc điện này làm mình trở nên bình tĩnh. Vậy thì được, tối nếu chú thấy quá dài thì có cần anh đến đón không? Vương Phủ Mỹ cười ha hả nói. Anh ở Bắc Kinh, đến lúc nào vậy? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Anh đến trước chú 2 hôm, tới bộ dân chính có chút chuyện. Vương Phủ Mỹ nói. Anh không tới đón đâu, chú sang thẳng đây đi. Anh ở bên cạnh cầu Tô Châu, chú đến cầu rồi gọi điện cho anh. Đây là một quán bar khá sang trọng và lãng mạn, Triệu Quốc Đống thật ra không thích mấy nơi như thế này. Mặc dù thời gian hắn ở Bắc Kinh không ngắn nhưng nói thật ngoài việc thi thoảng đi cùng mấy người bạn uống rượu, nói chuyện ra thì bình thường hắn không thích đi đâu mấy, nhất là nơi sôi nổi hoặc lãng mạn quá. Vừa nhìn toàn thấy các đôi nam nữ ngồi với nhau, Triệu Quốc Đống không thuộc nhóm này. Mỹ ca, hai chúng ta đến đây làm gì? Bị người ta nhìn không chừng còn phải xem người ta làm gì đó. Đây có phải là nơi chuyên môn cung cấp cho những người có sở thích đặc biệt không? Triệu Quốc Đống nhìn quanh rồi nói. Cút, chú đừng nói linh tinh, cẩn thận chủ quán đuổi chú ra ngoài đó. Vương Phủ Mỹ cười nói. Được đó, người có thể đá em ra hình như còn chưa xuất hiện trên đời. Triệu Quốc Đống nhét tay vào túi, bình tĩnh nói. Mỹ ca, anh gọi em ra đây có phải để em mở rộng tầm mắt không thế? Được rồi, anh biết chú là người bận bịu, hôm nay có chuyện quan trọng nên mới gọi chú ra. Đi theo hành lang, Vương Phủ Mỹ có chút do dự nói. Chuyện quan trọng, là chuyện gì? Chuyện công việc của Thiên Châu hình như không có quan hệ với Ninh Lăng mà. Triệu Quốc Đống nói. Là chuyện riêng của anh. Quốc Đống, anh muốn chú giúp anh một chút.
Vương Phủ Mỹ quay đầu lại nói. Chuyện riêng ư? Triệu Quốc Đống ngẩn ra nhưng rất nhanh hắn nhận ra vấn đề từ mặt Vương Phủ Mỹ. Có phải là cô gái tiếp viên hàng không kia ở đây không? Sao, muốn đàm phán với anh, em sớm đoán được mà, mẹ nó chứ, thời buổi này đúng là. Không, Quốc Đống, chú đừng nghĩ phức tạp như vậy. Anh ly hôn rồi, Lâm Băng sau khi biết cũng chấp nhận ly hôn với anh. Anh đã xin lỗi cô ấy, nhưng anh không thể có lỗi với Mạc Lan. Vương Phủ Mỹ nặng nề nói. Ly hôn. Triệu Quốc Đống giật mình, Trung Dược Quân kia có lẽ chính là nữ tiếp viên hàng không. Nghĩ đến Lâm Băng từ nay về sau sống một mình khiến hắn không dễ chịu cho mấy, vì thế nói chuyện cũng không hề khách khí. Vậy anh muốn em tới đây làm gì? Chủ trì nghi lễ cho hai người sao? Quyển 15, chương 25. Như không nghe ra ý châm chọc của Triệu Quốc Đống, Vương Phủ Mỹ nặng nề nói. Anh biết chuyện của mình bị nhiều người lên án, nhưng mà Quốc Đống, anh tin chú là người từng trải nên cũng biết nhiều thứ không phải chú cảm thấy là như vậy thì chú sẽ có thể làm như vậy. Anh không muốn phản bội tình cảm của mình, vì thế anh đã chọn cách giải quyết. Vì thế anh ly hôn. Giọng Triệu Quốc Đống dịu đi đôi chút, hắn không thể nói Vương Phủ Mỹ làm không đúng. Từ góc độ nào đó mà nói đây là cách làm sáng suốt nhất. Chỉ là như vậy sẽ không công bằng với bên kia. Nói như thế nào nhỉ? Coi như là kết thúc một tình cảm đi. Vương Phủ Mỹ có chút cô đơn, mệt mỏi vì đoạn tình cảm này đã lấy đi của y không ít tâm trí. Bây giờ có lẽ Vương Phủ Mỹ đã dễ hơn nhiều. Kết thúc một tình cảm cũng có nghĩa một tình cảm khác bắt đầu. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Vương Phủ Mỹ nghe ra ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống nên lắc đầu nói. Quốc Đống, chú đừng có nói anh nữa. Mỹ ca sai ngàn vạn lần nhưng đã như vậy thì còn có thể làm gì nữa chứ? Triệu Quốc Đống im lặng không nói gì. Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất nhưng cắt đứt tình cảm là điều không phải ai cũng có thể làm được. Hắn không phải như vậy sao? So sánh với Vương Phủ Mỹ thì hắn cũng đâu có hơn gì. Thấy Triệu Quốc Đống như vậy, Vương Phủ Mỹ khẽ thở dài một tiếng. Y đang định nói chuyện thì Triệu Quốc Đống đã lên tiếng trước. Đi thôi. Cũng cho em xem mỹ nữ tiếp viên hàng không làm anh điên đảo thần hồn là người như thế nào chứ? Lan tỷ, chị sao phải lo lắng như vậy? Sợ gì chứ, đâu phải chuyện trộm gà trộm chó gì, đường đường chính chính, chị phải giữ phong thái của hãng hàng không chúng ta mới được. Bùi Nghi có chút hờn dỗi nói. Hắn là một người đàn ông đã ly hôn, còn dám suy nghĩ này kia. Hừ, nếu không phải thấy chị và hắn có tình cảm tốt, em đã bảo chị chia tay hắn rồi. Người như Lan tỷ còn sợ không tìm được người tốt hơn hắn sao? Tiểu Nghi, đừng nói như vậy. Mỹ ca cũng không dễ dàng gì. Mỹ ca đã ly hôn, không chừng còn ảnh hưởng đến công việc. Chị rất áy náy. Mạc Lan thở dài nói. Trong thời gian này Mỹ ca rất bận công việc, lại vướng vào chuyện này, còn cần nói chuyện với vợ cũ, mong được chấp nhận, cố gắng giảm ảnh hưởng. Có thể nói là không dễ dàng gì. Hừ, hắn không dễ dàng. Vậy lúc hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ chỉ có dễ không? Bùi Nghi nở nụ cười xấu xa. Lan tỷ, em thấy chị bị hắn cho ăn mật ôi. Bây giờ đã bắt đầu nói chuyện giúp hắn, sau này chị lấy hắn còn không bị hắn ăn sao? Ai ăn ai chứ? Mạc Lan không nhịn được nở nụ cười. Mỹ ca sẽ không đâu. Ồ, xem đã, vậy chị còn bảo em tới đây làm gì? Hai người tự nói chuyện đi. Bùi Nghi nhếch mũi, chu môi nói. Em không phải tới làm bóng đèn sao? Không, lát nữa một bạn thân của Mỹ ca tới, chị đoán người này có lẽ có quan hệ tốt với Mỹ ca và vợ cũ Mỹ ca, xem ra Mỹ ca cũng muốn nghe ý kiến của người kia. Mạc Lan vội vàng nói. Em coi như tham khảo giúp Lan tỷ mà, có được không Tiểu Nghi? Triệu Quốc Đống cùng Vương Phủ Mỹ tiến vào, hắn nhìn cái là nhận ra hai người kia. Không có gì phải nghi ngờ, bên trái chính là Mỹ nữ Mạc Lan mà Vương Phủ Mỹ nói. Cô gái này cao khoảng 1m7, độ cao vừa phải, có đôi mắt nhu hòa, mái tóc được búi lên trông thêm khá nhẹ nhàng, người cũng đẹp nhưng không phải đến mức hồng nhan họa thủy. Đây không phải điều làm Triệu Quốc Đống ngạc nhiên, thật ra cô gái Bùi Nghi bên cạnh kia mới làm hắn thấy thế giới quá nhỏ. 3 năm trước hắn đã gặp Bùi Nghi ở sân bay Hải Nam. Cô gái này làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng rất sâu. Đương nhiên Triệu Quốc Đống lúc ấy không quá vui vẻ, cũng không có ý đồ gì khác với cô ta. Chỉ là sự thông minh, hoạt bát của Bùi Nghi làm Triệu Quốc Đống thấy vui lên một chút mà thôi. Mặc dù chỉ là đi từ sân bay vào thành phố nhưng vẫn làm Triệu Quốc Đống thấy thoải mái hơn. Chỉ tiếng đó là cuộc gặp thoáng qua.
nhưng hôm nay Triệu Quốc Đống nhìn cái là nhận ra Bùi Nghi, giống như Bùi Nghi nhìn là nhận ngay ra hắn vậy. Hai người đều mở to mắt, thiếu chút nữa quên hôm nay ai là nhân vật chính. Bùi Nghi, là cô. Triệu Quốc Đống, sao anh lại ở đây? Bùi Nghi vẫn còn nhớ nên gọi được ngay tên Triệu Quốc Đống. Bùi Nghi đầy hưng phấn như học sinh được giáo viên khen ngợi. Cô đứng bật dậy chạy tới trước mặt Triệu Quốc Đống. Anh còn nói đi là đi, không để số điện thoại lại thì sao có thể có cách liên lạc với anh? Đúng là lúc ấy đi hơi gấp nên thế. Ồ, xem ra cô đã tốt nghiệp đại học, ồ, làm hoa hậu trên không à? Triệu Quốc Đống nhìn Bùi Nghi từ trên xuống dưới rồi cười ha hả nói. Mà bây giờ tôi không phải đã được gặp cô sao? Hai người biết nhau à? Vương Phủ Mỹ có chút ngạc nhiên dừng lại nhìn Triệu Quốc Đống và Bùi Nghi. Mạc Lan cũng tò mò nhìn hai người. Ồ, Mỹ ca, thế giới đúng là nhỏ. Triệu Quốc Đống nhún vai. Có thể gặp người quen luôn làm người ta vui vẻ, ít nhất cũng tốt hơn là gặp một người phụ nữ lạnh lùng. 3 năm trước chúng tôi gặp ở Hải Nam, ồ, cùng đi máy bay và đi xe vào thành phố. Cùng máy bay thì không lạ, cùng xe sao? Đó là do bọn tôi thấy anh đáng thương chuẩn bị đi bộ từ sân bay vào nội thành nên cho đi nhờ. Bùi Nghi có chút đắc ý nói. Mỹ ca, hắn là bạn tốt của anh sao? Tuổi hai người hơn kém nhau nhiều mà. Hơn kém bao nhiêu chứ? Không phải nói cô bé này chứ? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn sang Mạc Lan. Bùi Nghi lập tức có phản ứng. Cô đầy tức giận trừng mắt nhìn hắn. Triệu Quốc Đống, anh đừng ở đó mà ly gián, Lan tỷ sẽ không phải người như anh nghĩ. Tôi có sao, tôi không nói gì mà, sao lại đổ lên đầu tôi? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Không biết nói thì ngồi nghe, biết không? Triệu Quốc Đống nói làm Bùi Nghi rất tức giận. Xem ra đối phương cũng có thân phận giống mình, cho nên vừa tới đã gây khó dễ cho mình. Mình tuyệt đối không thể bị đối phương áp đảo. Quốc Đống, ngồi đây, anh giới thiệu một chút, Mạc Lan. Vương Phủ Mỹ giới thiệu khá đơn giản. Mạc Lan, đây là Triệu Quốc Đống. Bạn kiêm anh em của anh. Chào hỏi vài câu, Vương Phủ Mỹ gọi cho Triệu Quốc Đống một chén rượu rum. Y biết Triệu Quốc Đống thích loại này. Thấy Bùi Nghi như con gà trọi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống lại không quá để ý, Vương Phủ Mỹ cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào nữa. Đúng lúc này Bùi Nghi lại bắt đầu chĩa súng vào y. Mỹ ca, em nghe Lan tỷ nói anh đã ly hôn, vậy anh định lúc nào lấy Lan tỷ? Anh không phải cứ để Lan tỷ không có danh phận thế này mãi chứ. Bùi Nghi đột nhiên tập kích làm Vương Phủ Mỹ không kịp ứng phó. Y vốn tưởng cô nhằm vào Triệu Quốc Đống, không ngờ mắt không chấp chuyển sang mình. Tiểu Nghi. Mạc Lan có chút khẩn trương muốn ngăn Bùi Nghi lại. Bùi Nghi, đây là chuyện của hai người bọn họ, liên quan gì tới cô? Tình cảm của người ta cũng không đến lượt cô là người ngoài xen vào mà. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Cô là quả táo còn xanh. Biết gì chứ? Mặt Bùi Nghi đỏ bừng lên, quả táo còn xanh. Ai dám dùng từ này nói thẳng với mình? Mặc dù tính mình hơi hoạt bát một chút, nhiều chuyện không hiểu nhưng đâu đến mức như vậy. Cô Mạc Lan, Mỹ ca đã nói chuyện hai người với tôi. Cái khác tôi không nói, chuyện của hai người tôi vốn không nên nói xen vào nhưng Mỹ ca là bạn tôi, mà Băng tỷ cũng là bạn tôi. Chuyện này xảy ra với bọn họ đối với tôi mà nói thì thấy không tiện. Đương nhiên đúng như có người từng nói tình cảm là thứ không thể dùng gì khác để so sánh. Vì thế mặc dù Mỹ ca chia tay Băng tỷ là điều làm tôi thấy tiếc, nhưng tôi vẫn hy vọng Mỹ ca sau đây được hạnh phúc. Quyển 15, chương 26. Chuyện của Mỹ ca thì cô cũng biết. Mỹ ca bây giờ rất khó xử, có thể là cô cảm thấy bây giờ y đã ly hôn là người tự do. Không ai có thể ngăn cản y, nhưng cô có thể quên một điều đó là thân phận của y bây giờ. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Mỹ ca vừa ly hôn rồi lập tức kết hôn nếu để người biết nhất định sẽ nói đạo đức không tốt. Tôi nghĩ cô cũng không muốn Mỹ ca gặp khó khăn, vì thế tôi hy vọng ở vấn đề hôn nhân hai người cần cẩn trọng. Nếu thấy đã đến lúc thì có thể kéo thêm một thời gian nữa, nghi thức cũng nhỏ đi một chút. Vương Phủ Mỹ có chút khẩn trương, mấy lần định nói xen vào đều bị Triệu Quốc Đống xua tay chặn lại. Thấy Mạc Lan dần bình tĩnh lại, thậm chí chăm chú nghe đề nghị của Triệu Quốc Đống, Vương Phủ Mỹ mới chịu nhịn ngồi im. Tôi nghĩ cô không đến mức không tin Mỹ ca. Mỹ ca nếu vì cô mà ly hôn thì cô phải rất tự tin mới đúng. Triệu Quốc Đống tiếp tục nói, hắn không thèm để ý đến Bùi Nghi đang tức giận nắm chặt tay lại. Tôi tin cô Mạc Lan cũng là người phụ nữ hiểu lý lẽ, cũng nên biết lời tôi nói không phải kế hoãn binh cho Mỹ ca. Hừ,
ai nói rõ được chứ? Đàn ông không có ai đáng tin cả. Bùi Nghi cuối cùng đã tìm được cơ hội lên tiếng. Nếu Mỹ Ca thật sự muốn kéo dài hoặc không muốn sống cùng với cô Mạc Lan, vậy hai người không yêu thương nhau, miễn cưỡng có tác dụng gì chứ? Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại Bùi Nghi. Bị Triệu Quốc Đống hỏi như vậy, Bùi Nghi không khỏi á khẩu, không biết trả lời như thế nào. Cô phát hiện mình vốn tự hào giỏi nói sao trước mặt hắn toàn thua thiệt vậy. Là hắn quá lợi hại hay do mình chuẩn bị không đầy đủ? Lan tỷ chưa hề kết hôn, sao có thể lén lút kết hôn không làm nghi lễ như lời anh nói được? Bùi Nghi cảm thấy mình cần phải nói giúp Lan tỷ. Một nghi thức rất quan trọng sao? Triệu Quốc Đống hỏi. Theo anh thì nghi thức không quan trọng, vậy bọn họ có thể từ bỏ kết hôn, chỉ cần ở bên nhau sao? Bùi Nghi khinh thường nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi cười nói. Tôi tán thành không có nghĩa là người khác nghĩ như vậy. Đây là chuyện của hai người bọn họ. Đây chỉ là đề nghị của tôi, vì hạnh phúc lâu dài tôi nghĩ có vài chi tiết có thể bàn bạc mà. Hừ, đồ miệng lưỡi, rõ ràng chính anh làm loạn, nếu là chuyện bọn họ thì không cần anh đứng ra ngăn cản. Bùi Nghi tìm được cơ hội phản kích. Được rồi, hai chúng ta là người ngoài sang bên ngồi, để tối nay cho bọn họ. Sang kia tôi mời cô một chén, được chứ? Bùi Nghi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi lắc đầu nói. Không được, Lan tỷ quá hiền nên toàn bị người ăn hiếp. Tôi không thể bỏ mặc chị ấy. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười, chuyện này người ngoài có thể quản được sao? Vương Phủ Mỹ nghe Bùi Nghi nói vậy cũng cười, Mạc Lan lại đỏ mặt hờn dỗi kéo Bùi Nghi một chút. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra không phải là người hám lợi như hắn vốn nghĩ. Có lẽ do cô rất dịu dàng, ngoan hiền nên mới khiến Vương Phủ Mỹ yêu như vậy. Lâm Băng khá cứng rắn, nó khiến cho người đàn ông dễ có tâm lý khác. Dần dần, tâm lý đó chuyển thành phản cảm. Nếu gặp một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng thì sẽ dễ sa ngã. Nhân lúc Vương Phủ Mỹ vào nhà vệ sinh, Triệu Quốc Đống cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Cô Mạc Lan, Mỹ Ca thì cô cũng tiếp xúc lâu rồi. Y là người như thế nào thì tôi nghĩ không cần tôi nói nhiều, trong lòng cô cũng biết. Nhưng có thể có vài điều cô không rõ về nỗi khó xử của Mỹ Ca, nhất là với vị trí hiện nay của Y sẽ khiến bao người chú ý. Chính xác mà nói có rất nhiều người mong Mỹ Ca ngã không dậy nổi, cho nên rất nhiều hành vi của Mỹ Ca cần phải cẩn thận. Triệu Quốc Đống nói. Mạc Lan mím môi gật đầu. Đương nhiên, tôi không nói Mỹ Ca mất quyền lực của một người bình thường. Hôn nhân là tự do, Y bây giờ đã độc thân, lấy ai là tự do của Y. Tôi chỉ hy vọng có một thời gian giảm sóc. Mỹ Ca rất muốn ở bên cô nhưng lại lo nếu không kết hôn sẽ làm cô nghi ngờ Y. Lời này cũng chỉ có thể do tôi nói ra mà thôi. Triệu Quốc Đống phát hiện mình đúng là giỏi làm người ác, nhưng có những lời dù làm người khác tổn thương cũng không thể không nói. Anh Triệu, tôi biết, tôi cũng biết Mỹ Ca rất khó khăn, cho nên tôi cũng chấp nhận chờ. Mạc Lan không nhìn Bùi Nghi đang dùng tay co co mình, cô cố gượng cười nói. Cảm ơn anh, Mỹ Ca có bạn như anh là phúc của anh ấy. Vương Phủ Mỹ ra thì thấy không khí có vẻ tốt lên. Y không biết Triệu Quốc Đống đã nói gì, chẳng qua Mạc Lan là người hiền lành, lương thiện nên Y biết cô sẽ không làm khó mình. Triệu Quốc Đống cũng biết tìm đề tài, chuyện chính nói xong, tránh cho không khí có chút xấu hổ nên hắn hỏi về hai người Bùi Nghi và Mạc Lan. Mạc Lan và Bùi Nghi đều làm việc ở công ty hàng không An Nguyên, sau đó thành bạn thân thiết của Bùi Nghi. Hai người tuổi hơn kém nhau 5-6 tuổi nhưng về tính cách Mạc Lan lại yếu đuối. Bùi Nghi cứng rắn hơn. Đương nhiên yếu đuối bên ngoài không có nghĩa nội tâm cũng thế. Có thể quấn chặt lấy Vương Phủ Mỹ, bắt Vương Phủ Mỹ phải ly hôn, Triệu Quốc Đống không dám coi thường Mạc Lan này. Vương Phủ Mỹ không phải kẻ ngốc nhưng vẫn cam tâm ly hôn và muốn lấy Mạc Lan này có thể đơn giản sao? Ngược lại Bùi Nghi mới là người khiến người ta yên tâm hơn. Quốc Đống, hạng mục sân bay Đông Trại ở Ninh Lăng nhất định muốn trình lên sao? Vương Phủ Mỹ cũng nghe nói chuyện sân bay Đông Trại, nhưng ở tình hình năm nay mà Triệu Quốc Đống quyết tâm như vậy, Vương Phủ Mỹ không khỏi phục khí phách của hắn. Không trình không được, công tác chuẩn bị đã làm từ 1-2 năm trước, không thể vì chính sách bên trên mà không làm gì mà. Dù không thành công cũng phải có cái giao cho quần chúng nhân dân toàn thị xã chứ. Vương Phủ Mỹ nhấp ngụm rượu rồi nói tiếp. Sao, bên anh cũng có hứng thú sao? Được rồi, đừng kéo Thiên Châu vào. Thiên Châu không có thực lực đó, xây dựng xong đường quốc lộ đã là tốt rồi. Vương Phủ Mỹ lắc đầu nói. Chẳng qua chú chọn thời cơ không tốt,
gặp ngay lúc Trung ương đưa ra chính sách khống chế, đó là đi ngược gió đấy. Bây giờ có lúc nào mà không mạo hiểm cơ chứ? Phải thử mới biết được có thành hay không. Nói đến công việc Triệu Quốc Đống sẽ rất cẩn thận, dù sao cả hai đều là bí thư thị ủy. Chú đó, anh biết là chú sẽ không đánh trận khi không có chuẩn bị, nếu dám kiên trì có phải chắc chắn gì đó không? Vương Phủ Mỹ đoán ra gì đó nên nói. Thị trường hàng không Trung Quốc đang chia làm hai xu thế rõ ràng. Một là các nơi có nhiều tuyến bay như ở các thành phố lớn khen các công ty hàng làm ăn có lãi, có nơi hiệu quả thấp nhưng vì nguyên nhân chính trị khiến công ty hàng không không thể không bay, kinh doanh không được. Chú muốn xây dựng sân bay thì phải cân nhắc rõ ràng đó. Vương Phủ Mỹ nói rất rõ ràng, Ninh Lăng có nhất thiết cần xây dựng sân bay bây giờ không? Nó rốt cuộc có tác dụng như thế nào đối với nền kinh tế Ninh Lăng, ngoài ra cũng phải tính tới sau khi sân bay xây dựng xong thì tài chính Ninh Lăng sẽ phải đổ không ít vào bù lỗ. Triệu Quốc Đống cũng biết mình đẩy mạnh hạng mục xây dựng sân bay Đông Trại sẽ khiến nhiều người trên tỉnh ngồi xem trò hay. Không chỉ vì năm nay Trung ương điều chỉnh chính sách, hơn nữa cũng muốn xem tác dụng của một sân bay chi nhánh với sự phát triển của một thị xã. Triệu Quốc Đống thấy đó là điều bình thường. Đúng thế, không phải thị xã nào hoặc thành phố cấp phó tỉnh nào xây dựng sân bay đều sẽ thua lỗ. Ninh Lăng có thể tránh được con đường thua lỗ hay không nó còn dựa vào tốc độ phát triển kinh tế của Ninh Lăng cùng với sức ảnh hưởng của Ninh Lăng đối với các đô thị xung quanh. Quyển 15, chương 27. Hai cô gái đã dừng nói chuyện riêng lại. Hai người đều bị đề tài của hai người đàn ông hấp dẫn. Dù là Mạc Lan hay Bùi Nghi đều không rõ thân phận thật của Triệu Quốc Đống. Từ cách nói chuyện của hai người thì Mạc Lan đoán đối phương làm ở sở nào đó tại tỉnh An Nguyên, nhưng sau đó lại chuyển sang hạng mục sân bay Đông Trại Ninh Lăng làm cô thấy hắn hình như tới từ Ninh Lăng. Việc Ninh Lăng muốn xây dựng sân bay có sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ ở tỉnh. Dù sao một hạng mục lớn như vậy sẽ thay đổi cục diện các sân bay hiện nay của tỉnh An Nguyên. Dù là Mạc Lan hay Bùi Nghi đều nghe nói tới. Tỉnh An Nguyên có mấy sân bay chi nhánh, ngoài sân bay Cổ Điếm, Vinh Sơn ra thì chỉ có sân bay Nam Tháp Tự, Miên Châu. Mà sân bay Cổ Điếm có quy mô quá nhỏ, chỉ ở cấp 4C, chỉ có thể cho vài máy bay nhỏ, đi đoạn ngắn mà thôi, hành khách không nhiều. Có thể nói sân bay này đang cố duy trì hành động, đóng cửa lúc nào cũng không biết. Sân bay bên Miên Châu được xây dựng với tiêu chuẩn 4D, nhưng Miên Châu gần An Đô khiến nơi đây ít hành khách hơn. Về phần chuyện Ninh Lăng muốn xây dựng sân bay Đông Trại cũng đã khiến không ít báo của tỉnh đưa tin. Dư luận cũng không phải hoàn toàn ủng hộ xây dựng sân bay Đông Trại. Không ít người đặt câu hỏi Ninh Lăng sau khi xây dựng xong sân bay Đông Trại có phải sẽ phá sản không? Đương nhiên có nhiều ý kiến cho rằng cả khu vực An Đông thậm chí khu vực Tương Tây cũng không có sân bay, Ninh Lăng lại là đầu mối giao thông quan trọng nên sân bay Đông Trại này sẽ thúc tiến kinh tế và sự nghiệp xã hội của Ninh Lăng phát triển. Nhưng giọng điệu nói chuyện của Vương Phủ Mỹ với tên Triệu Quốc Đống kia hơi lạ, gì mà chọn thời cơ không đúng, gì mà không đánh khi chưa có chuẩn bị, nghe ra hắn là người thúc đẩy hạng mục sân bay Đông Trại vậy. Chẳng lẽ hắn là phó thị trưởng Ninh Lăng? Có phó thị trưởng trẻ như vậy sao? Mạc Lan thầm đoán như vậy. Bùi Nghi cũng nghi ngờ thân phận của Triệu Quốc Đống. 3 năm trước hắn nói mình công tác ở Hoài Khánh, Bùi Nghi không quá để ý, sao bây giờ hắn lại tới Ninh Lăng làm việc? Còn trẻ bị điều động không sợ ảnh hưởng sao? Mà điều động cũng phải nghĩ biện pháp lên An Đô mới đúng, sao lại về vùng hẻo lánh Ninh Lăng? Ồ, Quốc Đống, anh công tác ở Ủy ban thị xã Ninh Lăng. Mạc Lan nghe Triệu Quốc Đống và Vương Phủ Mỹ nói chuyện khá tùy tiện, nhưng toàn nói chuyện không đi en giản. Nếu như nói Vương Phủ Mỹ là bí thư thị ủy Thiên Châu nói mấy vấn đề như vành đai kinh tế, cao tốc An Tương, sân bay Đông Trại thì không vấn đề gì, nhưng tên Triệu Quốc Đống này mới hơn 30 mà nói rất nhẹ nhàng, có phải là hơi tự kiêu không? Chẳng lẽ hắn muốn nâng cao địa vị trước mặt mình và Tiểu Nghi? Ồ, coi như vậy đi. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi gật đầu nói. Sao? Cô Mạc Lan đã từng đi qua Ninh Lăng sao? Ừ, năm trước, mấy chị em trong công ty tôi đi du lịch, từ An Đô đến thành cổ Phượng Hoàng, Tương Tây, qua Ninh Lăng. Nghe nói 2 năm nay Ninh Lăng phát triển rất nhanh, cả trong sự nghiệp văn hóa. Ví dụ như khu dân cư Tây Giang, còn có khu du lịch Hoa Lâm, còn có khu bảo vệ thành cổ Thổ Thành, nghe nói đều nổi tiếng cả. Mấy chị em ở công ty tôi hẹn nhau kỳ nghỉ đến Ninh Lăng. Nghe nói 1/5 năm nay Ninh Lăng muốn tổ chức chương trình ấn tượng Ninh Lăng phải không? Diễn ở sân khấu Sơn Thủy Thực Cảnh Tây Giang, do đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm chỉ đạo chính. Đợt trước Tết đã có quảng cáo, tôi tới Thượng Hải, Quảng Châu cũng thấy quảng cáo,
mỗi vé bán với giá 8.888 tệ. Mạc Lan thấy Vương Phủ Mỹ tỏ vẻ rất thân thiết với Triệu Quốc Đống, đây không phải quan hệ cấp trên cấp dưới mà là quan hệ ngang hàng. Hơn nữa người này trước đây là bạn của cả Vương Phủ Mỹ và Lâm Băng nên cô cũng không thể ra vẻ. Đúng thế, Lan tỷ, em ở Bắc Kinh cũng thấy quảng cáo về đêm diễn này. Trên 4 trang web lớn nhất cũng có quảng cáo, tối qua bắt đầu quảng cáo trên đài truyền hình Trung ương. Chẳng qua đoạn phim làm rất đẹp, xem là bị cuốn hút ngay. Bùi Nhi cũng bị Mạc Lan kéo vào đề tài này. Ồ, Quốc Đống, đêm diễn Sơn Thủy Thực Cảnh là gì vậy mà dám bán với giá đó? Đó có phải là công khai lừa người không? Dù là đạo diễn nổi tiếng cũng không tham đến mức đó chứ. Vương Phủ Mỹ lần đầu nghe thấy việc này nên vừa hâm mộ vừa khó hiểu nhìn Triệu Quốc Đống. Vương Phủ Mỹ cho rằng trong đầu Triệu Quốc Đống chứa quá nhiều thứ. Chỉ riêng đêm diễn Sơn Thủy Thực Cảnh kia với giá vé cao chót vót như vậy cũng đủ để khiến các điểm du lịch của Ninh Lăng trong dịp lễ 1/5 chặt kín khách. Mỹ ca nói gì thế? Nghệ thuật là vô giá mà, hơn nữa đây là nền kinh tế thị trường, công ty người ta mất mấy năm xây dựng khu văn hóa, đêm diễn với mấy trăm diễn viên, với bao tâm huyết chẳng lẽ còn có thể dùng tiền mà đánh giá? Triệu Quốc Đống cũng hơi giật mình. Hắn biết Lỗ Năng từ năm trước đến giờ đang chuẩn bị việc xúc tiến ngành văn hóa du lịch của Ninh Lăng, tìm mọi cách để lợi dụng việc khánh thành trung tâm văn hóa Sơn Thủy Thực Cảnh để nâng cao địa vị du lịch của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cũng động viên Lỗ Năng mạnh dạn. Chẳng qua giá đắt như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống lúc đầu giật mình. Đám người này đúng là dám ra giá. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết đây là một chiêu bài quảng cáo, nhưng giá vé 8.888 có lẽ cũng chỉ là vé VIP mà thôi. Ngoài ra còn các vé khác với giá rẻ hơn. Được rồi, anh còn không biết ý đồ quỷ của chú sao? Đêm diễn này sợ là sẽ giúp cho các điểm du lịch của Ninh Lăng được nhiều người chú ý. Anh thấy đợt 1/5 này Ninh Lăng sẽ thu hoạch lớn trong ngành du lịch rồi. Vương Phủ Mỹ lắc đầu nói. Mỹ ca, em đã xem qua đoạn phim quảng cáo Sơn Thủy Thực Cảnh kia, đúng là rất hoành tráng. Nghe nói vé rẻ nhất cũng là 588 tệ. Bình thường là từ 888 đến 1888 tệ, nếu không em cũng muốn đi xem. Bùi Nghi lắc đầu nói. Tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu luôn rất xuất sắc, nghe nói còn có không ít ngôi sao tới nữa. Vậy ư, Quốc Đống, xem ra đoạn phim quảng cáo đó đúng là có hiệu quả. Ngay cả các cô ở bên hàng không cũng bị hấp dẫn muốn tới Ninh Lăng. Bùi Nghi, em muốn đi thì cứ tìm Quốc Đống, vé không vấn đề gì. Ừ. Anh nghĩ chắc không vấn đề gì chứ hả Quốc Đống? Vương Phủ Mỹ cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Thật sao, em nghe nói vé đêm diễn không giảm giá, hơn nữa đều thông qua đoàn thể đặt vé, cá nhân đặt tạm thời không nhận mà. Bùi Nghi cũng đã tìm hiểu qua về đêm diễn này. Gì mà giảm giá hay không, tìm Quốc Đống là được. Vương Phủ Mỹ cười ha hả nói. Mạc Lan, bọn em thật sự muốn đi thì cứ đòi vé Quốc Đống. Ha ha. Mỹ ca, em đi học 3 tháng, chuyện trong nhà em cũng không quan tâm mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Cút, chú lên Bắc Kinh học, chuyện thị xã chú muốn nhúng tay còn không được sao? Chú dám nói dịp lễ 1/5 này chú không về tiếp lãnh đạo xem đêm diễn sao? Vương Phủ Mỹ bĩu môi nói. Chú cứ xem, anh đoán thời gian chú ở Bắc Kinh cũng không yên tĩnh đâu, muốn vứt hết mọi chuyện ư, mơ đi. Mỹ ca, hay là thôi vậy? Vé bây giờ không dễ lấy, mua không nói, bây giờ còn không bán cho cá nhân, có lẽ đến tháng 4 mới bán cho cá nhân. Anh đừng làm khó Quốc Đống. Mạc Lan vội vàng khuyên. Anh làm khó cậu ta. Vương Phủ Mỹ cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Cậu ta đường đường là bí thư thị ủy, tổng bí thư của Ninh Lăng, kiếm 2 tấm vé mà không được sao. Đúng là cười rụng răng mất. Bí thư thị ủy, hắn là bí thư thị ủy, sao có thể? Quyển 15. Chương 28. Cả Bùi Nghi, Mạc Lan đều há hốc mồm khi nghe thấy tin này. Triệu Quốc Đống thấy thế không khỏi có chút đắc ý. Ở tuổi của hắn chỉ cần không quen thì khi giới thiệu thân phận của hắn sẽ làm người ta kinh ngạc như hai cô này. Mỹ ca, anh nói anh ta là bí thư thị ủy Ninh Lăng. Em có nghe lầm không? Sao có thể? Cả Mạc Lan hay Bùi Nghi đều khó có thể tiếp nhận sự thật này. Người này còn trẻ thế mà là bí thư thị ủy sao? Quyết không thể. Ồ, bí thư thị đoàn, có được không? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn hai cô gái. Bí thư thị đoàn, Mạc Lan và Bùi Nghi lúc này mới bừng tỉnh thở phào nhẹ nhõm, vậy còn được. Hơn 30 tuổi làm đến chức này, cũng là cán bộ cấp chính huyện, tuy giỏi nhưng không đến mức làm người ta quá sợ. Nhưng Mạc Lan,
Bùi Nghi đều không ngu, các cô liền nghĩ đến một bí thư thị đoàn nói chuyện xây dựng sân bay với Vương Phủ Mỹ, có phải quá hư vô không? Hơn nữa Vương Phủ Mỹ vừa nãy nói Triệu Quốc đống cao như vậy, nhìn như thế nào cũng không giống một bí thư đoàn mà. Vì thế các cô đều nghi ngờ nhìn Vương Phủ Mỹ và Triệu Quốc đống. Vương Phủ Mỹ không nhịn được cười, chẳng qua Triệu Quốc đống lại nghiêm túc cúi đầu uống rượu, hắn không thèm để ý đến ánh mắt giết người của hai cô gái. Triệu Quốc đống, anh đang trêu chúng tôi phải không? Bùi Nghi thật sự nổi giận, nói chuyện lúc trước đã bị hắn ép, bây giờ hắn lại còn nói với giọng không coi mình ngang hàng, coi mình là trẻ con vậy. Không có mà, tôi thấy phản ứng của hai cô là không thể chấp nhận nên đưa ra câu trả lời làm hai cô có thể thoải mái, không tốt sao? Có vấn đề gì không? Triệu Quốc đống lạnh nhạt nói. Bị Triệu Quốc đống trên như vậy làm mặt Bùi Nghi đỏ bừng lên. Cô trừng mắt nhìn Triệu Quốc đống. Anh nói thật cho tôi biết anh rốt cuộc đang làm gì. Cô hỏi là tôi bây giờ. Triệu Quốc đống cảm thấy cô bé này có chút ngây thơ, khờ khạo, mà trêu Bùi Nghi cũng làm hắn vui vẻ lên. Đúng, anh nói thật đi. Mạc Lan cười cười cắt ngang cuộc chiến này. Ừ, bây giờ tôi là học sinh, tôi lên Bắc Kinh để học, nếu không tôi lên Bắc Kinh này làm gì? Thật sao? Bùi Nghi không tin nên nhìn Triệu Quốc đống với vẻ đầy nghi ngờ. Thật. Nếu không cô có thể hỏi Mỹ ca để xác thực. Triệu Quốc đống gật đầu nói. Thấy Bùi Nghi nhìn tới, Vương Phủ Mỹ gãi đầu nói. Chính xác mà nói Triệu Quốc đống bây giờ là học sinh đi học chuyên tu. Học chuyên tu. Vương Phủ Mỹ nói như vậy không thể làm Bùi Nghi bớt nghi ngờ. Cô thấy có vấn đề gì trong đó? Anh đang học ở đâu? Ngay ở Hải Điến này thôi, tôi không phải đến đây rất nhanh sao? Triệu Quốc đống cười hì hì nói. Ở Hải Điến, trường tên gì thế? Trường ở số 100 Hải Điến. Triệu Quốc đống nói. Bên đó không có trường nào mới đúng, học viện quan hệ quốc tế nằm cách đoạn đó một đoạn mà. Hắn học ở đâu nhỉ? Vương Phủ Mỹ không đành lòng nhìn Triệu Quốc đống cứ thế trêu chọc Bùi Nghi nên xen vào. Bùi Nghi, Quốc đống vào học ở trường Đảng Trung ương. Bùi Nghi muốn ngất, dù không ở trong nhà nước thì cô cũng biết vào trường này học có nghĩa là gì. Ồ! Vậy anh thật sự là bí thư thị ủy Ninh Lăng. Bùi Nghi vô thức che miệng. Vậy 3 năm trước anh nói với tôi là đang làm việc ở Hoài Khánh là lừa tôi, phải không? Không, tôi không lừa cô, lúc ấy tôi đang công tác ở Hoài Khánh mà. Triệu Quốc đống cười nói. Ý của anh là nói 3 năm trước anh còn làm ở Hoài Khánh, 3 năm sau anh có thể làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Bùi Nghi không thể hiểu nổi chênh lệch trong đó lớn như thế nào. 3 năm trước Quốc đống đúng là công tác ở Hoài Khánh, chẳng qua lúc ấy Quốc đống làm thị trưởng, bây giờ điều tới Ninh Lăng làm bí thư. Vương Phủ Mỹ ở bên giải thích. Triệu Quốc đống mơ hồ nhận ra ngọn lửa trong mắt Bùi Nghi, hắn thấy nguy hiểm. Hắn rất khôn khéo ám chỉ mình đã kết hôn nhưng giống như đối phương hoàn toàn không nghe tin này. Theo lý hắn ám chỉ rất rõ, dù là Bùi Nghi có ngốc không hiểu thì Mạc Lan cũng phải hiểu mà. Đến khi về trường, Triệu Quốc đống vẫn suy nghĩ chuyện hôm nay. Vương Phủ Mỹ cuối cùng đã ly hôn, Mạc Lan đã đạt được tâm nguyện. Hắn tin không đầy năm nữa hai người này sẽ lấy nhau. Mà như vậy Vương Phủ Mỹ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào cũng khó nói. Triệu Quốc đống không thể nào đánh giá Vương Phủ Mỹ, nhưng đối với Lâm Băng mà nói đó chính là sự tổn thương lớn. Hôn nhân không đơn giản là một danh phận với người phụ nữ, mà đó còn là bến đỗ, chỗ dựa, mà ly hôn sẽ mất đi tất cả. Triệu Quốc đống rời giường ra mở cửa sổ cảm nhận làn không khí lạnh ập vào mặt. Nhiệt độ Bắc Kinh thấp hơn bên kia không ít, tuyết vẫn còn rơi. Uống rượu làm Triệu Quốc đống có đêm ngủ ngon, đã lâu hắn không có giấc ngủ thoải mái đến thế, không phải lo gì. Trong lễ khai giảng buổi sáng, Điêu Thuần Dương, Tần Chí Cương cùng Triệu Quốc đống không ở cùng một lớp, mà lớp 2 không có ai nhận ra hắn. Triệu Quốc đống đoán các phòng ký túc quanh chỗ mình là cùng lớp, nhưng người ở đây đến từ khắp nơi. Không ai nhận ra ai. Các cán bộ tham gia học lần này đều đến từ các tỉnh, thành, các công ty nhà nước trực thuộc Trung ương, được chia làm 5 lớp. Mỗi lớp khoảng 30 người chia làm 4 tổ. Triệu Quốc đống cũng lần đầu tiên vào trường Đảng Trung ương học, nhưng lúc làm việc ở Bộ Năng lượng cũng đi ngang qua xem. Lễ khai giảng do Phó Hiệu trưởng Thường trực Dương Thiên Minh chủ trì, Hiệu trưởng Trần Thanh Dương phát biểu. Trần Thanh Dương là người phía Nam nên giọng khá nặng. Chẳng qua đối với các học viên phía Nam như Triệu Quốc đống lại thấy thân thiết. Trần Thanh Dương phân tích tình hình quốc tế rất thấu đáo, nói đến tình hình trong nước cũng có phương pháp. Trần Thanh Dương nói gần tiếng rưỡi,
Triệu Quốc Đống thấy mọi người đang ngồi đều hăng hái, các học viên đều quý trọng cơ hội không dễ dàng có được này. Sau khi hiệu trưởng nói xong, Triệu Quốc Đống cũng vỗ tay theo mọi người. Đại nhân hắn thấy tay trái mình bị người chạm vào, hắn nhìn sang thì thấy đó là một người đàn ông khoảng 46, 47 tuổi. Chào cậu, tôi là Ngô Nguyên Tể, ở Hồng Sơn Điền Nam. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, người này có vẻ nhiễm phong cách chuyện kiếm hiệp nên nói rất ngắn gọn. Triệu Quốc Đống, Ninh Lăng, tỉnh An Nguyên, rất hân hạnh. Triệu Quốc Đống học cách của đối phương mà nói lại. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, mắt Ngô Nguyên Tể sáng lên. Y có vẻ giật mình nói. Tôi mới phải hân hạnh, bí thư thị ủy của thị xã đạt giải nhất Trung Quốc. Tôi ngưỡng mộ đại danh của anh từ lâu, không ngờ anh lại tới đây học, còn có thể làm bạn. Mặc dù nói nhỏ nhưng Ngô Nguyên Tể vẫn có chút giật mình vì độ tuổi của Triệu Quốc Đống. Người này còn trẻ không nói, hơn nữa năm ngoái còn sáng tạo kỳ tích kinh tế của cả Trung Quốc. Điều này làm Ngô Nguyên Tể không khỏi thầm than trường đảng Trung ương chính là trường đảng Trung ương, đầm rồng hang hổ. Quyển 15, chương 29. Triệu Quốc Đống mặc dù không biết Ngô Nguyên Tể là người như thế nào nhưng cán bộ có thể tới đây chưa chắc học xong sẽ lên chức, nhưng nó cũng có nghĩa là người đó thuộc diện được lựa chọn. Bí thư Ngô nói quá rồi, chẳng qua vừa lúc gặp cơ hội mà thôi. Hắc hắc, bí thư Triệu quá khách khí rồi. Tôi là người thẳng thắn, tốt là tốt. Tôi cũng biết một chút tình hình phát triển của Ninh Lăng. Hồng Sơn chúng tôi trên thực tế còn kém xa so với Ninh Lăng các anh. Ngô Nguyên Tể nhìn qua là người khá thẳng. Bí thư Thái tỉnh tôi trong hội nghị công tác kinh tế đầu năm đã nói tới tình hình phát triển của Ninh Lăng. Tôi đang định sau đợt học này sẽ xin tỉnh ủy và tỉnh ủy tỉnh An Nguyên để đến Ninh Lăng học tập kinh nghiệm. Hồng Sơn là một thị xã lớn của Điền Nam, đứng tầm trung về kinh tế của tỉnh. Nó có tài nguyên phong phú nhất là du lịch. Triệu Quốc Đống cũng nghe qua về nơi này nhưng chưa được đến. Ha ha, Ninh Lăng chúng tôi cũng là do có đủ điều kiện thuận lợi nên mới được như vậy. Bí thư Ngô nếu đến Ninh Lăng chúng tôi thì tôi xin chào đón thị xã anh em đến truyền đạt kinh nghiệm cho Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống khá khách khí nói. Tên Ngô Nguyên Tể này chẳng lẽ biết quan hệ của mình và Thái Chánh Dương, sau đó muốn thông qua mình mà tạo quan hệ với Thái Chánh Dương. Nhưng theo hắn thấy có vẻ không phải. Thái Chánh Dương rời khỏi tỉnh An Nguyên đã vài năm. Người trong tỉnh cũng không mấy người biết hắn có quan hệ với Thái Chánh Dương. Vậy thì tốt quá, hết 3 tháng học tôi sẽ mang các thành viên bộ máy Hồng Sơn tới Ninh Lăng học tập xem thị ủy, ủy ban Ninh Lăng 2 năm qua phát triển kinh tế như thế nào. Mong qua đó làm thị xã chúng tôi có thể phát triển lên được. Ngô Nguyên Tể cười ha hả nói. Lễ khai giảng đã kết thúc, Triệu Quốc Đống gặp được người bạn học đầu tiên ở trong đợt tập huấn này. Buổi chiều mấy vị lãnh đạo trường đến các lớp trao đổi nói chuyện. Đợt tập huấn này có hơn 150 người chia làm 5 lớp. Mấy vị lãnh đạo cũng giới thiệu qua tình hình, sau đó đưa ra vài yêu cầu chung chung, yêu cầu về tính kỷ luật, yêu cầu mọi người nghiêm túc học tập nâng cao năng lực của mình. Bí thư Triệu, có ở nhà không? Triệu Quốc Đống vừa về phòng ngủ chưa kịp ngồi xuống đã có người gõ cửa. Hắn nghe ra đó là Ngô Nguyên Tể. Vào đi, tôi nói Lão Ngô, tôi gọi anh Lão Ngô, anh lại gọi tôi là Bí thư Triệu. Chiều nay lãnh đạo không phải đã nói chúng ta phải chuyển từ thân phận lãnh đạo sang học sinh sao? Anh gọi tôi là Quốc Đống đi. Được, Quốc Đống, tôi ở phòng đối diện với anh, nghe giáo viên chủ nhiệm nói tối nay lớp ta sẽ ngồi với nhau coi như để mọi người tự giới thiệu, làm quen với nhau. Tránh cho ra ngoài thấy cũng không biết xưng hô như thế nào. Ngô Nguyên Tể không hề khách khí trực tiếp ngồi xuống. Uống chén chứ, đây là trà Bích Phụ Sơn chính tông nổi tiếng cả nước đó. Triệu Quốc Đống giơ giơ hộp chè trong tay và nói. Ha ha, Quốc Đống, chè Bích Phụ Sơn này là đặc sản Ninh Lăng phải không? Ngô Nguyên Tể nở nụ cười. Nói tới chè thì chè Bích Phụ Sơn sao có thể so sánh với Phổ Nhị Điền Nam bên tôi? Chè Phổ Nhị có một phần đến từ Hồng Sơn chúng tôi. Chè chỗ chúng tôi mới là chè không ô nhiễm, không có một công ty công nghiệp nào gần khu trồng chè, khí hậu tốt. Nếu cậu thích uống thì hôm nào tôi gửi cậu vài hộp. Lão Ngô. Anh đừng nói, tôi không có sở thích gì ngoài uống chè xanh. Bây giờ đến Ninh Lăng công tác nên đổi sang chè này. Nếu anh đưa tôi vài hộp thì tôi cảm ơn. Triệu Quốc Đống ngồi xuống rồi nói. Sao, đang chờ đến giờ ăn à? Không, tôi thích hoạt động, không thích ngồi yên. Về phòng không có việc gì cũng chán. Dù sao mới đến đây, không ai tìm mình, không ai gọi điện cho mình làm tôi không quen mấy. Vì thế đi sang để làm quen mọi người một chút. Cạnh phòng cậu là ai thế?
Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi lắc đầu nói. Không rõ lắm, tôi cũng vừa về phòng đã ra ngoài đâu. Hay sang đó làm quen chút. Được, ra ngoài quen thêm vài người bạn cũng là chuyện tốt, ngày sau biết đâu có việc cần nhờ nhau giúp đỡ. Ngô Nguyên Tể cười hì hì nói. Đi, chúng ta đi quanh các phòng một chút. Triệu Quốc Đống không ngờ Ngô Nguyên Tể nói là làm nên cũng không tiện thoái thác. Vì thế hắn đành đi theo Ngô Nguyên Tể ra ngoài. Cửa phòng bên đóng, Ngô Nguyên Tể không hề khách khí gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng, mời vào. Thấy cửa được mở ra, hai người đàn ông đứng ngoài cửa, người bên trong có chút kinh ngạc nói. Có chuyện gì thế? Ngô Nguyên Tể gãi đầu vì thấy mình có vẻ đường đột. Ha ha, xấu hổ quá, chúng tôi ở phòng bên cạnh anh, không có ý gì chỉ là sang làm quen mà thôi. Bắt đầu từ mai mọi người học cùng lớp, biết nhau trước cũng đỡ cho không biết tên mà. Người đàn ông bên trong khá gầy, y lúc này mới có phản ứng. Y bỏ túi xuống và nói. Bảo sao trông quen quen, chào hai anh, tôi là Tôn Hiểu Xuyên đến từ tập đoàn hàng không Đông Hàng. Chào anh. Ngô Nguyên Tể và Triệu Quốc Đống đều cười cười bắt tay đối phương. Tôn Hiểu Xuyên khá nhiệt tình mời hai người ngồi xuống. Tôn Hiểu Xuyên và Ngô Nguyên Tể này thật ra cũng có chút qua lại về công việc nhưng chủ yếu là chưa gặp. Trước đây tập đoàn hàng không Đông Hàng mua lại công ty hàng không Điền Nam, Ngô Nguyên Tể khi ấy còn làm phó chủ nhiệm thường trực, Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh phản đối kịch liệt việc này. Mà lúc ấy Tôn Hiểu Xuyên làm PTG cũng kiên quyết phản đối việc này. Tôn Hiểu Xuyên do kiên quyết phản đối nên tập đoàn không cho y tham gia vào việc này, vì thế hai người mới chưa từng gặp nhau. Đến bây giờ việc mua công ty hàng không Điền Nam đã xong, mà Tôn Hiểu Xuyên đã được điều tới Hồng Sơn làm bí thư thị ủy. Triệu Quốc Đống cảm thấy không khí hơi khác lạ nhưng không ngờ trong đó lại có vấn đề như vậy. Hắn thấy Ngô Nguyên Tể ngẩn ra, Tôn Hiểu Xuyên lại có vẻ xấu hổ. Điều này làm hắn không hiểu được. Cuối cùng vẫn là Ngô Nguyên Tể phá vỡ không khí. Tổng Giám Đốc Tôn, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ha ha, đúng là câu nói oan ra ngõ hẹp. Tôn Hiểu Xuyên thấy Ngô Nguyên Tể nói thoải mái như vậy nên khá phục. Chủ nhiệm Ngô, ồ, không đúng, bây giờ phải gọi là bí thư Ngô mới đúng. Đứng ở góc độ tập đoàn thì tôi vẫn duy trì quan điểm của mình. Tập đoàn không nên mua lại công ty hàng không Điền Nam. Có thể nói văn hóa hai công ty khác nhau, khách hàng và phạm vi kinh doanh của hai công ty cũng khác nhau, không thể tạo thành hiệu ứng giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng qua đây đã là chuyện quá khứ rồi, bí thư Ngô, anh cũng không phụ trách việc này nữa. Chúng ta nên nhìn về phía trước. Nghe Tôn Hiểu Xuyên nói như vậy, Ngô Nguyên Tể không khỏi nở nụ cười. Đứng như lời Tôn Hiểu Xuyên nói, bây giờ hai người ở hai vị trí khác nhau nên suy nghĩ vấn đề cũng đã khác trước. Hai người nhìn nhau cười. Triệu Quốc Đống có chút tò mò, một vị phó tổng giám đốc tập đoàn Đông Hàng ở đây, cũng có thể đưa ra vài đề nghị và ý kiến tốt cho việc xây dựng sân bay của Ninh Lăng. Trong 3 tháng học này hắn có nhiều điều cần hỏi vì chuyên gia hàng không. Quyển 15, chương 30. Bắc Kinh về tối khá lạnh, học viên đến từ phía Nam không quá quen, nhưng cuộc họp lớp lại diễn ra khá náo nhiệt. Buổi họp lớp diễn ra ở phòng hội nghị của trường. Hơn 30 học viên cùng giáo viên chủ nhiệm và một thành viên liên lạc đến từ ban tổ chức cán bộ trung ương tham gia. Triệu Quốc Đống đoán có lẽ đây là truyền thống của trường. Thứ nhất để mọi người biết mặt nhau, thứ hai cũng là một sân khấu để giao lưu. Từ việc mọi người đứng lên giới thiệu qua về bản thân cũng có thể thấy ai giỏi về việc tổ chức, ai giỏi nói, ai có tế bào văn nghệ. Sau đó giáo viên chủ nhiệm sẽ có cơ sở để bố trí ai làm lớp trưởng, bí thư. Triệu Quốc Đống và Ngô Nguyên Tể xếp tầm trên 10 trong lượt phát biểu, cũng có thể yên tâm nghe các vị bạn học đằng trước thể hiện rồi mới tới lượt mình. Mọi người lục tục lên giới thiệu, có người nói khá đơn giản, có người nói lưu loát. Các học viên đến từ khắp nơi trong cả nước nên cách nói chuyện đều khá khác nhau. Triệu Quốc Đống thấy nhiều người nhìn mình với ánh mắt tò mò. Mặc dù trước khi lên Bắc Kinh hắn đã chú ý cắt tóc, cạo râu, làm mình trở nên già hơn một chút. Nhưng ở đây thì dù hắn cố gắng ăn mặc lại trở nên quái dị. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể cẩn thận nhờ một nhà tạo mẫu tóc và la băng tư vấn cho mình, có thể làm mình trông tăng thêm 2-3 tuổi là được rồi. Nhưng mặc dù vậy Triệu Quốc Đống vẫn bị mọi người chú ý. Dù sao đến đây học về cơ bản đều trên 40. Theo giáo viên chủ nhiệm giới thiệu thì tuổi trung bình của khóa này là 47,8 tuổi, có người hơn 50, ít cũng đều trên 40. Người mà ít hơn 40 thì quá ít, hầu hết các học viên đều từ 45 đến 50 tuổi.
Người mới hơn 30 như Triệu Quốc Đống mà đến đây học chính là quái lạ. Triệu Quốc Đống chỉ có thể ngồi chịu đựng. Những người này có thể tới đây học đều là phấn đấu vài chục năm, đã có cống hiến lớn, cũng đều là người nổi tiếng trong ngành mình thì mới có cơ hội này. Thấy Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy, mọi người không có suy nghĩ là giả. Ngô Nguyên Tể giới thiệu đầy phong cách hào sảng, hiếu khách, y chỉ nói qua về mình nhưng thật ra có một tràng dài về phong cảnh của Hồng Sơn. Đến lượt Triệu Quốc Đống đứng lên phát biểu, trong phòng không khỏi vang lên tiếng xì xào. Hiển nhiên mọi người đều tò mò về hắn, hắn nhìn qua cũng không đến 35 tuổi mà đã là cán bộ cấp giám đốc sở sao. Triệu Quốc Đống cũng biết mình làm như thế nào cũng không thể tránh khỏi bị mọi người nhìn. Tuổi như hắn, lại làm bí thư thị ủy một nơi chính là điều quá hiếm có ở Trung Quốc. Nhất là hắn còn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, nơi có tốc độ tăng trưởng GDP đứng đầu cả nước năm trước. Tôi là Triệu Quốc Đống, đến từ thị xã Ninh Lăng, tỉnh An Nguyên. Ninh Lăng là một thành phố công nghiệp mới phát triển, lại là một thành cổ có ngàn năm lịch sử, là nơi có ba con sông giao nhau, là giao điểm của cao tốc An Tương cùng đường sắt An Tương, đồng thời có bến cảng quan trọng ra sông Trường Giang. Sau khi Triệu Quốc Đống giới thiệu xong, giáo viên chủ nhiệm Triệu Nhã Lan liền bổ sung thêm đôi chút. Đồng chí Triệu Quốc Đống là học viên trẻ nhất trong lớp và trong khóa này của chúng ta. Đồng chí Triệu Quốc Đống đang đảm nhiệm chức bí thư thị ủy thị xã Ninh Lăng, tỉnh An Nguyên. Ninh Lăng là một đô thị cổ xưa nhưng lại còn trẻ. Có thể mọi người cũng biết Ninh Lăng là đô thị nguồn năng lượng mới của cả nước, phát triển kinh tế rất nhanh, đồng thời lịch sử văn hóa cũng khiến vô số người chú ý. Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày 1 tháng 5 này Ninh Lăng tổ chức chương trình ấn tượng Ninh Lăng thì phải. Đồng thời cũng tổ chức lễ hội văn hóa lịch sử dân tộc khu vực Trung Tây Trung Quốc. Đây chính là lễ hội văn hóa lớn của cả nước, kể cả tôi và giáo sư Mễ cùng nhiều học viên trong lớp đều chờ mong và tới xem. Không biết đồng chí Triệu Quốc Đống có chào đón không? Triệu Quốc Đống không ngờ Triệu Nhã Lan thoáng cái đẩy mình ra rìa núi, mình có thể không nói chào đón sao? Ồ, giáo sư Triệu, giáo sư Mễ, thưa các bạn học, tôi thay mặt thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chào đón và cảm ơn mọi người có thể tới Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống nói xong không khỏi thầm mắng Triệu Nhã Lan này quá độc vì cho mình một vố như vậy. Cô Triệu, không biết đồng chí Triệu Quốc Đống cho chúng tôi vị trí có phải là vé VIP 8.888 tệ không? Chúng tôi không nhận được quà lớn như vậy đâu. Một người bên dưới trêu chọc. Vé giá từng đó thì cũng có bạn học ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương ngồi đây, hưởng thụ đãi ngộ như vậy có phải là quá lãng phí không? Một người khác cười nói. Triệu Quốc Đống không mấy khi bị người trêu chọc như vậy. Qua cửa Triệu Quốc Đống, những người khác càng thêm thoải mái hơn. Có người giới thiệu lý lịch phong phú của mình, có người giới thiệu vị trí của mình trong ngành, có người giới thiệu sự khó khăn ở địa phương mình. Nói tóm lại đều cố gắng làm người khác có ấn tượng về mình. Quốc Đống, cô Triệu này đúng là lợi hại phải không? Chỉ vài câu đã làm anh khó xử như vậy. Ha ha, hơn 30 người trong lớp cùng tìm tham gia, tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm cả nước chú ý. Một vé có giá như vậy thì tôi thấy đó là còn tiết kiệm. Tôn Hiểu Xuyên ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống cười nói. Đúng rồi, nghe nói Ninh Lăng đã trình hạng mục xây dựng sân bay Đông Trại lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triệu Quốc Đống không nghĩ tin tức của Tôn Hiểu Xuyên lại nhanh như vậy. Xem ra tập đoàn Đông Hàng này khá hứng thú với thị trường bay dân dụng tỉnh An Nguyên. Triệu Quốc Đống xem có nên bắt đầu tạo quan hệ với tập đoàn này từ bây giờ không? Như vậy cũng có lợi cho sự phát triển của sân bay Đông Trại. Ừ, Ninh Lăng chúng tôi ở phía Tây tỉnh. Cách An Đô hơn 300 km, phía đông cách Trường Sa còn nhiều hơn. Ninh Lăng có đủ điều kiện về đường sắt, đường cao tốc, quốc lộ cùng đường thủy, bây giờ chỉ thiếu mỗi đường hàng không. Biết sao được, muốn phát triển thì cần tăng tính cạnh tranh, xây dựng sân bay là con đường nhất định phải đi. Triệu Quốc Đống cười nói. Lão Tôn, có phải là anh có cao chiêu gì chỉ điểm cho tôi không? Cao chiêu thì không có, chẳng qua tôi chỉ hỏi một câu. Ninh Lăng đã chuẩn bị tư tưởng việc trợ cấp tài chính cho sân bay Đông Trại mấy năm đầu chưa? Tôn Hiểu Xuyên nói khá thẳng. Ừ, có rồi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vậy là đủ rồi, có chuẩn bị tư tưởng là được. Bây giờ ngành hàng không dân dụng sẽ nhanh chóng phát triển, nhưng đối với sân bay chi nhánh thì cần thời gian. Sân bay nào xây dựng trước thì giai đoạn đầu phải nỗ lực nhiều nhưng có thể chiếm ưu thế hơn so với sân bay phía sau rất nhiều năm. Nếu như sân bay của anh đã xác định được địa vị thì dù các đô thị xung quanh có sân bay cũng khó thay đổi sự lựa chọn của hành khách. Điểm này rất nhiều người không hiểu, cũng cảm thấy nên đợi thời cơ đầy đủ mới làm.
Nhưng bọn họ không nghĩ rằng quốc gia sao có thể để khắp nơi đều xây dựng sân bay được. Đó là lãng phí tài nguyên, anh sẽ mất cơ hội. Quốc Đống, cậu đi trước ở điểm này nhưng lại gặp đợt điều chỉnh chính sách của Trung ương, Ninh Lăng có thể qua cửa không? Quyển 15, chương 31. Ngày khai giảng đầu tiên kết thúc như vậy, Triệu Quốc Đống thấy khá phong phú. Hắn quen được hai người bạn học, cảm giác cũng được. Đến trường đảng học chính là mong có thu hoạch. Hôm nay mặc dù không học nhưng cũng là một sân khấu để mọi người thể hiện, làm mọi người có chút ấn tượng về nhau. Tính cách hai người Ngô Nguyên Tể cùng Tôn Hiểu Xuyên có chút khác nhau nhưng Triệu Quốc Đống thấy cũng được. Có thể tới được đây thì ai cũng đều có bản lĩnh và năng lực cả. Về phòng ngủ, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình bây giờ rất nhàn, không phải quan tâm nhiều chuyện ở Ninh Lăng, cũng không cần cân nhắc điều chỉnh nhân sự, tất cả gác sang bên mà học tập. Chương trình học đã được phát, Triệu Quốc Đống nhìn qua thấy khá nhiều nội dung. Một loạt nội dung như chiến lược phát triển Trung Quốc mạnh lên phù hợp với sự phát triển của thế giới, vấn đề toàn cầu hóa và an toàn văn hóa quốc gia, sự ảnh hưởng của các tập đoàn liên quốc gia đến Trung Quốc, vấn đề Đài Loan, có những buổi bắt buộc phải lên lớp, có những buổi có thể tự trao đổi, thảo luận, lịch tới thư viện tìm thông tin, tất cả lịch đều kín. Còn có cả việc đi thăm các cơ quan điển hình. Triệu Quốc Đống nhìn qua và thấy trong 3 tháng học này mình sẽ thu hoạch được không ít thứ. Trong lịch cũng có tên và chức danh các giảng viên. Ngoài giảng viên của trường còn mời không ít lãnh đạo chủ yếu của cấp bộ trung ương đến hướng dẫn. Bởi vì cán bộ đến từ nhiều nơi, có người là lãnh đạo chủ yếu của địa phương, có người là lãnh đạo các công ty trực thuộc trung ương. Vì thế việc chọn chương trình học cũng là một vấn đề. Triệu Quốc Đống vốn không muốn bật điện thoại di động nhưng hắn nghĩ vẫn nên bật tầm tiếng. Hôm nay là ngày đầu tiên đến đi học, mặc dù hắn đã yêu cầu thị xã nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng thì không nên gọi cho hắn. Nhưng dù sao bây giờ vẫn còn vài việc chưa xác định xong, hắn không dám hoàn toàn thoát khỏi. Triệu Quốc Đống cũng đã dặn Vân Duệ là nửa tiếng trước giờ ăn tối cùng sau bữa trưa nửa tiếng hắn sẽ bật máy, đồng thời cũng cho Vân Duệ số điện thoại phòng ngủ mình. Nếu có tình hình khẩn cấp thì Vân Duệ có thể liên lạc với hắn. Rất tốt, gần tiếng trôi qua nhưng không ai gọi tới. Triệu Quốc Đống vừa thấy thoải mái vừa thấy có chút là lạ. Trường đảng Trung ương chính là trường đảng Trung ương, trình độ có thể nói rất cao. Triệu Quốc Đống cảm thấy lãnh đạo trường đảng tỉnh ủy An Nguyên cần phải tới đây học tập tham khảo về cách dạy học. Ăn tối xong, Triệu Quốc Đống xem qua lịch một chút, mọi người có thể tới phòng học lớn nghe về văn hóa Trung Quốc. Triệu Quốc Đống đang do dự không biết có nên tới đó hay không thì điện thoại phòng ngủ vang lên. Hắn có chút ngạc nhiên nghe điện, là Trầm Đông Chiêu Ua gọi tới. Anh sao có số điện thoại này? Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi. Cậu đó, lén lút lên Bắc Kinh mà cũng không báo một tiếng. Sao, tiến bộ rồi nên sợ mọi người biết hả? Trầm Đông Chiêu Ua cười ha hả nói. Trường đảng cũng không phải nơi giam lỏng, ra ngoài một chuyến chứ. Trầm ca, tôi mới tới trường một hôm, bây giờ chạy ra không tiện mấy. Triệu Quốc Đống có chút khó xử, bây giờ đi là phải uống rượu. Với tính của Trầm Đông Chiêu Ua thì không đến 12 giờ đêm đúng là khó có thể về được. Được rồi, tôi còn không biết quy định của trường đảng sao. Ban ngày không cho phép vắng tiết, tối cũng chỉ là tự ôn tập hoặc là ngồi trao đổi, tối nay cậu nếu không có việc gì thì ra đi, Thiên Cửu vừa từ Điền Nam về. Xem ra Trầm Đông Chiêu Ua đang khá vui vẻ. Tôi gọi điện tới thị ủy Ninh Lăng, tìm thư ký của cậu, lưỡi y một lúc mới lấy được số phòng cậu. Mau ra đây. Quảng Thiên Cửu đến một quân đoàn ở Tây Nam làm phó quân đoàn trưởng. Quảng Thiên Cửu thích làm chủ quản quân đội, làm chức này coi như để rèn luyện tính cách y một chút. Triệu Quốc Đống lúc lên Bắc Kinh cũng nói chuyện khá vui vẻ và hòa hợp với mấy người Quảng Thiên Cửu. Nhất là tính cách hào sảng của Quảng Thiên Cửu làm cho Triệu Quốc Đống thích thú. Hai người vừa gặp mà như quen từ lâu. Cửu ca đã về, anh ta mới đi chưa lâu mà. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Cán bộ trong quân đội mà muốn điều từ nơi này đến nơi khác là phải qua nhiều trình tự. Ừ, về Bắc Kinh có việc, quân đội bọn họ có thể có suy nghĩ mới gì đó. Thiên Cửu về báo cáo với quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tham mưu, có lẽ là muốn tiến hành hợp tác quân sự trên đất liền với các quốc gia Đông Nam Á. Quân ủy Trung ương bây giờ cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ, chú ý đến hoàn cảnh quốc tế biến hóa, phải có ý thức thay đổi chiến lược. Trầm Đông Chiêu Ua có chút hưng phấn nói. Nói qua không rõ đâu, cậu ra ngoài cho tôi, trường mà làm khó cậu thì bảo tôi xử lý thay. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Hắn là học viên, ngày đầu đã chuồn đi còn ra thể thống gì. Đây không phải cố ý khiêu khích kỷ luật trường sao? Được rồi, tôi biết rồi,
cho tôi địa chỉ, tôi rất nhanh sẽ tới. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, cái này khó từ chối. Ai bảo mình có cấp bậc thấp hơn bọn họ, mà hắn cũng coi bọn họ như bậc đàn anh. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng muốn nói chuyện với Quảng Thiên Cửu. Quân đoàn của Quảng Thiên Cửu đóng quân ở Côn Châu, giáp các nước Lào, Myanmar. Quân đoàn này có thể nói là khá quan trọng. Hiện nay quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á khá phức tạp. Ví dụ như Myanmar mặc dù có quan hệ mật thiết với Trung Quốc nhưng phía Bắc lại có nhiều buôn bán ma túy, có các lực lượng vũ trang chống đối khiến khu vực phiên Bắc khá phức tạp. Nó khiến cho vùng biên giới của Điền Nam bị ảnh hưởng tương đối lớn, ảnh hưởng tới quan hệ của hai nước. Lần này Quảng Thiên Cửu đột nhiên về Bắc Kinh thì xem ra quan điểm của Trung ương đối với khu vực Đông Nam Á bắt đầu có điều chỉnh. Nó khiến cho địa vị của quân đoàn kia dần thay đổi. Triệu Quốc Đống rất tò mò vì việc này. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy về vừa lúc trường chuẩn bị đóng cửa. Tuy thời gian ngắn một chút nhưng hắn cũng thỏa mãn. Ba tiếng nói chuyện với mọi người đã khiến hắn nhận được không ít tin tức. Mặc dù vì tính bí mật nên Quảng Thiên Cửu không nói được nhiều chuyện công việc nhưng vẫn lộ ra vài điều. Từ cách nói chuyện của đám người Trầm Đông Chiêu, Quảng Thiên Cửu, Triệu Quốc Đống có thể mơ hồ cảm nhận được chính sách đối ngoại của quốc gia đã dần có thay đổi. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy hưng phấn. Hắn biết thân phận của mình bây giờ còn kém quá nhiều để tác động được vào chính sách của quốc gia, còn chưa đủ để hắn chỉ trỏ gì đó. Đúng như lời Trầm Đông Chiêu Ua nói, bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức trên cương vị của mình, cố gắng phục vụ nhân dân, làm cho quốc gia và dân tộc trở nên mạnh mẽ hơn. Nằm trên giường, Triệu Quốc Đống không khỏi xúc động. Quảng Thiên Cửu nói đúng, mình có thể vào trường đảng Trung ương học là một cơ hội hiếm có, rèn luyện tăng năng lực là chủ yếu, nhưng lợi dụng sân khấu này như thế nào? Làm sao bắt được cơ hội để phát triển, làm cho bên trên tán thành mình, nhanh chóng đi lên vị trí quan trọng hơn chính là điều Triệu Quốc Đống cần làm. Quyển 15, chương 32. Trúc Văn Khôi kiên nhẫn đợi khách tới, y không bảo ai đi tiếp cùng mình. Đây là người là bí thư Triệu và thị trưởng Trung đều coi trọng. Chỉ là y cảm thấy thị trưởng Trung sau khi biết người đó là ai liền tỏ vẻ kỳ quái. Sau đó bí thư Triệu hình như gọi điện nói chuyện với thị trưởng Trung. Điều này làm y cảm thấy người kia đến có ý nghĩa không bình thường. Xe Audi A6 nhẹ nhàng tiến vào trụ sở ủy ban Ninh Lăng. Quách Xuyên ngồi trong xe nhìn trụ sở ủy ban thị xã Ninh Lăng. Y nghe nói nửa năm sau thị ủy ban Ninh Lăng sẽ chuyển sang khu Giang Đông, khu đất bên kia đã chọn xong chỉ là còn chưa công khai mà thôi. Triệu Quốc Đống đã lên Bắc Kinh học, chuyện ở Ninh Lăng giao cho thị trưởng Trung Dược Quân phụ trách. Trung Dược Quân không xa lạ gì với Quách Xuyên. Nhưng sau khi Trung Dược Quân đến Ninh Lăng, Quách Xuyên không liên lạc gì với đối phương. Bởi vì khi ấy Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy, sau đó Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Triệu Quốc Đống lại tới làm bí thư thị ủy, đây cũng là người cứng rắn nên y không muốn sang bên này. Chẳng qua tên Triệu Quốc Đống ngày xưa nóng tính bây giờ đã biết cách đưa đẩy. Chỉ riêng việc đối phương thông qua Quế Toàn Hữu để truyền tin tới mình đã không đơn giản. Quách Xuyên khẽ thở dài một tiếng, anh rể không biết còn ở tỉnh An Nguyên bao lâu nữa. Không nắm bắt cơ hội này đúng là quá phí. Quách Xuyên biết dù mình có im hơi lặng tiếng như thế nào, dù mình giấu tốt thì vẫn có không ít người nhìn chằm chằm vào mình. Vì thế y cũng biết sức nặng và điểm mấu chốt của mình. Y cố gắng tránh mấy ngành dễ bị người lên án là ngành xây dựng, mà chọn ngành cung cấp vật liệu xây dựng. Ngành vật liệu xây dựng đơn giản hơn ngành xây dựng nhiều. Ngành xây dựng hay bị ủy ban kỷ luật, thanh tra nhòm ngó, còn bên ngành vật liệu xây dựng ít hơn. Hơn nữa y cũng làm ăn nghiêm chỉnh, chất lượng đảm bảo, mà y cũng không trực tiếp liên hệ với chính quyền mà, thông qua nhà trúng thầu nên không ai có thể nói được gì. Về phần anh làm như thế nào thoát ra khỏi bao đối thủ cạnh tranh để cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình chính là bản lĩnh của anh. Thời này các công ty xây dựng dám không nghe ý kiến của chính quyền. Chỉ riêng việc giải ngân sớm muộn cũng đủ khiến anh phải ngoan ngoãn nghe lời. Quách Xuyên biết Triệu Quốc Đống mục đích Triệu Quốc Đống tìm tới mình là làm gì. Đây coi như một cuộc giao dịch, buộc chặt mình và anh rể vào cuộc giao dịch này. Nếu bên hội nghị thường trực ủy ban không thông qua thì coi như không có việc gì, thông qua thì công ty mình có thể quang minh chính đại xuất hiện tại các công trình lớn của Ninh Lăng. Y rất hài lòng nhận cuộc giao dịch này, có thể nói không có mạo hiểm gì thì tại sao không làm. Hơn nữa nếu thành công sẽ mang lại lợi ích quá lớn. Hai cây cầu, một sân bay. Còn có cả công trình cải tạo đường giao thông toàn thị xã cùng với trung tâm xử lý nước thải đô thị. Quách Xuyên không tham, y chỉ cần có thể làm một công ty cung ứng vật liệu xây dựng trong đó là đủ rồi. Con người quá tham sẽ dễ vào tù.
Lời này chính là do Tần Hạo Nghiên nói, Quách Xuyên mỗi lần ngủ dậy đều nghĩ tới câu này. Bây giờ y có tài khoản ở nước ngoài, có nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải, có tài sản ở tỉnh An Nguyên, vợ hiền, con ngoan, bên ngoài cũng có vài cô em ngoan ngoãn. Quách Xuyên có thể nói đã rất thỏa mãn. Thị trưởng Trúc, tôi tới rồi. Vào văn phòng Trúc Văn Khôi, Quách Xuyên cười ha hả nói. Quách Xuyên biết đối phương mặc dù chỉ là phó thị trưởng nhưng người này lại được Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân tin cậy giao cho phụ trách việc nói chuyện với mình. Những lời này y có thể nghe ra từ ý của Triệu Quốc Đống. Đồng thời Trung Dược Quân khi gọi điện cũng nói về sau mọi việc do thị trưởng Trúc phụ trách phối hợp. Có thể nói có chuyện gì có thể tìm thị trưởng Trúc đối phó. Tổng Giám Đốc Quách, mời vào, tôi chờ anh đã lâu. Trúc Văn Khôi mặc dù còn chưa rõ Quách Xuyên này là thần tiên ở đâu nhưng có thể được cả Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân coi trọng thì không có gì đáng ngờ cả. Xin lỗi, tôi phải đến sớm hơn mới đúng. Quách Xuyên cười nói. Thật không ngờ thị trưởng Trúc chuyên nghiệp như vậy, sáng sớm đã tới văn phòng. Ôi, tôi phụ trách việc này nên thời gian ở văn phòng không mấy, về cơ bản là chạy ra ngoài. Vì thế tôi tới sớm xem văn bản để còn đi làm việc. Trúc Văn Khôi nói thẳng. Bí thư Triệu và thị trưởng Trung nói với tôi là công ty của Tổng Giám Đốc Quách rất có danh tiếng, nghiệp vụ rộng. Tôi muốn tìm hiểu một chút. Gần đây Ninh Lăng chúng tôi có nhiều công trình nên muốn xem Tổng Giám Đốc Quách có muốn góp một phần sức lực cho việc xây dựng Ninh Lăng không. Quách Xuyên cười thầm trong lòng, thị trưởng Trúc này đúng là giỏi nói. Chẳng qua xem ra Ninh Lăng rất chú ý mấy hạng mục này. Nhất là hạng mục sân bay đã tạo thanh thế lớn, ngay cả anh rể bây giờ cũng thấy áp lực. Như vậy cũng tốt, có thể thành công là điều mọi người đều vui mừng. Chẳng qua anh rể có vẻ có nhiều băn khoăn, cho nên mình không dám dễ dàng hứa hẹn. Thị trưởng Trúc, công ty của tôi không dám nói là lớn nhưng dám đảm bảo về uy tín. Có thể góp một phần sức lực cho sự xây dựng của Ninh Lăng, tôi cũng hy vọng. Lần này tôi tới Ninh Lăng thì thấy Ninh Lăng biến hóa rất lớn. Tôi thấy Ninh Lăng thay đổi quá nhiều dưới sự lãnh đạo của Bí thư Triệu, thị trưởng Trung và thị trưởng Trúc. Nó hoàn toàn phá vỡ cảm tưởng của tôi. Tôi vốn cho rằng Vĩnh Lương thay đổi nhiều, không ngờ biến hóa của Ninh Lăng còn vượt xa Vĩnh Lương bên tôi. Tổng Giám Đốc Quách, kinh tế Ninh Lăng chúng tôi phát triển rất nhanh, tin rằng anh cũng thấy. Phát triển kinh tế thì cần phải xây dựng cơ sở vật chất để đảm bảo, vì thế năm Ninh Lăng chúng tôi có không ít hạng mục lớn. Thị ủy, ủy ban chúng tôi đã quyết định phải toàn diện đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trong toàn thị xã. Thị trưởng Trúc, Ninh Lăng rất có tham vọng nhưng năm nay Trung ương có bắt đầu lên kế hoạch đưa ra chính sách khống chế, có phải là Ninh Lăng sẽ gặp áp lực không? Bất cứ công việc gì cũng có lực cản, nếu không thì cần cán bộ chúng tôi làm gì? Anh nói đúng không? Tiễn Quách Xuyên, Trúc Văn Khôi châm thuốc ngồi trong văn phòng suy nghĩ. Quách Xuyên này cũng khá tham nhưng đối phương cũng nói rõ chất lượng tuyệt đối không vấn đề gì. Giá cả có thể hơi đắt một chút nhưng đây không phải vấn đề, chủ yếu nằm ở thời gian, y không thể cam đoan bên kia lúc nào phê duyệt, lời này làm Trúc Văn Khôi có chút tức giận. Không thể đảm bảo thì nói chuyện gì nữa, đợi sang năm mới phê duyệt thì thức ăn nguội lạnh rồi. Không có khó khăn thì tìm anh làm gì. Bí thư Triệu ở Bắc Kinh đã hai lần gọi tới hỏi chuyện này. Trúc Văn Khôi mới có thể dành thời gian nói chuyện với Quách Xuyên này. Nếu không một giám đốc công ty bán vật liệu xây dựng thì dù có lai lịch gì cũng chỉ cần tổng giám đốc tập đoàn đầu tư Ninh Lăng tiếp là nể mặt lắm rồi. Quách Xuyên cũng không nói vòng vo mà nói thẳng với Quách Xuyên, nếu như mấy hạng mục của Ninh Lăng có thể được thông qua trên hội nghị thường trực ủy ban tỉnh, tất cả đều nói chuyện, thậm chí nói càng cụ thể hơn. Nhưng nếu không thể thông qua thì khó nói. Điểm này cũng có hạn chế về thời gian. Theo ý của Triệu Quốc Đống thì trong tháng 3 phải được tỉnh thông qua rồi trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Sau đó Triệu Quốc Đống sẽ đủ thời gian chạy ở trên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, thời gian không đợi người. Trúc Văn Khôi biết Quách Xuyên hiểu rõ ý của mình, y cũng không rõ Quách Xuyên này có ảnh hưởng lớn như thế nào ở trên tỉnh, nhưng nếu cả Trung Dược Quân và Triệu Quốc Đống đều coi trọng người này tức là có lý của nó. Theo dặn dò của Triệu Quốc Đống thì các công việc khác cũng cần phải đẩy mạnh. Phải coi như các hạng mục đã được tỉnh và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thông qua. Trúc Văn Khôi có thể thấy Triệu Quốc Đống rất quyết tâm ở việc này. Dù là qua cửa của tỉnh thì còn cửa ở trên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Quốc vụ viện. Trúc Văn Khôi đoán có lẽ Triệu Quốc Đống nhân lúc học trên Bắc Kinh sẽ thông qua quan hệ đả thông bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Thời này muốn làm việc gì cũng không dễ, chẳng những phải nghĩ mọi cách suy xét ý đồ của cấp trên, gặp chỗ cứng rắn cũng cần dùng đủ quan hệ để vận động. Quyển 15,
Chương 33. Trung Dược Quân nghe Trúc Văn Khôi báo cáo mà một lúc lâu không nói gì. Tín hiệu Trung ương sẽ có chính sách khống chế càng lúc càng rõ ràng. Y từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia mà nghe được tin nói xu thế khống chế là rất mạnh. Có thể nói Trung ương đã hạ quyết tâm chặn đứng sự phát triển quá nóng của nền kinh tế. Lãnh đạo chủ yếu các tỉnh cũng nhận được tín hiệu rõ ràng của Trung ương. Y tin không ai dám làm trái ý Trung ương. Quách Xuyên là ai thì Trung Dược Quân đương nhiên biết rõ. Nhưng Tần Hạo Nghiên dám chấp nhận mạo hiểm chính trị vì việc này không? Theo Trung Dược Quân thấy sẽ là không. Tần Hạo Nghiên là người làm chính trị, tất cả phải phù hợp lợi ích chính trị của y. Trừ khi là cấp trên có tín hiệu rõ ràng, về điểm này Trung Dược Quân đã gọi điện trao đổi với Triệu Quốc Đống, đưa ra ý kiến của mình. Triệu Quốc Đống cũng đồng tình, hắn nói sẽ nghĩ biện pháp ở trên Bắc Kinh. Trung Dược Quân không biết Triệu Quốc Đống dùng biện pháp gì. Nhưng nếu Triệu Quốc Đống dám nói thế thì nhất định sẽ có biện pháp. Lão Trúc, thị xã đã nghiên cứu và đưa ra quyết định. Hơn nữa bí thư Triệu cũng có ý kiến, tôi thấy chúng ta không được chậm công tác chuẩn bị, phải triển khai công việc nhanh hơn nữa. Bí thư Triệu đã gọi điện chuyên môn dặn dò không được chậm trễ, tôi nghĩ bí thư Triệu nếu nói như vậy nhất định là có ý của mình, hoặc là có điểm chắc chắn. Mặc dù tôi cũng hiểu bây giờ có nhiều tin tức nhưng có đôi khi như vậy lại là cơ hội. Thị trường chung, nhưng tôi phải nói một điều là rất nhiều công tác nếu khởi động mà gác lại sẽ tổn thất rất lớn. Tập đoàn đầu tư Ninh Lăng đã tiến hành nhiều công việc, nếu chậm trễ trong việc phê duyệt thì đó sẽ là tổn thất lớn đối với Ninh Lăng chúng ta. Trúc Văn Khôi không nhịn được nói. Ừ, tôi biết, cho nên tôi cũng không phải đang thấy khó xử sao. Trung Dược Quân thở dài một tiếng nói. Anh bảo tập đoàn đầu tư Ninh Lăng thoáng điều chỉnh một chút. Ví dụ như hạng mục xử lý nước thải đô thị và mấy con đường có thể chuẩn bị trước. Còn hạng mục sân bay Đông Trại thì làm chậm đi. Tôi đoán bí thư Triệu ở trên Bắc Kinh vẫn đang lo việc này, rất nhanh sẽ có tin tức truyền ra. Đến lúc đó là chúng ta sẽ thấy được vấn đề cơ bản rồi. Được rồi, để tôi bố trí một chút. Trúc Văn Khôi gật đầu nói. Ý của bí thư Triệu là mời lãnh đạo tỉnh tới xem xét tình hình thực tế của Ninh Lăng chúng ta, hiểu rõ việc xây dựng cơ sở vật chất có tác dụng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Như vậy có thể giúp bọn họ khách quan nắm rõ tình hình. Tôi biết, ý của bí thư Triệu là muốn giúp hạ quyết tâm nhưng như vậy có tác dụng gì không? Trung Dược Quân có chút buồn bực nói. Triệu Quốc Đống không có ở đây khiến y cảm nhận rõ áp lực mà người đứng đầu phải chịu. Một phần năm tới Ninh Lăng sẽ tổ chức lễ hội văn hóa các dân tộc khu vực Trung Tây và chương trình ấn tượng Ninh Lăng. Đây là việc rất lớn, Trung Dược Quân không dám có sơ sót. Công việc này trước đây vẫn do Lỗ Năng cùng Phù Quyên lo liệu, không ngờ quy cách càng lúc càng cao khiến Trung Dược Quân cảm thấy cưỡi ngựa khó hạ. Lỗ Năng cũng có chút quan hệ, không ngờ có thể thông qua được bên bộ văn hóa khiến lễ hội văn hóa được đưa lên tầm cao mới. Văn phòng chỉ đạo tinh thần văn minh của Trung ương Đảng. Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia đều rất coi trọng đợt lễ hội văn hóa này của Ninh Lăng. Bắt đầu từ cuối năm trước đã lục tục có lãnh đạo cấp bộ tới Ninh Lăng chỉ đạo công việc khiến tỉnh cũng thấy khẩn trương. Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Hắc Mộng Hiệp gần như mỗi tuần đều gọi điện hỏi thăm tình hình. Phó bí thư tỉnh ủy Miêu Trấn Trung cũng thi thoảng hỏi thăm, yêu cầu phải tổ chức lễ hội văn hóa một cách thành công. Trung Dược Quân vừa tự hào vừa có chút đau đầu. Hai người Lỗ Năng cùng Phù Quyên bây giờ gần như đã gác mọi công việc khác lại dồn hết vào việc này. Chỉ còn hơn tháng là đến lễ hội văn hóa, các công việc đều diễn ra theo trình tự. Chẳng qua tài chính dồn vào không hề nhỏ khiến Cố Vĩnh Bân rất có ý kiến vì phải chi tiêu quá lớn. Việc này cũng khó trách Cố Vĩnh Bân, lúc đầu chỉ là chương trình ấn tượng Ninh Lăng, sau đó là chương trình sơn thủy thực cảnh khổng lồ. Trước đó thông qua đủ loại con đường để kêu gọi tài chính. Nhưng khi lễ hội văn hóa dân tộc các khu vực Trung Tây được quyết định tổ chức ở Ninh Lăng thì nó đã hoàn toàn không mang tính chất thương mại nữa. Nó khiến Ninh Lăng phải chỉnh trang diện mạo các quận, huyện, chỉnh trang các điểm danh lam thắng cảnh. Các tiết mục hoạt động văn hóa cũng phải chuẩn bị diễn tập, cái gì cũng cần tiền. Cố Vĩnh Bân nói chỉ nhìn việc không ngừng phải ký tên, tiền không ngừng chảy ra ngoài chứ không biết hiệu quả đến mức như thế nào. Chẳng qua Trung Dược Quân lại thấy lễ hội văn hóa này sẽ khiến danh tiếng của Ninh Lăng nâng lên rất cao. Chỉ riêng việc vừa có tin lễ hội văn hóa được truyền ra đã khiến cho ngành du lịch của thị xã liên tục ấm lên. Số lượng du khách từ Tết đến giờ ở các quận, huyện du lịch như Tây Giang, Thổ Thành, Hoa Lâm, Vân Lĩnh tăng mạnh. Du khách nước ngoài cũng không hề nhỏ.
khu ẩm thực của quận Tây Giang cũng nhanh chóng được thành hình. Các nhà hàng dân tộc Miêu, Giao, Thổ, Hồi, Bạch, Đồng đều được đưa vào khu ẩm thực, quy mô được nâng cao lên nhiều. Mà các điểm bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng hình thành một thị trường tiêu thụ hấp dẫn nhiều du khách. Nói tóm lại, lễ hội văn hóa này vừa mang tới áp lực lớn cho Ninh Lăng, vừa khiến người ta hưng phấn, chỉ là lúc này do Trung Dược Quân hoàn toàn gánh vác trọng trách là không đúng lúc. Triệu Quốc Đống trong điện thoại còn trấn an y. Trung Dược Quân nghe xong không khỏi thầm than, nói là Triệu Quốc Đống đi học đúng là biết cách chọn thời điểm mà vứt hết công việc cho mình. Đúng như Trung Dược Quân đoán, Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ nên có hành động như thế nào. Nghe Trúc Văn Khôi báo cáo về thái độ của Quách Xuyên, hắn cũng cho rằng mình vốn quá lạc quan. Tần Hạo Nghiên sẽ không dễ dàng bị tác động vì chút lợi ích của Quách Xuyên. Điểm này hắn sớm chuẩn bị tư tưởng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần Nhâm Vi Phong sách động một chút, thêm cả Khang Nhân Lương cùng Tào Ninh phối hợp, nếu như Tần Hạo Nghiên im lặng thì việc thông qua trên hội nghị thường trực ủy ban là thành công. Nhưng bây giờ xem ra Tần Hạo Nghiên vẫn còn thiếu sự quyết đoán. Y chưa chắc đã dám để cho đám người Nhâm Vi Phong biểu diễn trên hội nghị thường trực ủy ban. Bây giờ muốn phá khúc mắc của Tần Hạo Nghiên thì còn cần một tín hiệu quan trọng đến từ bên trên, nhưng còn phải đúng thời gian. Triệu Quốc Đống vốn muốn viết một vài bài báo, thông qua vài con đường đưa ra. Nhưng bây giờ hắn thấy phương pháp này quá trẻ con, dù có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định nhưng đối với nhân vật trầm ổn như Tần Hạo Nghiên thì tuyệt đối sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Đối phó người như Tần Hạo Nghiên cần phải có tín hiệu rõ ràng. Vấn đề nằm ở việc tìm tín hiệu đó từ đâu, do ai phát ra tín hiệu. Triệu Quốc Đống suy nghĩ, ở Trung ương hắn cũng không có quan hệ gì cứng cả, muốn vận dụng mấy quan hệ xa xa kia thì còn cần phí tâm tư. Lục Kiến Bang, làm thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, y có ấn tượng tốt đối với mình. Nhưng đó chỉ là ấn tượng mà thôi, còn liên quan tới chuyện cụ thể cũng không dễ nói. Hơn nữa vị trí của Lục Kiến Bang lại là ủy viên trưởng, mọi cử động đều dễ bị bên ngoài chú ý và phán đoán. Nhất là bây giờ khi Quốc vụ viện đã rõ ràng lên kế hoạch khống chế kinh tế, Lục Kiến Bang sẽ không thể tỏ thái độ gì. Tình huống, Triệu Quốc Đống suy nghĩ về người này. Tô Giác Hoa là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng phụ trách quản lý công nghiệp giao thông cùng xây dựng, từng làm chủ tịch tỉnh An Nguyên. Hơn nữa năm ngoái Ninh Lăng phát triển cực nhanh nên mặc dù chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng Triệu Quốc Đống tin thông qua mấy nhân tố thì Tô Giác Hoa cũng có chút ấn tượng về mình. Làm Phó Thủ tướng phụ trách công việc này, y có quyền lên tiếng lớn. Nếu y có thể cho phép một hạng mục cụ thể thì hạng mục đó dễ dàng được thông qua. Đây là người thích hợp nhất. Quyển 15, chương 314. Chủ yếu là làm như thế nào để Tô Giác Hoa chú ý tới, có thể làm cho hắn có cơ hội giải thích về Ninh Lăng với Tô Giác Hoa. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không tìm được con đường thích hợp để giải quyết vấn đề này. Nó giống như ở tỉnh vậy, nếu lãnh đạo Quốc vụ viện không lên tiếng thì dù tỉnh An Nguyên có trình hạng mục sân bay Ninh Lăng lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng sẽ bị để đó năm, năm rưỡi cũng là bình thường. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ nên thông qua quan hệ gì để đả thông việc này. Tô Giác Hoa là lãnh đạo tinh anh, có kinh nghiệm chính trị và kinh nghiệm công tác phong phú. Lối suy nghĩ độc đáo, mới mẻ của Tô Giác Hoa phù hợp với sự cải cách của nền kinh tế thị trường. Tong nhưng năm 80 y nhanh chóng từ tầng lớp lãnh đạo xí nghiệp đi ra, trở thành ngôi sao ở địa phương, sau đó vào cơ quan nhà nước và được đề bạt. Y từng làm việc ở tỉnh Xuyên, Lỗ và cấp bộ trung ương, cuối cùng đến tỉnh An Nguyên làm chủ tịch tỉnh và sang Thượng Hải để làm lãnh đạo trung ương. Vị lãnh đạo xuất thân bình thường này không có qua lại nhiều với các gia tộc chính trị, cách mạng. Trụ cột chính trị của y không ở nhóm này, vì thế muốn thông qua Lưu gia để liên lạc thì có chút khó khăn. Liễu Đạo Nguyên là người duy nhất mà Triệu Quốc Đống quen có quan hệ khá mật thiết với Tô Giác Hoa. Nhưng đây chỉ là do Triệu Quốc Đống tự nhận định, còn thật sự hai người kia có quan hệ đến mức nào thì hắn không biết. Triệu Quốc Đống cũng đã suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Liễu Đạo Nguyên để nhờ y giúp mình không. Nhưng hắn nghĩ mãi lại thấy không thích hợp, chuyện này mà nhờ Liễu Đạo Nguyên giúp thì hơi quá, hơn nữa không chừng khiến đối phương có ấn tượng không tốt về hắn. Sao thế, cậu hình như có tâm sự. Tôn Hiểu Xuyên cầm một tập tài liệu đi tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống và nói. Ừ, vẫn là chuyện mấy hạng mục kia, trong tỉnh vẫn chưa thông qua, tôi thấy chắc tỉnh muốn xem ý của Trung ương rồi mới quyết định. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Nếu chờ chính sách của Trung ương thì không có hy vọng rồi. Trung ương sẽ càng lúc càng đưa ra các chính sách khống chế nghiêm ngặt hơn. Hy vọng chính sách Trung ương thay đổi đó là nằm mơ.
theo tôi thấy Ninh Lăng có tình hình cụ thể của Ninh Lăng, tỉnh cần phải cân nhắc tình hình cụ thể đó mới đúng. Tôn Hiểu Xuyên lắc đầu nói. Việc này cũng khó nói, Trung ương đưa phương hướng như vậy thì sợ là lãnh đạo không dám chống đối. Không chừng lại bị chụp mũ không biết đại cuộc chính trị, cái mũ như vậy ai chịu nổi chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Không thể vơ đũa cả nắm được, khống chế cũng không phải sẽ không phát triển, đó là việc làm có tính chọn lựa. Mấy ngành tăng giá trị xuất khẩu, các ngành có giá trị cao chẳng lẽ cũng khống chế không cho nó phát triển ư? Tôi thấy không phải, chỉ là do các nơi hiểu chính sách khác nhau mà thôi. Tôn Hiểu Xuyên nói làm Triệu Quốc Đống có thay đổi đôi chút về cách đánh giá đối phương. Xem ra quan điểm của Tôn Hiểu Xuyên này có điểm giống mình. Ừ, tôi cũng vẫn đang suy nghĩ phạm vi khống chế của chính sách vĩ mô mà Trung ương đưa ra. Có vài nơi và vài ngành sản xuất tăng trưởng quá nóng đúng là cần điều chỉnh. Đào thải ngành lạc hậu là có thể, cổ vũ các ngành công nghệ cao cũng là cần thiết. Hơn nữa tôi cũng hiểu chính sách khống chế của Trung ương là có tính chỉ đạo, tôi lo rằng nó sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với các công ty tư nhân. Bây giờ các quan chức địa phương có lẽ sản xuất dễ dàng nhằm vào mảng kinh tế tư nhân vì thực ra trong lòng vẫn có tính bài xích cao. Nếu để bọn họ vin vào chính sách của Trung ương thì rất có thể chuyển cơn gió lốc này sang đầu các công ty tư nhân. Ồ, anh lo việc này ư? Tôn Hiểu Xuyên có chút bất ngờ, y không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói tới chủ đề này. Không đến mức như vậy chứ, nhưng thực tế mà nói mấy ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp hầu hết đều là các công ty tư nhân, điểm này không thể phủ nhận. Tôi thừa nhận điểm này, nhưng tôi muốn nói chính là trong hoàn cảnh phức tạp thì đảng ủy, chính quyền địa phương có phải dốc sức tạo hoàn cảnh phức tạp giống nhau cho các công ty nhà nước, công ty nước ngoài và công ty tư nhân không? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Ngoài một số đô thị ở khu vực Duyên Hải làm được như vậy, tôi cảm thấy hầu hết các địa phương vẫn tồn tại sự phân biệt đối xử. Các công ty liên doanh với nước ngoài đều có thể hưởng thụ giảm thuế thu nhập, ưu đãi về việc vay tài chính. Công ty nhà nước mặc dù không bằng các công ty liên doanh kia nhưng làm con trai trưởng nên khi vay vốn cũng được chính quyền địa phương ủng hộ. Chỉ có công ty tư nhân là bị gạt sang bên, chẳng những không có chính sách ưu đãi mà còn bị chèn ép, không gian sống khó khăn. Bọn họ thường nỗ lực hơn nhiều so với các công ty liên doanh, công ty nhà nước. Quốc Đống, cậu nói hơi lệch thì phải, công ty nhà nước cũng không khá hơn là mấy. Cậu không nên cho rằng cứ công ty nhà nước là không phải lo gì cả. Chính xác mà nói với các công ty mang tính lũng đoạn thì mới có ưu thế. Tôn Hiểu Xuyên nghe ra ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống nên cười cười chỉ vào đối phương. Nhưng đây cũng không phải là lý do không khống chế các công ty tư nhân kém hiệu quả chứ. Ha ha, chột dạ phải không? Ngành hàng không các anh hiện nay vẫn do các công ty nhà nước lũng đoạn. Mặc dù quốc gia đã đưa ra chính sách khuyến khích các công ty tư nhân tiến vào, nhưng tôi dám đánh cuộc dù cho các công ty tư nhân tiến vào thì ba tập đoàn lớn trong làm việc hàng không của Trung Quốc vẫn chiếm thị phần lớn nhất. Việc cổ vũ công ty tư nhân tiến vào ngành hàng không chỉ là lừa người mà thôi. Triệu Quốc Đống nhìn Tôn Hiểu Xuyên, quy định về đầu tư tư nhân vào ngành hàng không có lẽ sẽ được ban hành trong năm nay. Đến lúc đó nhất định có không ít người muốn thử sức nhưng cũng sẽ có không ít người gặp khổ đau. Tôn Hiểu Xuyên nghe xong không khỏi có chút xấu hổ. Tôn Hiểu Xuyên cũng là một trong những người tham gia vào việc nghiên cứu, biên soạn quy định kia. Đối với quy định này có nhiều tranh luận cho rằng ba tập đoàn hàng không lớn của Trung Quốc trên thực tế chiếm địa vị lũng đoạn, nó bất lợi cho sự cạnh tranh của ngành hàng không. Triệu Quốc Đống và Tôn Hiểu Xuyên nói chuyện khiến không ít người trong lớp tò mò. Một bí thư thị ủy, một phó tổng giám đốc tập đoàn khổng lồ thì nói chuyện đương nhiên làm người ta chú ý. Quốc Đống, chúng ta đừng đi xa như vậy, quay lại vấn đề của công ty tư nhân đi. Tôn Hiểu Xuyên cười nói. Công ty tư nhân phát triển thì cần có hoàn cảnh thuận lợi. Theo tôi thấy chính sách ủng hộ công ty tư nhân không thể thua các công ty liên doanh. Tôi từng nghe qua vài cách nói là đầu tư nước ngoài và các công ty liên doanh được hưởng chính sách quá lớn. Thậm chí còn có vẻ như bọn họ là vua vậy, đáp ứng mọi yêu cầu của bọn họ. Cách nói này tuy hơi quá vì trước đây quốc gia vừa cải cách, cần có tài chính và kỹ thuật của người nước ngoài. Nhưng bây giờ cải cách đã được hơn 20 năm, tình hình trong nước đã thay đổi rất lớn. Chúng ta đương nhiên vẫn chào đón các công ty nước ngoài đến đầu tư, nhưng chào đón cũng có mức độ. Còn công ty tư nhân bị hạn chế rất nhiều, bị kẹp trong hoàn cảnh khó khăn mà không ai quan tâm. Vài công ty tư nhân không thể không cố gắng lấy được một vị trí trong Đại hội đại biểu nhân dân hoặc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân để dùng chính trị bảo vệ chính mình. Bọn họ luôn cảm thấy mình bị áp chế, ép thấy không an toàn.
bọn họ không thể không dùng mọi biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Mà như vậy lại khiến cho các quan chức địa phương nhân cơ hội tham ô. Tôi nghĩ nếu cung cấp hoàn cảnh ngang hàng cho các công ty tư nhân như công ty nhà nước và công ty liên doanh thì có phải là càng tỏ rõ chế độ xây dựng pháp luật dân chủ, công bằng, công khai của Trung Quốc chúng ta không? Mấy người xung quanh nghe thấy đều vỗ tay khen hay. Triệu Quốc Đống, tôi cảm thấy sao cậu không viết một bài chứ? Lần học tập này cũng cổ vũ các học viên viết bài thảo luận, bao gồm cả phát triển kinh tế và chính trị, không giới hạn ở phương diện nào cả. Cậu có thể viết ra để mọi người cùng tham khảo. Triệu Quốc Đống cũng không chú ý tới giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp. Thấy đối phương nói như thế, hắn cảm thấy đối phương như muốn chế nhạo mình. Có gì không thể chứ? Cô Triệu, tôi sẽ theo ý cô để viết một bài vậy. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Quyển 15, chương 35. Anh nói là hạng mục sân bay Đông Trại Ninh Lăng. Khấu Linh hút một hơi nước trà chanh và nhìn Triệu Quốc Đống. Bây giờ sợ không dễ, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Thương mại bên em đều yêu cầu chỉnh đốn thị trường toàn quốc. Em nghe mấy đồng nghiệp bên Cục Sản nghiệp và Cục Trật tự Thị trường nói lần này quốc gia đã hạ quyết tâm dùng chính sách và pháp luật đóng cửa các công ty không phù hợp với phương hướng của quốc gia, kiên quyết áp chế hiện tượng kinh tế tăng trưởng quá nóng. Chẳng lẽ thêm cả hạng mục sân bay Đông Trại Ninh Lăng bọn anh cũng nằm trong phạm vi đó sao? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực nói. Khấu Linh nở nụ cười. Ở bên Triệu Quốc Đống luôn làm cô vui vẻ, mà Triệu Quốc Đống trước mặt cô cũng buông lỏng, nói chuyện có vẻ như trẻ con vậy. Quốc Đống, anh đã làm bí thư thị ủy rồi mà còn nói như vậy sao? Không sợ giảm thân phận ư? Khấu Linh hé đôi môi, màu son hình mật làm cho môi cô thêm rực rỡ. Cô không chú ý đến ánh mắt tham lam Triệu Quốc Đống đang nhìn mình, cô chỉ cười hì hì nhìn hắn. Nếu bỏ lỗ hổng cho Ninh Lăng thì các nơi khác sẽ như thế nào? Sân bay cũng không nằm trong phạm vi khống chế mà. Triệu Quốc Đống giải thích. Đúng là không rõ ràng xếp vào, cũng không có nghĩa không xếp vào. Việc xây dựng sân bay cũng không bị cấm, nhưng đó còn tùy theo cách nghĩ của từng nơi. Khấu Linh càng lúc càng buồn cười, xem ra hắn đúng là sốt ruột thật rồi. Nhưng theo em hiểu thì hiện nay có lỗ hổng là rất nhỏ. Ít nhất Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia không thể vì ai mà mở miệng được, trừ khi là có chỉ thị rõ ràng của lãnh đạo. Ừ, bây giờ anh hy vọng vị lãnh đạo ấy có chỉ thị rõ ràng. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ý của anh là anh muốn xin vị lãnh đạo kia đưa cho Thanh Thượng Phương bảo kiếm. Khấu Linh có chút tò mò nói. Ai thế? Phó Thủ tướng tình huống. Triệu Quốc Đống cũng không giấu gì Khấu Linh. Tìm Phó Thủ tướng Tô cũng hợp lý, nhưng có đường không anh? Khấu Linh suy nghĩ một chút rồi nói. Phải nắm chắc thời gian mới được ạ. Bây giờ anh không phải đang nghĩ xem làm như thế nào để được Phó Thủ tướng Tô cho gặp và hiểu cho Ninh Lăng đây. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực giã đầu. Em nhớ Phó Thủ tướng Tô cũng từ tỉnh An Nguyên, đã làm chủ tịch tỉnh một thời gian khá dài. Khấu Linh nói. Ừ, từ năm 91 đến 95, khi ấy anh vẫn còn ở Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Thoáng cái đã 10 năm trôi qua, thời gian như thoi đưa. Ý của anh là anh chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với Phó Thủ tướng Tô. Khấu Linh hiểu ý của Triệu Quốc Đống. Cũng chưa từng được Phó Thủ tướng Tô có chút ấn tượng nào sao? Không hoàn toàn như vậy, lúc anh làm việc ở phòng cao tốc sở giao thông đã có hành vi khá cuồng vọng, tự chủ trương mời nhà đầu tư nước ngoài đến khách sạn thị trường xây dựng đường cao tốc tỉnh, muốn thực hiện phương thức BOT khiến cho tỉnh chấn động. Lúc ấy Phó Thủ tướng Tô là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh chắc có chút ấn tượng với anh. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói. Vì thế xúc tiến thành công việc BOT cao tốc An Quế cùng cao tốc An Du. Khấu Linh cười hì hì nói. Ừ, chắc có một phần công lao của anh chứ. Mặc dù cách làm liều lĩnh của anh bị phê bình nhưng nếu dùng kết quả mà nói chuyện thì anh cũng được khen ngợi mà. Triệu Quốc Đống nói. Vậy anh cảm thấy Phó Thủ tướng Tô sau hơn 10 năm có còn nhớ gì tới anh không? Khấu Linh chống tay lên mặt bàn, khuôn mặt trắng hồng lộ rõ nét tươi trẻ, lộ ra vẻ quyến rũ của cô để hấp dẫn đối phương. Anh không biết, không xác định, có lẽ là còn có chút ấn tượng gì đó. Triệu Quốc Đống đang đợi Khấu Linh nói tiếp. Nếu Phó Thủ tướng Tô còn có chút ấn tượng thì có lẽ năm ngoái Ninh Lăng phát triển mạnh cũng khiến Phó Thủ tướng Tô nhớ đến anh. Khấu Linh động động mũi giống như ngửi mùi không khí. Anh sao thế? Sao thất thần vậy? Khấu Linh thấy Triệu Quốc Đống có vẻ không chú tâm vào câu nói vừa rồi của mình nên gắt giọng hỏi. Ừ,
nhìn vẻ mặt của em làm anh nhớ lại 16 năm trước, hình như em cũng là như thế này nên hấp dẫn ánh mắt của anh thì phải. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Lúc ấy đám học sinh nam đều rất muốn nói chuyện một hai câu với em và Mễ Á. Nhưng đó chỉ là hy vọng xa vời với kẻ có thành tích học tập bình thường, chỉ có thể lén ngồi nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy tên học giỏi nói chuyện vui vẻ với em. Ừ, sau đó là thở vắn than dài hả? Khấu Linh nở nụ cười. Cô rất thích người khác coi mình là nữ hoàng, dù đó là chuyện rất lâu trước đây. Không, chỉ là lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau mà thôi, chuẩn bị nghĩ cách trả thù, tốt nhất là cho đám kia ngã trên sân bóng, bẩn hết mình mẩy. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Bảo sao mỗi lần tiết thể dục là mấy người bọn anh lại như liều mạng với nhau vậy, khiến mấy tên Tiêu Chí Viễn, Lý Hòa Sinh đều không dám chơi với bọn anh. Khấu Linh lúc này mới hiểu mình và Mễ Á ở thời đại đó quyến rũ đến như thế nào. Có thể làm cho các nam sinh si mê như vậy đúng là có chút buồn cười. Các nữ sinh chẳng lẽ không chú ý thấy nếu em và Mễ Á không tới xem đá bóng thì bọn anh có đấu với nhau cũng có tác dụng gì? Triệu Quốc Đống nói. Khấu Linh khẽ cười một tiếng. Cô và Mễ Á trong mắt các nam sinh không chỉ giới hạn ở lớp học, mà còn cả ở trường. Vì thế có không ít giáo viên đều nói không nên coi cô và Mễ Á thuộc một lớp nào đó. Cuộc sống ngày xưa đã trôi đi không trở lại nữa. Chúng ta chỉ có thể nắm bắt hiện tại, hưởng thụ cuộc sống hiện tại mà thôi. Khấu Linh nói. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa trong câu nói của Khấu Linh. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, có lẽ đan xen với người khác chỉ là trùng hợp, nhưng hầu hết các lúc là chia rẽ, chỉ một số ít người có quỹ đạo sống trùng nhau, đó chính là duyên phận. Quốc Đống, sao anh không nghĩ đến việc trực tiếp báo cáo với Phó Thủ tướng Tô? Em cảm thấy anh có điều kiện này. Thứ nhất anh từng làm cấp dưới của Phó Thủ tướng Tô, thứ hai năm ngoái Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước. Thứ ba là tình hình đặc thù của Ninh Lăng, trong 7 công ty lớn nhất lĩnh vực năng lượng mới thì Ninh Lăng chiếm 5. Ngành đa tinh thể silicon chiếm tỷ lệ trên 80% trong lĩnh vực năng lượng mới, đủ để thấy thị trường trong nước và thế giới chịu ảnh hưởng lớn như thế nào đến giá cả của đa tinh thể silicon. Em cảm thấy anh có tư cách gặp mặt nói chuyện với Phó Thủ tướng Tô. Khấu Linh điều chỉnh tâm trạng của mình, một lần nữa quay lại đề tài. Có tư cách này, em thấy vậy sao? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Không thử sao anh biết, xin gặp cũng không có gì là không được mà. Em nghĩ anh thông qua con đường của mình liên lạc chắc không có vấn đề gì. Triệu Quốc Đống đương nhiên tìm được con đường liên lạc với Tô Giác Hoa. Về phần Tô Giác Hoa có gặp hắn hay không thì khó nói. Nhưng đúng như lời Khấu Linh nói. Anh không dám thử thì sao biết có thể hay không? Ừ, anh suy nghĩ một chút xem đã. Có lẽ em nói đúng, cứ đi gặp Phó Thủ tướng Tô phản ánh tình hình, có gì phải sợ. Triệu Quốc Đống cười nói. Khấu Linh, chiều mai em có bận không? Chiều, sao, muốn em đi cùng anh? Khấu Linh vui vẻ nói. Ha ha, anh ở Bắc Kinh cũng không có mấy thời gian đi đây đó, đợt này lên ngày nghỉ cũng rảnh, thời tiết cũng đẹp nên ra ngoài đi chơi một chút mà. Được không? Ừ, đi đâu vậy anh? Di Hòa Viên ư, hay là nội thành hoặc ngoại ô? Khấu Linh nói. Khấu Linh nói tới Di Hòa Viên làm Triệu Quốc Đống giật mình, ở đó ngay cạnh trường đảng, không phải hại chết hắn sao? Nhìn Khấu Linh đang cười hì hì, hắn biết cô trêu mình nên cũng cười ha hả nói. Ra ngoại ô đi. Quyển 15, chương 36. Chú muốn gặp Phó Thủ tướng Tô. Liễu Đạo Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói. Chỉ vì hạng mục sân bay Ninh Lăng. Đó chỉ là một phương diện. Ngoài ra em cũng có một suy nghĩ là muốn tìm lãnh đạo thổ lộ một chút, nói về mấy điều cơ sở đang gặp phải. Có lẽ lãnh đạo sẽ thấy em cuồng vọng, làm càn hoặc không biết trời cao đất rộng. Lý Sương Bình làm bí thư đảng ủy xã còn có thể nói hết tâm sự với thủ tướng. Em nghĩ mình là một bí thư thị ủy phản ánh tình hình thực tế với phó thủ tướng Tô cũng không quá đáng mà. Triệu Quốc Đống nói. Chú đó, chú muốn nổi tiếng như tên kia sao? Có thể so sánh với nhau sao? Liễu Đạo Nguyên bên kia gắt lên. Như vậy đi, nếu chú thật sự cảm thấy cần thiết thì anh có thể liên lạc giúp. Sau đó chú liên lạc với thư ký của Phó Thủ tướng Tô, xem lúc nào Phó Thủ tướng Tô rảnh. Vậy cảm ơn Liễu ca. Đúng rồi Liễu ca, thị trưởng chú cũng đi học đợt này, có phải sắp lên chức không? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Chu Đạo Thành là người quen duy nhất ở tỉnh khác trong đợt học này mà Triệu Quốc Đống gặp. Bình thường đều là bí thư thị ủy đi học nhưng Chu Đạo Thành là thị trưởng thành phố Kiềm Dương lại được cử đi học.
Kiềm Dương là tỉnh thành, tuy không phải thành phố cấp phó tỉnh nhưng bí thư thị ủy Kiềm Dương bình thường đều là thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng đi học cũng hợp lý. Đừng nói linh tinh, đừng tưởng rằng đi học là có nghĩa sẽ lên chức. Lão Chu vài năm rồi không có cơ hội vào trường đảng học, làm việc ở cơ sở một thời gian dài, bây giờ coi như có cơ hội tăng thêm kiến thức. Y cùng lớp với chú sao? Liễu Đạo Nguyên lại quát. Ha ha, em chỉ hỏi một chút thôi mà. Thị trưởng Chu ở lớp 3, em lớp 2, chẳng qua cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Thị trưởng Chu học rất chăm, em thấy y lúc nào cũng cầm một tập tài liệu. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, vậy hai người có thể lợi dụng thời gian 3 tháng này mà trao đổi kinh nghiệm. Kiềm Dương phát triển cũng được nhưng vẫn còn chênh lệch so với Ninh Lăng. Chẳng qua lão Chu cũng có nhiều ý tưởng hay trong phát triển sản nghiệp sinh thái, đáng để chú tham khảo. Liễu Đạo Nguyên nói chuyện như dặn một người em. Quốc Đống, năm ngoái Ninh Lăng phát triển đứng đầu cả nước, đó là việc tốt. Nhưng chú là bí thư thị ủy thì cần phải cân nhắc sâu rộng hơn. Làm như thế nào tăng sức cạnh tranh của đô thị, tăng sự hài lòng của dân chúng, đó là đề tài cần phải nghiên cứu. Mà Ninh Lăng bây giờ tổ chức lễ hội văn hóa chính là một cơ hội mở đầu. Cảm ơn Liễu ca nhắc nhở, em sẽ ghi nhớ. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Liễu ca, em cũng hoan nghênh anh đến tham gia lễ hội văn hóa này. Ha ha, anh cũng đã nhận được thư mời của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên. Anh không đi được nhưng sẽ cử người tới. Liễu Đạo Nguyên cười nói. Nói về văn hóa dân tộc thì bên Kiềm Dương không thua gì Ninh Lăng, nhưng cán bộ bên anh lại không nắm bắt cơ hội này. Khấu Linh ở ngay bên cạnh Triệu Quốc Đống. Cô nghe được Triệu Quốc Đống nói chuyện với vị lãnh đạo nào đó. Lãnh đạo mà Triệu Quốc Đống nói chuyện cung kính như vậy thì cô cũng đoán được cấp bậc của đối phương. Được rồi sao anh? Đến khi Triệu Quốc Đống gọi xong, Khấu Linh mới nhẹ nhàng nói. Có được hay không cũng chưa rõ, nhưng có thể liên lạc. Đây mới là bước đi đầu tiên, làm như thế nào được lãnh đạo tán thành mới là quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống có chút nặng nề nói. Triệu Quốc Đống có thể nghe ra Liễu Đạo Nguyên có vẻ không đồng tình với cách làm của hắn. Theo tính của Liễu Đạo Nguyên thì y cũng không muốn làm trung gian cho Triệu Quốc Đống. Đây không vì gì khác mà là y lo sẽ khiến Tô Giác Hoa có ấn tượng không tốt, ảnh hưởng đến tiền đồ của chính Triệu Quốc Đống. Nhưng hắn đâu có lựa chọn nào khác, con đường phát triển của Ninh Lăng không thể bị gián đoạn. Triệu Quốc Đống hy vọng trong thời gian mình làm bí thư thị ủy Ninh Lăng sẽ tạo một con đường phát triển liên tục cho Ninh Lăng. Mà muốn làm như vậy trong gian đoạn này cần phải tạo đủ trụ cột. Hắn không biết mình còn có thể ở lại Ninh Lăng bao lâu, có thể là một năm, hai năm hay hơn nữa. Triệu Quốc Đống đặt thời gian cho mình nhiều nhất là 3 năm, hắn có thể khiến Ninh Lăng thành công bay lên, đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai. Trong mắt người khác chờ 1 năm cũng không sao, nhưng Triệu Quốc Đống lại biết Ninh Lăng không chờ nổi. Chờ đối với các nơi khác thì không sao, nhưng nó là rất quan trọng đối với Ninh Lăng. Ninh Lăng đi sau, đồng thời tạo được ưu thế vào lúc này bằng cách xây dựng cơ sở vật chất mới khiến nó có sức hấp dẫn. Hơn nữa kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy trong thời gian ngắn cũng tạo thành áp lực lớn đối với việc xây dựng cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất không đầy đủ sẽ là chướng ngại cho sự phát triển. Nhiều công ty từ ngoài tiến vào Ninh Lăng sẽ đã tạo thành áp lực lớn đối với Ninh Lăng. Nhiều dân cư từ ngoài vào cũng cần có nơi ở, nơi vui chơi giải trí. Lần này nếu Phó Thủ tướng Tô đồng ý gặp mình nên nói gì? Nói về tình hình thực tế của Ninh Lăng và đưa ra thỉnh cầu, hay kết hợp tình hình kinh tế toàn quốc mà nói ra suy nghĩ của mình? Triệu Quốc Đống có chút do dự, Tô Giác Hoa khác Lục Kiến Bang. Trước đây hắn dám nói quan điểm của mình với Lục Kiến Bang đó là vì hắn thông qua Thái Chánh Dương mà làm Lục Kiến Bang có chút ấn tượng, nhiều quan điểm cũng nằm trong phạm vi mà Lục Kiến Bang tiếp nhận. Hắn chẳng qua chỉ là làm sáng tỏ lên một chút mà thôi. Nhưng Tô Giác Hoa thì khác, y không hiểu sâu về mình, nhiều ấn tượng chỉ là bề ngoài, nói quá nhiều sẽ tạo thành ấn tượng không tốt. Vậy anh định nói chuyện như thế nào với Phó Thủ tướng Tô? Khấu Linh cũng có chút lo lắng cho Triệu Quốc Đống. Anh chưa nghĩ ra, có nhiều điều muốn nói nhưng cái gì nên nói, cái gì không cũng là vấn đề. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Với lãnh đạo trung ương như Phó Thủ tướng Tô, người bình thường hiếm có cơ hội nói ra quan điểm, suy nghĩ của mình trực tiếp với y. Dù Triệu Quốc Đống là một nhân tài nhưng đâu đáng để Tô Giác Hoa chú ý. Y đã gặp vô số tinh anh, chuyên gia, đâu đến lượt Triệu Quốc Đống ra vẻ gì với y. Có lẽ cơ sở duy nhất của Triệu Quốc Đống là năm trước Ninh Lăng phát triển quá nhanh. Vậy anh định làm như thế nào? Khấu Linh ôm chặt eo Triệu Quốc Đống, làm cho mình cuốn lấy hắn.
không có gì cả, đi rồi sẽ có đường mà. Phó Thủ tướng cũng không phải người không có lý lẽ, anh nghĩ phản ánh tình hình thực tế cũng không mang lại tai họa gì. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Nếu là người khác nhất định cho rằng anh mưu cầu gì đó cho mình. Ôi, thời này muốn làm việc cũng khó khăn. Ừ, em tin anh có thể thực hiện suy nghĩ của mình. Có lẽ muốn cổ vũ người mình yêu tiếp tục cố gắng trong chính trị, Khấu Linh nở nụ cười thật tươi. Chiếc áo ngủ bằng gấm trượt xuống, nửa bộ ngực bên trên lộ ra, điểm đỏ hồng ẩn hiện bên dưới rất quyến rũ. Triệu Quốc Đống không khỏi nóng lên, tiện tay sờ sờ vào đó. Khấu Linh thấy mình bị hở liền khẽ kêu lên rồi chui vào trong chăn. Lịch ở trường đảng rất chặt nhưng không thiếu niềm vui, các buổi trao đổi tiến hành khá nhiều. Quyển sách Triệu Quốc Đống mua đọc được không có mấy, mỗi lần hắn chỉ có thể đọc nửa tiếng trước khi đi ngủ, nhưng lúc ấy thường là có nhiều điện thoại nhất. Chỉ riêng điện thoại tới từ Ninh Lăng đã chiếm gần hết nửa tiếng này. Thị xã luôn có các việc quan trọng cần báo cáo với hắn. Triệu Quốc Đống chỉ nghe chứ tuyệt đối không tỏ thái độ gì. Nếu hắn đã giao cho Trung Dược Quân toàn quyền phụ trách công việc thì hắn nên nhảy ra hết. Ví dụ như việc Phó Bí thư Tỉnh ủy Miêu Trấn Trung cùng Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Hắc Mộng Hiệp đến Tây Giang cùng Thổ Thành kiểm tra tình hình chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, như Phó Chủ tịch tỉnh Tào Ninh đến khu khai phát Ninh Lăng kiểm tra việc vận hành của trung tâm xử lý nước thải, như Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Lộc đến Hoa Lâm, Thương Hóa khảo sát ngành chăn nuôi gia súc cùng lâm nghiệp ảnh hưởng như thế nào đối với việc tăng thu nhập của nông dân. Chỉ chưa đầy một tháng khi hắn tới Ninh Lăng mà các vị lãnh đạo xem ra rất có hứng thú tới Ninh Lăng. Quyển 15, chương 37. Triệu Quốc Đống cũng không phản cảm việc lãnh đạo tỉnh thường xuyên đến Ninh Lăng kiểm tra công việc, ngược lại hắn còn hoan nghênh. Chẳng qua tính cách của hắn thì các vị trong tỉnh cũng biết, vì thế lãnh đạo tỉnh ít đến Ninh Lăng thị sát công việc. Ví dụ như số lần Tề Hoa, Tào Ninh, Trần Anh Lộc đến Ninh Lăng là rất ít. Theo Triệu Quốc Đống nhớ thì mình làm bí thư thị ủy Ninh Lăng hơn năm mà ba vị phó chủ tịch tỉnh này đến Ninh Lăng chỉ đến trên đầu ngón tay. Mà đến tương đối nhiều lại là phó chủ tịch thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong, trưởng ban tổ chức cán bộ Hàn Độ cùng với trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Dương Kính Quang. Sau khi hắn lên Bắc Kinh học, tần suất các vị lãnh đạo tới Ninh Lăng đã tăng lên. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, hình như mình ở Ninh Lăng thì bọn họ không muốn tới nên chọn lúc mình đi thì mới tới. Trung Dược Quân thi thoảng cũng muốn gọi điện báo cáo công việc gần đây, trong đó có cả việc hỏi về tiến triển của sân bay. Triệu Quốc Đống chỉ có thể hàm hồ nói có chút tiến triển, rất nhanh thấy hiệu quả. Nhưng kết quả đến mức như thế nào thì có trời biết. Nếu như hắn thất bại trong việc thuyết phục Tô Giác Hoa, Triệu Quốc Đống không biết mình nên làm như thế nào nữa. Chẳng lẽ mình còn phải đi gặp Lục Kiến Bang nữa sao? Chuyện trong trường, ngoài trường đan xen nhau, mặc dù phong phú nhưng vẫn làm Triệu Quốc Đống thấy có chút áp lực. Hắn biết hạng mục sân bay không phải thoáng cái là xác định xong, bây giờ hắn chỉ biết ngồi chờ Liễu Đạo Nguyên gọi tới. Ba ngày sau Liễu Đạo Nguyên gọi tới, y cũng không nói nhiều mà cho Triệu Quốc Đống một số điện thoại, sau đó nhắc hắn chú ý chừng mực. Triệu Quốc Đống biết ý của Liễu Đạo Nguyên, có đôi noi nói thật lòng cũng cần có thời cơ. Lãnh đạo không phải là không biết gì cả, nhưng làm như thế nào để lãnh đạo vừa biết rõ điều anh cần trình bày, lại không khiến lãnh đạo phản cảm cũng cần phải suy nghĩ. Ngô Nguyên Tể thấy Triệu Quốc Đống như đang chuẩn bị gì đó, mọi người vốn hẹn chiều đi nghe lịch sử đảng mà Triệu Quốc Đống cũng xin phép được nghỉ. Triệu Quốc Đống rất có hứng thú với các tiết lịch sử đảng, hắn tự nhận mình yếu ở mảng này nên cần học bù. Hắn còn chủ động hẹn Ngô Nguyên Tể để đi nghe, không ngờ hắn đột nhiên lại nghỉ tiết. Điều này làm Ngô Nguyên Tể có chút tò mò không biết Triệu Quốc Đống làm chuyện quan trọng gì. Sau một thời gian tiếp xúc, Ngô Nguyên Tể thấy Triệu Quốc Đống là người dễ gần, nói chuyện thẳng thắn. Khi nói chuyện với mình về nguyên nhân phát triển của Ninh Lăng cũng nói khá chi tiết, không giống một số người còn ra vẻ giấu giếm hoặc là nói rất mơ hồ. Hắn giới thiệu khá chi tiết về mấy vấn đề như lúc đầu làm như thế nào thu hút các nhà đầu tư tới Ninh Lăng, thay đổi tác phong làm việc làm như thế nào để cải thiện cơ sở vật chất. Tập đoàn đầu tư Ninh Lăng khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào đảm bảo tài chính mà tạo ra cơn sóng xây dựng đô thị, lại dùng sự phát triển đô thị mang tới tiền lãi bù lại lỗ hổng tài chính khổng lồ. Cách làm này không phải ai cũng dám quyết tâm thực hiện. Một khi việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và phát triển đô thị mang tới tiền lãi không đủ bù lại lỗ hổng tài chính thì có thể khiến tài chính toàn thị xã sụp đổ. Vì thế cũng cần lãnh đạo chủ yếu có tầm nhìn và sự quyết đoán. Ngô Nguyên Tể tự nhận mình không thiếu quyết đoán, nhưng nếu muốn nhìn rõ tình hình như Triệu Quốc Đống, hết lòng giúp các ngành nghề mới phát triển,
tạo ra vài sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng mà không giống như các nơi quá tham, cho xây dựng tràn lan, lôi kéo tất cả ngành nghề, đến cuối cùng không có ngành nào phát triển được hẳn hoi. Điều này Ngô Nguyên Tể tự nhận mình không bằng. Thị xã Hồng Sơn có số dân cư không ít hơn Ninh Lăng là mấy, nhưng so sánh GDP của hai thị xã lại làm Ngô Nguyên Tể cảm thấy kinh ngạc. Năm 2001, GDP của Hồng Sơn thậm chí còn cao hơn Ninh Lăng 100 triệu, nhưng đến năm 2003 thì Hồng Sơn không bằng một nửa của Ninh Lăng. Mà năm 2003 là năm phát triển nhanh nhất từ trước đến giờ của Hồng Sơn. Tuy nói điều kiện hai nơi khác nhau nhưng chỉ trong hai năm mà chênh lệch lớn đến như vậy, nó làm Ngô Nguyên Tể không khỏi bội phục. Mặc dù cơ hội nói chuyện như vậy là không ít nhưng Ngô Nguyên Tể cũng không cho rằng mình có thể học được bao nhiêu từ đối phương. Nhưng y có thể xác định được đó chính là Triệu Quốc Đống làm việc chủ yếu cần ổn định, chính xác và quyết đoán. Khi hắn xác định một việc sẽ toàn tâm toàn ý mà làm. Sao, Triều có việc ư? Ngô Nguyên Tể thuận miệng hỏi. Ừ, Triều tôi ra ngoài có việc, chuyện ở thị xã không thể gác lại mà. Triệu Quốc Đống gật đầu. Vẫn là hạng mục sân bay. Ngô Nguyên Tể đoán là chuyện này. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ về hạng mục đó. Xem ra người này không đến phút cuối cùng sẽ không dừng. Ừ, tôi không chờ nổi, tôi không thể vì quốc gia muốn khống chế mà để Ninh Lăng ngồi chờ qua cơn bão được. Cũng cần phải có sự phân tích cụ thể mà. Triệu Quốc Đống không nói nhiều, bây giờ mọi việc chưa xác định nên hắn chỉ có thể cố hết sức. Xem ra cậu cũng tìm được cửa rồi hả? Ngô Nguyên Tể cũng biết người này quan hệ rộng. Hai hôm trước y thấy một xe biển quân đội chạy thẳng vào trường. Không có giấy ra vào nhưng bảo vệ cửa vẫn cho phép qua, xe này đưa Triệu Quốc Đống vào. Y từ miệng mấy học viên ở Bắc Kinh biết xe kia là của người ở Bộ Tổng Tham Mưu. Cũng khó nói nhưng phải thử một lần xem sao. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đúng thế, cũng nên thử mà. Cậu không thử thì sao biết được hay không? Ngô Nguyên Tể cười nói. Vậy tiết chiều nay chỉ có tôi đi một mình rồi, lão Tôn không thích cái này. Ha ha. Nghe rồi tối về nói lại cho tôi, được chứ? Triệu Quốc Đống biết Ngô Nguyên Tể rất có hứng thú với mình, Triệu Quốc Đống cũng thích tính cách của đối phương. Được, vậy tôi đợi. Ngô Nguyên Tể gật đầu nói.